chương 1661 còn phải dựa vào chính mình người. Thất tình thánh điện không ngốc. Chưa hẳn không biết ngươi tại mưu tính bọn hắn, thậm chí bọn hắn biết nội bộ có gian tế. Nhưng mà chính là cố ý để cho ngươi thiết kế mai phục bọn hắn, tân. Hoàn trầm giọng nói, khả năng như vậy tính chất cực lớn. Cường giả đến mức này, nếu là liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Đó chính là thật sự ngu xuẩn, ngươi đang câu cá, thật tình không biết. Có thể bọn hắn cũng nghĩ câu cá đâu, này ngược lại là thật sự. Thất Tình Thánh Điện cường giả có thể cũng tại tính toán hắn, nghĩ tới đây. Dương Trần nói khẽ Tư Mã Thành đoàn trưởng nếu là Âu Dương điện chủ duy nhất có thể điều đi. Ra ngoài đỉnh Phong Thần Vương, vậy ý nghĩa Thất Tình Thánh Điện có thể cũng sẽ minh bạch. Tư Mã Thành đoàn trưởng bên này chưa hẳn dựa vào là bên trên, cho nên ta thật muốn tính toán Thất Tình Thánh Điện bên kia liền không thể dựa vào tư mã thành đoàn trưởng hay là muốn dựa vào chính mình mới được khó khăn a à, chừng mấy vị đỉnh phong thần vương cường giả cũng không biết bản nguyên võ đạo mạnh bao nhiêu độ khó cực lớn người biết liền tốt tân hoàn mở miệng nói tránh một chút a à, đi cái nào ngoại vực ngươi đi nguy hiểm không ngươi có thể che lấp khí tức nếu không thì che lấp khí tức tiến đông chín hoàn a à, lão ngô ở đó ta cũng đi bên kia, ngài là để cho ta một mực trốn tránh ít. Nhất tại ngươi không có thực lực này phía trước, trốn tránh cũng tốt. Nhưng ta không muốn tránh, vậy thì chờ tại Đông Ương Đạo Cung. Chúng ta tận lực không ly khai, chúng ta tại đạo cung, Đông Ương Đạo Cung Đông Đảo Cường Già. Đạo Ương thành cũng có cường giả, bọn hắn không làm gì được ngươi." Dương Trần cười nói, "Lão sư cũng chớ quá tự tin, Đông Ương Đạo Cung lại mạnh thật muốn có mấy vị đỉnh phong thần vương đột kích khó nói điện chủ nói quan hệ đến thần vương hóa cảnh bản nguyên võ đạo đỉnh phong thần vương không có không động tâm ngài quên ban đầu ở yên cảnh lạc gia lạc thiên hàn thần vương không biết đi có thể sẽ chết sao biết nhưng hắn nhịn không được không chỉ hắn đổi thành một vị khác đỉnh phong thần vương cũng chưa chắc có thể bình thường không dám bởi vì chưa hẳn có lời bây giờ vậy thì khó nói Ít nhất ta có thể tại lần này mà nói, dựa theo điện chủ ý tứ, ta là muốn rời đi, đừng. Buồn nôn, ngài đều cao tuổi rồi, Tân. Hoàn không nói gì, hỗn đản, ta nói chính sự. Ngươi là tên khốn kiếp có thể hay không đừng ngắt lời. Một bên, Côn Uy cắn răng nói, ta cùng ngươi đi, ta có thần khải hộ thể, thần. Khải cho ta, ngươi đi không cần, thần khải cho ta hộ thể, ta an toàn càng có bảo đảm, Dương. Trần tính toán nói, ta có thể dẫn đi một số người, trên mặt nổi ta nói ta muốn tấn cấp tất cả mọi người đều biết ta tấn cấp ưa thích làm náo động vậy ta đây lần liền muốn ra một lần danh tiếng lớn ta muốn đi đông hải đột phá đông hải chỗ sâu có cái đảo ta đi cái kia đột phá liền nói ta đột phá thanh thế cực lớn lưu lão vừa mới bão nổi ta không thích hợp tại đông ương đạo cung đột phá cứ như vậy không lộ vẻ đột ngột ta sẽ mời một ít người không thể quá mạnh ta trước tiên đem ngày quyết định đến đó thiên không có gì bất ngờ xảy ra ngài mấy vị sẽ bỗng nhiên gặp phải một chút phiền toái bị chiêu mộ đi ngoại vực bên kia nhất định sẽ phối hợp mời một ít người mời ai đây dương trần khẽ thở dài bốc lên nguy hiểm tánh mạng chuyện rất khó mời a à, đối mặt đình phong thần vương tập sát không cẩn thận liền mất mạng hơn nữa mời ít nhất cũng phải thượng vị thần vương cảnh nhiều vị thượng vị thần vương bốc lên nguy hiểm tính mạng, có thể ngăn cản một chút đỉnh phong thần vương, ta côn. Uy lập tức nói, ta không đi, người khác cũng không tin, ngươi dương trần đột phá. Ta côn uy năng không đến sao? Không chỉ ta, lão thẩm, tiểu thiếu đều đi, chúng ta mấy cái có thể có bây giờ. Ngươi là công đầu, ngươi dương trần đại khái cũng không mấy cái sinh tử bằng hữu. Hai người bọn hắn không đi, vậy thì tuyệt sao? Dương Trần bật cười nói, ba các ngươi nói thật, liên thủ có thể kéo lại một vị thượng vị thần vương cảnh cũng không tệ rồi, xéo. Đi, xem thường ta. Côn uy khẽ nói, thần tủy một khi bị ta nhất định vị. Ta rất nhanh có thể chung vị thần vương cảnh trung đoạn. Tiểu thiếu tên kia nói không chừng lập tức đến chung vị thần vương cảnh cao đoạn. Đến mức này, chúng ta ba liên thủ, đỉnh phong thần vương cũng có thể quấn một cái. Không được, còn phải tăng thêm ngươi, chúng ta bốn người cuốn lấy một vị đỉnh phong thần vương vấn đề không lớn lúc này ngô trấn khải cả lơ phất phơ ngồi ở trên đỉnh tháp cười tủm tỉm nói nguồn năng lượng dịch tính toán tặng cho ta ta cũng đi lăn đừng a à, chẳng phải một điểm nguồn năng lượng dịch sao ta đi ta giúp ngươi xử lý những thứ này đánh ngươi chú ý ra hòa rất có lời ngươi một cái hạ vị thần vương rác rưởi cút xa một chút xem thường ta đúng vậy ngô trấn khải sắc mặt đen như mực nói người đốt ta đốt xong ta ở giữa vị thần vương cảnh trung vị thần vương cảnh cũng rác rưởi đúng vậy vây khốn gấu không phải trung vị thần vương cảnh hắn so với ngươi còn mạnh hơn nói nhảm ngô trấn khải nghiến răng nghiến lợi nói hắn so với ta mạnh hơn cái kia chờ ta đến trung vị thần vương cảnh thử thử xem dương trần người muốn diễn không có ta thích hợp sao ta không giúp ngươi cổ động bọn gia hỏa này sẽ cổ động sao? Ta không đi, thất tình thánh điện người tin tưởng ngươi muốn khoe khoang sao, ta đi. Đó mới chân thực, tính toán, nguồn năng lượng dịch coi như ta mượn ngươi, bất quá. Có chuyện ngươi phải giúp ta giải quyết, ân. Ngô Trấn Khải ngượng ngùng nói, lưu lão vừa mới tìm ta. Nói ta trước sau thiếu đạo cung 70 vạn ức tăng thêm lợi tức 80 tỷ tỷ. Hạn định ta mười thiên bên trong trả tiền, không trả tiền lại vậy liền đem linh bảo giao ra gán nợ nhưng ta cứ như vậy một cái linh bảo giao ra vậy ta dùng gì a à? nhưng lưu lão nói không gán nợ hắn liền lấy ta khai đao cởi hết ta dán tại đông ương đạo cung cửa chính giết gà dọa khỉ dương trần việc này ngươi phải giúp ta giải quyết ta cho mượn mới mấy ngày a à? lần trước đi bên trong tam hoàn mới mượn 10 ngày mà thôi thu ta 10 vạn ức lợi tức ăn cướp a à? Lúc này, nơi xa có người thản nhiên nói, lần trước đi bên trong tam hoàn. Người để cho lăng thống cho mượn 65 vạn ức, còn lại 5 vạn ức cho mượn có nửa năm. Như ngươi loại này sổ đen vốn cũng không nên cho ngươi mượn, thu ngươi một chút lợi tức. Không phải sao? Ngô Trấn Khải mệt lòng nói, lưu lão. Chớ bám theo ta đòi nợ được hay không, ngài còn tưởng là gì danh dự cung chủ. Đổi đến mai thay cái tên tuổi a, thúc dục thu đội mọc tốt 85 vạn ức, Ngô. Trấn Khải buồn tẻ nói, ngài thật tùy hứng, 90 vạn ức. Được được được, ta không nói được rồi, ngài nhất định phải cho ta tăng tới 100 vạn ức. Tiếp đó thu ta linh bảo, xem như thanh toán xong, 95 vạn ức, Ngô. Trấn Khải hỏng mất, nhìn về phía Dương Trần, hữu khí vô lực nói, thấy được chưa? Ta bây giờ không làm một phiếu, lão già họm hẹ này nhất định phải thu ta linh bảo ta đến chung vị thần vương cảnh làm một phiếu bốc lên nguy hiểm tính mạng giá trị trăm vạn ức vẫn phải có a à, giúp ta đem món nợ này cho bình yên tâm ta đi cam đoan đáng giá dương trần cười nhạo nói trăm vạn ức người giá trị trăm vạn ức sao nói nhảm đương nhiên giá trị ngô trấn khải tràn đầy tự tin nói ta đến chung vị thần vương cảnh người có thể đem ta làm thượng vị thần vương cảnh đối đãi thuê một cái thượng vị thần vương bốc lên nguy hiểm tính mạng làm một phiếu trăm vạn ức không đáng lần trước ngươi hô đằng lão đầu tử còn đưa một cái cổ linh bảo đâu cộng thêm mệnh sữa phiếu nợ hơn ngàn tỷ tỷ mà lại ta coi như kém hắn một chút như vậy trăm vạn ức không có vấn đề a à. mười trời ạ à, ta hiện tại đến cái nào lộng trăm vạn ức đi nếu không thì ngươi lại mượn ta trăm vạn ức nếu không thì ngươi liền mang ta đi làm một phiếu bằng không, cái này sổ sách không trả nổi, ta thật muốn bị cởi hết dán tại đạo cung cửa ra vào. Ta không ngại mất mặt, rớt là đông ương đạo cung người. Đường đường một vị trung vị thần vương cấp cường giả, bị đông ương đạo cung dày xéo như thế. Nhiều mất mặt, chương 1662 định ra kế hoạch. Đang khi nói chuyện, lưu phá lỗ ngự không mà đến, rơi xuống, mở miệng nói, không. Nghe thấy toàn bộ, các ngươi lại muốn đi ngoại vực, dương trần cười nói không có việc này lưu lão ngài tiếp tục cho ta thu sổ sách đi không chỉ đạo cung ngoại giới cũng giúp ta thu vừa thu lại có phiền phức sao lưu phá lỗ không để ý tới hắn liếc mắt nhìn tân hoàn nói phiền toái lớn sao tân hoàn mặc kệ dương trần cười nói thật lớn người đã đến vậy coi như ngươi một cái khi trả nợ a à. bằng không ngài đại khái cũng không trả nổi thiếu nhiều như vậy ngài đi ngoại vực làm gì đi mới có thể kiếm được làm mấy cái đỉnh phong thần vương không cần làm chết có thể kéo lại một khắc đồng hồ có thể càng dài một điểm cái kia nợ nần liền kết toán rõ ràng hảo dương trần cười khổ nói lưu lão ngài cũng đừng tham gia náo nhiệt lưu phá lỗ thản nhiên nói trả nợ tân hoàn cười nói không có gì tiểu tử giả mồm cái gì lúc này người một nhà không giúp ngươi người thật trông cậy vào ngoại nhân giúp ngươi bán mạng lưu lão cũng là thượng vị thần vương cảnh không dễ dàng như vậy chết cho thêm điểm bất hủ chi lực bảo mệnh vẫn có hiệu quả lại nói ngươi đột phá đông ương đạo cung người không đi chẳng lẽ toàn bộ nhờ ngoại nhân lưu lão tính toán một cái đi mấy cái thượng vị thần vương vấn đề không lớn ba vị thượng vị thần vương hơn mười vị trung vị thần vương thực lực như vậy hẳn sẽ không để cho thất tình thánh điện từ bỏ lưu lão tính toán một vị trong đó ta mà nói có thể không đi được đằng đạt thật a à. đừng già mồm lão ra hỏa kia thượng vị thần vương cảnh tam biến có linh bảo nơi tay chiến lực cực mạnh lại đến một vị thượng vị thần vương cảnh lưu phá lỗ mở miệng nói đỉnh phong thần vương không thể đi sao đại khái không được bằng không thì đại khái rất khó dẫn ra tân hoàn suy nghĩ một chút nói thượng vị thần vương cảnh đi là được đỉnh phong thần vương quá chọc người mắt, huống chi chưa chắc có cơ hội. Vì đối phó Dương Trần, ngoại vực có thể sẽ ngày hôm đó bạo động, đỉnh phong thần vương cũng đi. Không được, đương nhiên, mời là khẳng định muốn mời, tới hay không, đó là ngoài ý muốn nhân tố. Lấy Dương Trần tính cách, không mời mới là thật có quỷ. Chẳng những đỉnh phong thần vương muốn mời, tất cả thần vương hóa cảnh đều phải mời. Lúc này mới phù hợp ngươi thượng vị thần vương thân phận dương trần cười nói chỉ là đột phá không cần quá lộ liễu lưu phá lỗ không để ý hắn mở miệng nói vậy thì mời minh châu đạo cung mở cung chủ đến đây đi mở cung chủ cùng đông ương đạo cung cũng là lão giao tình ta đi nói chuyện này tân hoàn gật đầu nói này ngược lại là có thể ngài và mở cung chủ liên thủ đại khái có thể ngăn cản một vị đỉnh phong thần vương đương nhiên nguy hiểm cũng không nhỏ tăng thêm đằng đạt thực sự ba người là đủ đến lúc đó các ngươi ba vị đó là nhất định phải cuốn lấy một vị đỉnh phong thần vương dương trần ngươi cùng côn uy những người này có nắm chắc cuốn lấy một vị đỉnh phong thần vương sao tăng thêm ngô trấn khải a tiểu tử này mắc nợ quá nhiều khi trả nợ a thật muốn chết đó cũng là hắn vận đạo không tốt người chết sổ sách tiêu tan còn lại cũng không cần trả một bên ngô trấn khải bĩu môi nói ta sẽ chết ta không đến thần hoàng cảnh đó là chắc chắn sẽ không chết ta trở về từ cõi chết mấy trăm lần lần nào chết loại người như ngươi đánh cực mệnh đánh cực quen thuộc thua một lần táng ra bại sàn chết cũng bình thường tân hoàn trả lời một câu lại nói như vậy có thể ngăn trở hai vị đỉnh phong thần vương dương trần những người này cũng là trên mặt nổi người ngươi không phải có thể thu liễm khí tức sao giấu ở trong ngươi hỏa môn sơn cổng trào ngươi không phải ưa thích hoa trương sao ngày đó ngươi treo lên hỏa môn sơn cổng trào trực tiếp bay qua dạng này mới càng thích hợp không có người sẽ nghĩ tới ngươi tại trong hỏa môn sơn cổng trào ẩn giấu người nhiều nhất năm cái ta trước tiên đột phá đến thượng vị thần vương cảnh ngụy trang thành trung vị thần vương cảnh mang năm cái đi qua bất quá ta còn có thể cho bốn người che giấu một chút khí tức giả dạng làm kẻ yếu chỉ cần không bị người nhận ra đi theo vây khốn gấu bọn hắn cùng đi vấn đề không lớn, người, thực lực đều phải cùng ngươi tương đương, ân. Tân Hoàn tính toán một hồi, mở miệng nói, việc này còn phải tìm Âu Dương Minh. Chúng ta không được, để chín vị thượng vị thần vương cảnh cho ngươi bán mạng. Ngươi không lớn như vậy mặt mũi. Dù là không thiếu thượng vị thần vương cảnh thiếu ngươi ân tình, vậy cũng không được. Việc này cũng không phải của cá nhân ngươi chuyện. Dẫn dụ thất tình thánh điện đỉnh phong thần vương đó là tất cả mọi người trách nhiệm âu dương minh phải phụ trách cái này chín vị thượng vị thần vương đến nỗi là ai vậy cũng không cần quản lão gia hỏa kia còn cất giấu một chút hậu chiêu đâu hắn tài quyết vệ bên trong cũng không ít cường giả không được thì ở bên kia điều người chín vị thượng vị thần vương dù là cũng là sơ đoạn cuốn lấy một vị đỉnh phong thần vương đó là chuyện dễ dàng còn có thể cho các ngươi một điểm viện trợ mặt khác lại cầu một đạo linh hồn phân hóa thể. Cái này chính là thật dùng để bảo toàn tánh mạng. Một khi xuất hiện vị thứ tư đỉnh phong thần vương, ngươi liền ra tay. Tiền kỳ, lấy dây dưa làm chủ. Ta sẽ không tại ngoại vực đợi quá lâu, rất nhanh sẽ chạy đến. Ngày đó ta suy đoán đem Tây Thành cùng Tiết Đàm thành hai đại thành chủ đại khái sẽ đến tập. Kích hai vị đỉnh phong thần vương mới có thể cuốn lấy lão ngô, mới có thể bức ta tiến vào có thể còn có đem tây thành đầu kia thủ hộ yêu thú tam đại đỉnh phong thần vương hẳn là còn kém không nhiều lắm yêu quỳ đại khái là sẽ không từ thành nội nhổ căn rời đi lão ngô bên này thời khắc mấu chốt hắn đính trụ hai vị đỉnh phong thần vương để cho hí kịch nhan mấy vị đính trụ một vị đỉnh phong thần vương ta xuống có thể chém giết liền nhanh chóng chém giết một vị chém giết không được mà nói ta mau chóng thoát thân mau chóng tới cứu ngươi đến nỗi phạm lão phạm lão đại tất cả thoát thân không ra coi như có thể cái kia ngoại vực bên trong tập kích đỉnh phong thần vương có thể chính là bốn vị thậm chí nhiều hơn tân hoàn tính toán một hồi dương trần hỏi cái kia tư mã thành đoàn trưởng bên kia hắn bên kia tân hoàn suy nghĩ một chút nói để cho hắn tại hải đảo địa phương xa một chút mai phục bị phát hiện thất tình thánh điện đại khái còn có thể để cho một vị đỉnh phong thần vương cuốn lấy hắn, không có phát hiện, vậy thì nhanh chóng đến giúp. Nếu như vậy, có thể có thể nhiều câu ra mấy vị đỉnh phong thần vương tới, tóm lại. Người làm tốt sự tính xấu nhất, không nên vô cùng ỉ lại bọn gia hỏa này. Dương Trần khẽ gật đầu, lại nói, những thứ này đỉnh phong thần vương, một khi ra tay toàn lực. Khi tức bại lộ, kỳ thực không cần giết bọn hắn, cũng bại lộ thân phận. Tân Hoàn tức giận nói, đừng quá lạc quan, mạnh hơn ngươi võ giả thật muốn toàn lực che lấp khí tức, người không phát hiện được bọn hắn khí tức dị thường. Hơi ngụy trang một chút, người cũng không phát hiện được. Đối phương dám ra tay mà nói, mang ý nghĩa rất có thể phụ cận không có đỉnh phong thần vương ra. Tay, dù là ti mã hỗn thành, nếu quả thật có đỉnh phong thần vương xuất thủ, ta hoài nghi có thể là đã bại lộ thân phận đỉnh phong thần vương ra tay. Thất tình thánh điện võ giả không phải kẻ ngu, dương trần, không nên khinh thường. Đúng, người không phải là cùng cổ vẫn thần giới người mập mạp kia có giao tình sao, lần trước bá vương. Không phải cho ngươi đầu tư một chút sao, đi hỏi một chút mập mạp. Muốn hay không lại đầu tư một lần, để cho bá vương tiễn đưa ngươi một đạo linh hồn phân hóa thể. Song trọng chắc chắn, lấy chút thiết thực chỗ tốt đi ra, vậy cái này ân tình liền lớn. Không chỉ ngươi dương trần, ta đông ương đạo cung cũng sẽ ghi nhớ nhân tình này tân hoàn hít sâu một hơi nói bá vương thực lực cũng rất cường đại phân ra một đạo vấn đề không lớn hắn điện chủ đông phương minh chủ phong thiên vương mấy vị này chiến lực đều là tương đối cường đại thần vương hóa cảnh bọn hắn phân ra một đạo linh hồn phân hóa thể có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng có hạn hơn nữa bá vương bọn hắn tọa trấn lớn mông sơn vô số năm cơ hồ không tiến thêm chưa hẳn liền không có phân qua cái đồ chơi này đi ra, chỉ cần che giấu hảo. Chưa chắc sẽ bị người phát hiện. Khát thần vương hóa cảnh chưa chắc có phách lực này, bá vương. Khả năng không nhỏ. Phân hóa thời gian sớm mà nói, bây giờ có thể đều khôi phục lại, vậy thì không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, sẽ không quá nhiều, cắt chém nhiều, bọn hắn cũng dễ dàng mất khống chế, tóm lại. Thử thử xem, không có cũng không cái gì. Hai đạo linh hồn phân hóa thể, dù là đại điện chủ ra tay cũng có thể cản một hồi. Chương 1663 động tĩnh không nhỏ. Tân Hoàn tính toán một hồi, cuối cùng mới nói, nếu như ngươi kiên trì muốn làm. Vậy thì an bài như vậy, bắt buộc để cho Âu Dương Minh cũng lại phân một đạo linh hồn phân hóa thể đi ra. Mặc dù ba đạo linh hồn phân hóa thể, tính toán mấy cái đỉnh phong thần vương không có lợi lắm. Nhưng những này người cất giấu càng đáng sợ, ta muốn vì câu ra những người này." Âu Dương Minh đại khái cũng nguyện ý. Dương Trần Cao mày nói, cái khác giới vực những cái kia thần vương hóa cảnh đâu, thất tình thánh. Điện uy hát yêu ta, không chỉ là chuyện của chúng ta a, à, sao? Đó Âu Dương Minh tự nhiên sẽ đi thu lấy thù Lao Tân." Hoàn Lơ đĩnh nói, ngươi cho rằng hắn sẽ làm mua bán lỗ vốn. Ngươi nhìn a, à, thật muốn tại Cửu Châu cảnh nội. Câu ra một chút thất tình thánh điện đỉnh phong thần vương. Cái khác những cái kia giới vực đều phải trả giá một vài thứ. Không chỉ như vậy, bị câu ra đỉnh phong thần vương, nếu là cùng một chút giới vực có liên quan, hay là một chút cường đại giới vực cường giả chờ lấy Âu Dương Minh bão nổi a. À. Người không cần phải để ý đến hắn, chính hắn sẽ đi vãn hồi tổn thất Dương. Trần lập tức bật cười, đúng vậy a, à, ta thế mà lại lo lắng Âu Dương Minh ăn thiệt thòi làm sao có thể đi lúc này dương trần bỗng nhiên cười nói lão sư ngài đến thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy đi an bài ngay ngắn rõ ràng dựa theo ngài ý tứ này thất tình thánh điện coi như dốc toàn bộ lực lượng ta đều là có bảo đảm âu dương minh không nói thật muốn lấy được hai đạo linh hồn phân hóa thể dựa theo lần trước cái kia lực đạo xử lý bốn cái đỉnh phong thần vương cũng đủ đừng quá lạc quan tân hoàn hít sâu một hơi nói thất tình thánh điện có thể sinh tồn đến bây giờ không có đơn giản như vậy ngươi cho rằng hắn xuất động ba cái đỉnh phong thần vương có lẽ sẽ xuất động năm cái ngươi cho rằng không có quá mạnh cường giả có lẽ sẽ có đỉnh cấp đỉnh phong thần vương ra tay ngươi dương trần danh khí lớn sống đến nay cũng chưa chết ba lần tập sát ngươi thất bại bọn hắn sẽ sơ xuất sao việc quan hệ bọn hắn có thể tấn cấp thần vương hóa cảnh chuyện sẽ không khinh thường ai không muốn tấn cấp thần vương hóa cảnh còn có quang tính toán đỉnh phong thần vương thượng vị thần vương cảnh liền không có người phối hợp không có người cùng một chỗ theo tới nếu tới đó cũng là đại phiền toái đương nhiên thượng vị thần vương cảnh võ giả đối mặt các ngươi dễ dàng bại lộ thân phận một khi bại lộ vậy thì xong rồi tới cũng sẽ không tới quá nhiều dương trần bất đắc dĩ nói thật là để mắt ta ta mới trung vị thần vương cảnh A. Dựa theo ý của ngài, cũng có thể làm cho thất tình thánh điện dốc toàn bộ ra chuẩn. Bị cho trường hợp xấu nhất, thật muốn không có chuyện, linh hồn phân hóa thể trả lại cũng được. Dương Trần lần nữa hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh mấy người, mở miệng nói, lưu lão. Lời khách sáo ta không nói, ta đây. Cũng liền có thể trông cậy vào đông ương đạo cung sư trưởng thay ta hộ đạo. Ngoại nhân dù sao cũng là ngoại nhân, việc này kỳ thực nguyên bản không phải là trách nhiệm của chúng ta thất tình thánh điện cũng không phải từ ta thế hệ này đản sinh nhưng thất tình thánh điện người để mắt tới ta vậy ta cũng không thể nhận túng yên tâm đồ vật bảo mệnh ta chính là có bất hủ chi lực mệnh sữa lưu lão đột phá trung phẩm linh bảo không được vừa vặn ngài cũng là dùng kiếm cường giả phía trước nhiên tiêu linh bảo cũng là kiếm để cho âu dương minh giúp đỡ cải tạo một chút ngài cầm lấy đi dùng mở cung chủ nếu là nguyện ý ra tay ta dương trần cũng không phải người hẹp hòi thượng phẩm linh bảo ta không tiễn trung phẩm linh bảo trường đao ta có một thanh có thể đưa cho mở cung chủ dương trần nói gọi là một cái phách lối tiếp lấy khẽ nói đánh ta chủ ý vậy ta để cho bọn hắn hối hận cả một đời vừa vặn một trận chiến xử lý một chút đỉnh phong thần vương ta xem thất tình thánh điện ma đồ còn dám phách lối liên tiếp tập sát ta ba lần, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm. Lại còn tới lần thứ tư. Lần này đi qua, Đông Ương đạo cung thầy trò trước tiên đừng đi ngoại vực. Toàn diện thanh trừ cửu châu cảnh nội thất tình thánh điện ma đồ. Thất tình thánh điện đầu người ta trực tiếp treo thưởng, cao dài phía dưới, một cái một vạn ức. Theo đầu người tính toán, cao cấp trung vị thần vương cảnh 30 vạn ức. Thượng vị thần vương cảnh 100 vạn ức, đỉnh phong thần vương 1.000 vạn ức đều cho hắn treo thưởng. Muốn làm ta đúng không, ta trước tiên giết chết bọn chúng. Để cho bọn hắn người người kêu đánh. Những người khác bình thường lười nhác cùng thất tình thánh điện đấu, tôm tép nhãi nhét thôi. Có thể chọc phải ta, ta xem ai trước hết giết sạch ai, đám. Người một mặt ngốc trệ, lợi hại, thiếu dương trần tiền võ giả nhiều không, nhiều lắm. Dù sao cũng là cao giai thần vương cấp cường giả, cũng là cần thể diện bây giờ lưu phá lỗ muốn thu sổ sách tin tức truyền đi. Không thiếu cao giai thần vương đang giàu gì tới. Lúc này, thất tình trong thánh điện cấp thấp ma đồ một cái đầu người một vạn ức cao cấp. Trung vị thần vương cảnh 30 vạn ức, thượng vị thần vương cảnh 100 vạn ức mấy. Người đều có chút thông cảm thất tình thánh điện võ giả, lần này thật sự phiền phức lớn rồi. Ai phiền phức không tìm, tìm Dương Trần phiền phức vừa vạn tất cả mọi người phát sầu làm sao còn tiền đâu đừng một trận chiến phía dưới liền đem thất tình thánh điện cho đả diệt a à, lần này đông ương đạo cung động tĩnh lớn đầu tiên là lưu phá lỗ đột phá thượng vị thần vương cảnh tiếp lấy đông ương đạo cung toàn bộ đạo cung thanh tra nợ nần lưu phá lỗ vị này thượng vị thần vương thậm chí còn tại ngoại giới phát ra âm thanh đương nhiên chỉ giới hạn ở cao giai thần vương vòng tròn nên trả tiền lại, vậy thì phải trả tiền, nhân gia thanh niên. Xuất sinh nhập tử lời ít tiền cũng không dễ dàng, bây giờ ngoại vực không đi được. Ngoại vực lại cho ra treo thưởng, thời gian khổ sở vô cùng, lúc này không trả tiền lại. Chẳng lẽ chuẩn bị quyệt nợ? Mấy câu nói đó vừa ra, một chút cao dai thần vương cũng là diện mục tối tam. Không ít người cũng là nhức đầu không thôi, theo sát lấy. Đông ương đạo cung muốn tiếp quản hòa tinh thành chuyện cũng có một chút phong thanh nhân tộc cao tầng cũng đang thảo luận. Sự tình vẫn chưa xong, Đông ương đạo cung tin tức là từng cơn sóng liên tiếp, ngay sau đó. Dương Trần tuyên bố, trước mắt, trung vị thần vương cảnh cường giả đột phá. Còn có một số hình ảnh ghi chép, nhưng thượng vị thần vương cảnh, đỉnh phong thần vương cảnh. Lại là không có. Vì để cho công chúng cùng chung đê dai võ giả rõ ràng hơn hiểu rõ một chút tình huống. Biết được mỗi cái cảnh giới tranh lệch dương trần hy vọng có thể thu một lần sách giáo khoa thức đột phá hắn chuẩn bị đột phá đến thượng vị thần vương cảnh tin tức vừa ra lần này là thật sự toàn bộ thiên su thế giới oanh động dương trần lại muốn đột phá thượng vị thần vương cảnh một năm không tới thời gian lại muốn tiến giai thượng vị thần vương cùng một thời gian một chút tin tức lưu truyền ra ngoài phía trước biết dương trần là trùng sinh võ giả kỳ thực không phải quá nhiều cửu châu bên này đại bộ phận cao giai thần vương đều biết cái khác giới vực biết đến lại là không phải quá nhiều nhưng lúc này đây mọi người đều biết dương trần là nhân tộc trùng sinh võ giả cường giả chuyển thế trùng sinh mà sống có thể rất nhanh dương trần liền có thể bước vào đỉnh phong thần vương cảnh thậm chí tiến vào thần vương hóa cảnh nhân loại có thể sắp lần nữa sinh ra một vị thần vương hóa cảnh cường giả bởi vì là vì ghi hình đột phá thượng vị thần vương đột phá tràng cảnh động tĩnh khá lớn dương trần quyết định tại đông ương đạo cung phụ cận đông hải trên một chỗ hải đảo đột phá không ít người lại là chờ mong vừa là hâm mộ lần này dương trần không có phô trương quá mức chủ yếu là mời một ít quan hệ thân cận cường giả đi quan sát đạo cung tài quyết điện dài âu dương minh trấn thủ sứ ngô xuyên võ đạo liên minh phó minh chủ lâm hàn thương nghi ngờ châu đạo cung cung chủ để đạt chân thục châu đạo cung thẩm lãng nhiên thu đến thiệp mời người không coi là nhiều hơn 10 người thôi một chút không thu đến thiệp mời cường giả còn có chút tiếc nuối có thể đột phá là đại sự lúc này chủ nhân không mời sợ chậm trễ đột phá của mình cũng là chuyện rất bình thường chương một nghìn thất tình thánh điện cường giả tụ tập tại thượng cổ võ thời đại võ giả đột phá cái kia cũng sẽ ở cường giả hộ đạo tình huống phía dưới tiến hành đột phá đột phá là một kiện rất chuyện riêng tư dương trần mặc dù sẽ ghi hình cũng không có mời những người khác những người khác hiểu quy củ cũng sẽ không tùy tiện đi tới dễ dàng gây nên hiểu lầm ngay tại tin tức truyền ra cửu châu chấn động đồng thời cùng một thời gian cửu châu nơi nào đó trong một chỗ lầu tháp, bây giờ tháp lâu mật thất ngồi ba người, trên bệ đá. Trưng bày một cái truyền tấn thạch, truyền tấn thạch bên trong. Có giả nua âm thanh cười nói, các ngươi mấy vị lòng can đảm cũng không nhỏ. Lần này thật đúng là chuẩn bị đối với tiểu gia hòa kia hạ thủ. Người này nói là nhân tộc ngôn ngữ, đám người cũng không ngoài ý muốn, hi. Ra, ngươi không động tâm sao? Truyền tấn thạch bên trong, thanh âm già nua cười nói, động tâm, thượng phẩm linh bảo mệnh sữa thần vương hóa cảnh tuyệt học thậm chí còn có thần vương hóa cảnh giảng đạo động tâm là chắc chắn động tâm nhưng chư vị vẫn là gan to bằng trời đây chính là cửu châu võ đạo giới thần vương hóa cảnh cường giả đều có thật nhiều đỉnh phong thần vương cảnh cũng không phải số ít chúng ta những người này tới gần thần vương hóa cảnh trong vòng trăm dặm đều rất dễ dàng bị phát hiện mấy vị liền không sợ chết bệ đá bên trái một cái đầu mang mặt nạ võ giả cười nói thần vương hóa cảnh chúng ta cũng nghĩ nhưng ta chờ muốn trở thành liền thần vương hóa cảnh thật quá khó khăn bây giờ cơ hội đang ở trước mắt hy ra chẳng lẽ cam tâm cứ như vậy từ bỏ thần vương hóa cảnh cường giả tự nhiên có ngoại vực bên kia giải quyết bao quát đỉnh phong thần vương cảnh cũng là như thế dương trần là thần vương hóa cảnh trùng sinh cảnh giới khôi phục càng lúc càng nhanh mặt nạ nam khẽ cười nói dạng này một vị nhất định sẽ trở thành thần vương hóa cảnh võ giả ngoại vực dị tộc có thể nhịn sao lần này triệu tập chư vị kỳ thật vẫn là nghĩ thương lượng một chút có nên hay không liên hệ đại điện chủ nói chuyện thẻ đánh bạc vấn đề bây giờ còn không đủ trước đây thẻ đánh bạc chỉ là giết chung vị thần vương cảnh dương trần thẻ đánh bạc bây giờ hắn sắp thượng vị thần vương cảnh vẫn là tại cảnh nội cửu châu đột phá Nguy hiểm như vậy, ngoại vực dị tộc cũng nên minh bạch. Không thừa dịp bây giờ giết Dương Trần, có thể sau này liền có thần vương hóa cảnh vẫn lạc tại trong tay Dương Trần, chỉ là hai thanh thượng phẩm linh bảo, nhất bộ thần vương hóa cảnh tuyệt học, cũng không đủ chúng ta mấy người tới mạo hiểm, xâm nhập Cửu Châu Phúc Địa, thần vương hóa cảnh đều nắm chắc vị nhiều. Mạo hiểm đánh giết Dương Trần, ba vị đỉnh phong thần vương tính mệnh. Chẳng lẽ chỉ trị giá những thứ này, hi Già cười nói, đó là các ngươi chuyện, lão phu cũng không nguyện ý tham dự. Hy gia bây giờ nói không tham dự, sợ là sợ. Nói không chừng Hy gia bây giờ đang ở Đông Ương phù đảo phụ cận cất giấu đâu, chúng ta ra tay. Một khi bị cuốn lấy, bị Dương Trần đào thoát, có thể Hy gia liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần bí mặt nạ võ giả cười nói, cho nên đại gia vẫn là mở rộng nói tốt hơn. Đến cùng mấy người ra tay, thương lượng trước tốt, nói xong, bằng không còn người đến nữa, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Trong mật thất, hai người khác, một cái toàn thân gắn vào trong hắc bào, một cái khác thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, đồng dạng đeo mặt nạ. Gặp không một người nói chuyện, áo bào đen võ giả chậm rãi nói, "Tất nhiên tất cả mọi người đến đông đủ, liên hệ đại điện chủ a, từ đại điện chủ chứng kiến. Liên hệ ngoại vực dị tộc một lần nữa mở ra điều kiện" ai ra tay ai không xuất thủ đều nên có cái kết luận miễn cho cuối cùng chính chúng ta đấu hảo không có ý kiến sau một khác áo bào đen võ giả trong tay xuất hiện một cái thủy tinh cầu linh hồn chi lực thẩm thấu đến trong đó thủy tinh cầu hơi hơi lóe lên một hồi rất nhanh có người lên tiếng nói sáu cung phụng có gì phân phó liên hệ đại điện chủ chờ thủy tinh cầu lâm vào yên tĩnh một bên thần bí mặt nạ võ giả thản nhiên nói các ngươi nói Đại điện chủ đến tột cùng là ai, Thần Vương Hóa Cảnh sao? Đây cũng là Thần Vương Hóa Cảnh cường giả dùng linh hồn chi lực cố hóa vật. Đại điện chủ tại Cửu Châu cảnh nội, sắp đặt không thiếu, không? Muốn đi đoán quản hắn là ai, có chỗ tốt đó chính là đại điện chủ, không có chỗ tốt. Ha ha ha, không có chỗ tốt ta quản hắn có phải hay không Thần Vương Hóa Cảnh đến. Già vẫn là trực tiếp như vậy, cũng là đỉnh phong Thần Vương võ giả có cần thiết quanh co lòng vòng sao đại điện chủ đến trước mặt ta cũng là lời này nếu không phải vì chỗ tốt vì càng nhanh đề thăng lão tử hà tất trở thành người người kêu đánh thất tình thánh điện võ giả được xưng là đến ra võ giả nói dứt khoát một lát sau trong thủy tinh cầu một tiếng trung tính thanh âm nhu hòa truyền ra nhị cung phụng vẫn là trước sau như một dứt khoát đó là đương nhiên đại điện chủ cái đồ chơi này nếu không thì tiễn đưa ta một cái như thế nào dùng truyền tấn thạch thật đúng là không quá quen thuộc đại điện chủ âm thanh lần nữa truyền ra cười nói ngươi nếu mà muốn tự nhiên sẽ cho ngươi ha 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 tính toán đây nếu là bị ngươi cảm ứng được ai biết sẽ phát sinh cái gì đại điện chủ tiếp tục cười nói chẳng lẽ đến bây giờ nhị cung phụng còn không tin mặc cho bản tọa tín nhiệm nhị cung phụng khịt mũi coi thường tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói tín nhiệm coi như xong thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai ngươi lấy ra cái giá tương ứng vậy ngươi chính là đại điện chủ nên bán mạng thời điểm ta tự nhiên sẽ bán mạng nhưng cầm không ra dựa vào cái gì tín nhiệm người khác áo bào đen võ giả nhìn xem thủy tinh cầu chậm rãi nói đại điện chủ chắc có nghe thấy dương trần sắp đột phá thượng vị thần vương cảnh phía trước ngoại vực ở dưới lệnh truy sát Dương Trần chỉ là trung vị thần vương cảnh. Trung vị thần vương cảnh cùng thượng vị thần vương cảnh kém, tranh lệch cũng không nhỏ. Trước đây điều kiện, bây giờ không đủ. Chúng ta mấy cái lần này đều sẽ ra tay, ba thanh thượng phẩm linh bảo, mệnh sữa 1500 cân. Thần vương hóa cảnh tuyệt học ba bộ, đây là chúng ta điều kiện mới. Đại điện chủ khẽ thở dài, sáu cung phụng. Hà tất mở ra loại này không thể nào điều kiện, dù là đánh giết thần vương hóa cảnh cũng rất khó trả giá đánh đổi như vậy, trước đây đại giới đã là cực hạn. Đại điện chủ, có một số việc chúng ta cũng không phải không biết, người khác không nói. Liền chúng ta những người này ở trong, có thể liền có Cửu Châu nhân tộc cao tầng thám tử. Đương nhiên, sao cũng được chuyện. Dương Trần bỗng nhiên muốn đi Đông Hải đột phá, ta xem. Dẫn dụ chúng ta xuất thủ khả năng càng lớn, bất quá người chết vì tiền chim chết vì ăn thì nhìn ai có thể tính toán qua người nào, nhưng Dương Trần kịp chuẩn bị. Bao quát Cửu Châu nhân tộc cao tầng có chút chuẩn bị, đó đều là tất nhiên. Nguy hiểm lại so với chúng ta tưởng tượng cao hơn, giết chung vị thần vương cảnh Dương Trần. Cùng giết thượng vị thần vương cảnh Dương Trần, độ khó khác biệt quá nhiều, đã như vậy. Cho thêm ra một chút cũng là cần thiết. Áo bào đen võ giả tiếp tục nói, dị tộc tứ đại bản doanh có lẽ là tứ đại dị tộc bản doanh đồng thời truy nã ra tay cứ như vậy hẹp hòi sao ba thanh thượng phẩm linh bảo một nghìn năm trăm cân mệnh sữa đối với tứ đại dị tộc bản doanh mà nói không tính khó khăn a à. đại điện chủ nói khẽ cái này ta sẽ vì đại gia tranh thủ cũng không sai biệt lắm ta cũng sẽ đi lúc này truyền tấn thạch bên trong có người bỗng nhiên tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói một câu mẫn ra người cũng muốn tới áo bào đen võ giả cười cười nói, không sợ xảy ra chuyện vậy. Thì không làm phiền ngươi quan tâm. Mẫn ra mở miệng nói, tam bộ thần vương hóa cảnh tuyệt học có chút khó khăn. Hai bộ ta cảm thấy không khó. Xây phù hộ cùng lạnh cách bản doanh. Cũng là quyết tâm phải giết Dương Trần, một nhà kia một bản thần vương hóa cảnh tuyệt học. Không khó a à. Mặt khác, hai bộ thần vương hóa cảnh tuyệt học đều phải phục khắc mấy quyển đại điện chủ chậm rãi nói phục khác bản thật chưa hẳn có thể phục khác mấy quyển sắp hỏng mất vậy thì không liên quan chúng ta chuyện mẫn ra tiếp tục nói cái này hai quyển chắc hẳn cũng không phải cái gì quá tinh phẩm thần vương hóa cảnh tuyệt học cho nên chúng ta cần hai bộ tới tham khảo tuyệt học chuyện dễ nói bây giờ muốn tham gia bây giờ nói bằng không khai ra điều kiện sau đó chúng ta đi làm những người khác làm tiếp Vậy chúng ta chỗ tốt chỉ thuộc về chính chúng ta, những người khác. Cũng đừng nghĩ không làm mà hưởng. Chương 1665 xuất động năm vị cung phụng. Đại điện chủ chậm rãi nói, nhiều lắm, nội vực sẽ không đáp ứng, đại. Điện chủ thử xem chính là, Dương Trần Uy Hát Yêu cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Trực tiếp chết ở cùng gián tiếp chết ở Dương Trần trong tay dị tộc đỉnh phong thần vương. Cũng không phải số lượng nhỏ, bốn vị đỉnh phong thần vương cảnh mạo hiểm chẳng lẽ còn không đáng những thứ này đại điện chủ chậm rãi nói mấy vị an toàn vẫn có bảo đảm đến lúc đó ngoại vực sẽ dốc toàn lực phối hợp chư vị các ngươi cần làm chính là đánh giết dương trần khi đó không cho hắn cơ hội đột phá hắn vẫn là trung vị thần vương cảnh dương trần sẽ có giúp đỡ điểm này là khẳng định nhưng hắn sẽ không mang quá nhiều người hơn nữa cửu châu đỉnh phong thần vương số lượng cũng là có hạn đều nắm trong tay bên trong bây giờ có thể rút tay ra cũng chỉ là số ít mấy người nói xong đại điện chủ lại nói dựa theo bản tọa tin tức lần này tìm mã hỗn thành có thể sẽ ra tay vì lưu ta lại nhóm mấy vị thần vương hóa cảnh có lẽ sẽ phân ra một đạo linh hồn phân hóa thể cho dương trần bảo mệnh dùng mặt khác vì dẫn xuất chúng ta, Dương Trần bên cạnh hộ đạo cường giả sẽ không quá nhiều. Bây giờ xem ra, đằng đạt chân, lưu phá lỗ những người này lại là người hộ đạo một trong. Thượng vị thần vương cảnh 3 đến 5 người, trung vị thần vương cảnh, có chừng 10 người tả hữu Đông ương đạo cung bên kia, sẽ không ngồi yên không lý đến, ngô phong hẳn là không thể rời bỏ. Tân hoàn có thể sẽ trước tiên rời đi trở lại, cần thời gian, bốn vị đồng loạt ra tay mà nói một người ngăn trở ti mã hỗn thành, một người ngăn lại đằng đặt chân mấy người. Khác hai vị, phụ trách tốc chiến tốc thắng. Mau chóng giải quyết Dương Trần, phút chốc liền có thể giải quyết chiến đấu, trốn chạy. Lúc này tính an toàn cao nhất, cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm gì, vượt qua nửa nén hương. Liền sẽ có một chút phong hiểm. Áo bào đen võ giả trầm mặc chốc lát nói, thần vương hóa cảnh đều sẽ bị kiềm chế sau, điểm này các ngươi có thể yên tâm bản tọa cũng sẽ không để chư vị đi chịu chết cũng là thánh điện sống lưng bây giờ đại chiến buông xuống chư vị cũng là thánh điện hạch tâm thánh điện không còn chư vị vậy sẽ chỉ kéo dài hơi tàn không cách nào tiếp tục sinh tồn ngoại vực cũng một lòng muốn giết dương trần diệt trừ một vị sau đó không lâu thần vương hóa cảnh cũng sẽ toàn lực ứng phó lúc này chư vị cung phụng đối với thánh điện cùng ngoại vực đều hẳn là một chút tín nhiệm đại điện chủ sẽ ra tay sao đại điện chủ trầm mặc chốc lát nói bàn tọa sẽ không xuất thủ nếu quả thật có phiền phức đại cung phụng sẽ ra tay cho chư vị tranh thủ thời gian thoát khỏi nguy hiểm áo bào đen võ giả cười nói đại cung phụng tất nhiên nguyện ý áp trận như vậy không có gì để nói đến nỗi thần vương hóa cảnh tuyệt học tự nhiên cũng sẽ phân đại cung phụng một phần mấy người khác nhưng là khẽ thở phào nhẹ nhõm có đại cung phụng thời khắc mấu chốt áp trận nếu quả thật xảy ra ngoài ý muốn thoát đi cũng có khuyến khích dù sao cũng là bốn vị đỉnh phong thần vương trưởng lão đồng loạt ra tay đại điện chủ cũng sẽ không thật sự mắt thấy bọn hắn đi chết lúc này đại điện chủ bỗng nhiên nói bảy cung phụng lần này không xuất thủ sao truyền tấn thạch bên trong một đạo già nua tiếng vang lên ta liền không góp náo nhiệt này hơn nữa ngày đó ta chưa chắc có cơ hội ra tay. Đại điện chủ khẽ cười nói, cũng đúng, bất quá bảy cung phụng nếu là có một chút tin tức. Cũng có thể cáo chi những người khác. Để tránh tạo thành thiệt hại, thánh điện hai năm này thiệt hại không nhỏ. Thánh điện bây giờ thu nạp người mới độ khó đã gia tăng rất nhiều. Nhất là tại Cửu Châu, thiệt hại càng là thảm trọng, mấy lần đều cùng Dương Trần có liên quan. Đánh giết Dương Trần, không những có thể cầm tới ngoại vực hứa hẹn chỗ tốt. Dương Trần bản thân cũng là bảo khố, vẫn là đáng giá xuất thủ. Đợi đến đại chiến toàn diện mở ra, khi đó cũng là thánh điện cơ hội. Bảy cung phụng đến lúc đó cũng sẽ có đất dụng võ, không cần lại lá mặt lá trái. Bảy. Cung phụng thản nhiên nói, rồi nói sau. Dương Trần nghịch chuyển mấy lần ngoại vực đại chiến thế cục. Bản tọa kỳ thật vẫn là rất thưởng thức hắn, hắn một khi tiến vào thần vương hóa cảnh, có lẽ sẽ mang đến kết quả không giống nhau, tại bản tọa xem ra, hắn so Âu Dương Minh. Phương Đông rách nát những người này tiềm lực càng lớn. Hắn có lẽ là thiên hành đại đế Dương Khai chuyển thế, thật muốn lần nữa đến đỉnh phong. Chưa hẳn liền không làm gì được ngoại vực, giết Dương Trần, bản tọa là không tán thành. Nhưng chư vị tất nhiên muốn thử xem, ta cũng không ngăn trở. Thật muốn chết ở trên tay các ngươi, đại biểu khí vận hắn không đủ bất quá ngoại trừ dương trần vẫn là thiếu tạo sát nhiệt những này nhân tộc cao giai võ giả chết nhiều đối với nhân loại thực lực cũng là tổn thất vô cùng lớn đại điện chủ cười cười áo bào đen võ giả thản nhiên nói những người này nếu như không ra tay không tự tìm chết chúng ta cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều tính toán huống chi dương trần cũng chưa chắc liền có thể đột phá đến thần vương hóa cảnh ngược lại là chúng ta lần này từ ngoại vực trong tay cầm tới chỗ tốt có thể có thể có hy vọng thần vương hóa cảnh. Mặt khác, Dương Trần nhiều lần chủ động khiêu khích ngoại vực, bốc lên đại chiến. Bởi vì Dương Trần nguyên nhân, sau này một khi đại chiến bộc phát, có thể bởi vì Dương Trần hôm nay cử động sẽ tạo thành càng nhiều sát lục. Nhiều năm như vậy đều nhịn, lúc này thực lực không đủ. Thế mà suy nghĩ phản kích dù cho thắng mấy trận lại có thể thay đổi gì? vừa vặn tương phản bởi vì mấy trận thắng lợi để cho ngoại vực dị tộc càng căm thù chúng ta càng thận trọng thật là chuyện tốt sao ta xem chưa chắc cửu châu mấy vị thần vương hóa cảnh liền điểm ấy đều nhìn không thấu ngược lại đắc chí thật tình không biết biết bao nực cười bảy cung phụng bình tĩnh nói sáu cung phụng ngươi còn không có tư cách xem thường thần vương hóa cảnh thần vương hóa cảnh ý chí há lại là ngươi có thể hiểu lão phu cũng không muốn nhiều lời chư vị chính mình cẩn thận một chút a à. Chết thì cũng thôi đi, không chết cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ. Lần này, vì Dương Trần, khuynh xào mà động tính cả đại cung phụng xuất động năm vị cung phụng. Một khi xảy ra vấn đề, thánh điện cũng liền sụp đổ một nửa. Hy ra không cần quá sầu lo, ta nghĩ đại điện chủ cũng có chuẩn bị. Thật muốn chết, đó cũng là vận đạo không tốt. Ngay cả lão đại đều cùng một chỗ theo tới áp trận, cái này đều giết không được Dương Trần đó cũng là chính chúng ta vô năng vô năng như thế như thế nào ngấp nghé thần vương hóa cảnh bảy cung phụng thở dài vậy lão phu lại tặng kèm một đầu tin tức ngoại trừ ti mã hỗn thành có thể còn sẽ có một vị đỉnh phong thần vương ra tay đến nỗi là ai lão phu cũng không rõ lắm bất quá thực lực sẽ không quá yếu có thể cùng đại cung phụng cùng cấp độ mấy vị thần vương hóa cảnh kinh doanh nhiều năm sẽ không một điểm sức mạnh đều không Âu Dương Minh trước đó vài ngày vừa xé rách linh hồn chế tạo phân hóa thể. Lần này chưa hẳn sẽ còn tiếp tục xé rách. Phương Đông rách nát có thể sẽ cho ra một đạo phân hóa thể. Hai vị đỉnh phong thần vương, nhất đạo thần vương hóa cảnh linh hồn phân hóa thể. Tăng thêm mấy vị thượng vị thần vương, hơn 10 vị trung vị thần vương. Muốn giết Dương Trần, độ khó cực lớn. Dương Trần tham sống sợ chết, Âu Dương Minh không cho ra trăm phần trăm an toàn cam đoan hắn sẽ không tùy tiện hành động, còn có, không nên coi thường Dương Trần. Hắn có thể sống đến bây giờ, dựa vào là chính hắn. Giết Dương Trần, tốt nhất là nhất kích tất sát, có thể nói. Đại cung phụng trực tiếp đối với Dương Trần ra tay, không muốn cho hắn cơ hội. Nghịch chuyển thế cục điện chủ lần này. Không xuất thủ sao, đại. Điện chủ thản nhiên nói, nhìn tình huống A. Bày cung phụng mở miệng nói, kinh doanh nhiều năm, bây giờ vì Dương Trần, khuynh xào mà động cũng không biết là họa hay phúc. Chương 1666 trộm đạo đột phá. Thất tình thánh điện tất cả mọi người không nói lời nào, có thần vương hóa cảnh hy vọng. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Huống chi, Dương Trần vẫn đối với thất tình thánh điện bày tỏ cực kỳ căm thù. Ba phen mấy bận cùng thánh điện đối nghịch. Trực tiếp cùng gián tiếp chết ở Dương Trần trong tay thánh điện cao dai không thiếu, tiếp tục. Bỏ mặc Dương Trần trưởng thành tiếp, có thể phiền phức càng lớn. Đông Ương Đạo Cung, Hạch Tâm Khu Nam, Thủy Tinh Tháp phía dưới. Dưới mặt đất trong mỏ quặng, Dương Trần nhẹ nhàng hít vào một hơi, tân hoàn, lưu phá lỗ. Thậm chí còn có Ngô Phong, mấy người nhao nhao vây hắn, Ngô Phong trầm giọng nói, có. Nắm chắc không? Có nắm chắc hãy bắt đầu đi, chúng ta mấy cái sẽ liên thủ phong tỏa khí thế. Không để năng lượng ngoài tiết. Dương Trần lần nữa hít vào một hơi, mở miệng nói, chắc chắn vẫn phải có, nếu như không được ta liền lại rèn luyện thần tủy một đoạn thời gian, ngược lại còn có vài ngày. Thật không đi, ta liền đổi ngày, cũng không cái gì. Đám người bật cười, tân hoàn nhìn hắn một cái, lần nữa nói, thực. Sự không được thì tránh một chút, ta biết, nói. Xong, Dương Trần bỗng nhiên hít sâu một cái thở dài, trong mỏ quặng. Đậm đà năng lượng mãnh liệt mà đến. Ngô phòng mấy người nhao nhao ra tay, bắt đầu phong tỏa khí thế, hắn bất hủ thần thể đã sắp đạt đến tình cảnh biến đổi hoàn thành, không xong hủ thần thể biến đổi. Đó chính là hoàn chỉnh bất hủ thần thể, hy vọng có thể mượn dẫn dắt lột xác sức mạnh, không xong hủ thần thể nhị biến. Mới võ thời đại, bình thường thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong có thể không xong hủ thần thể. Ngũ biến, hoàn thành biến đổi là vừa tiến vào thượng vị thần vương cảnh. Hoàn thành nhị biến chính là thượng vị thần vương cảnh sơ đoạn tam biến chính là thượng vị thần vương cảnh trung đoạn hoàn thành bất hủ thần thể nhị biến dương trần chính là đúng nghĩa thượng vị thần vương cảnh sơ đoạn cường già mà không phải cái gọi là thượng vị thần vương cảnh nhập môn lưu phá lỗ bây giờ liền ở vào thượng vị thần vương cảnh nhập môn giai đoạn bỗng nhiên dương trần chân nguyên trong nháy mắt bộc phát toàn thân kim quang lấp lóe hỏa môn sơn cổng trào cũng trong nháy mắt xuất hiện dưới đất trong mỏ quặng trướng dương Trần khẽ quát một tiếng, sau một khắc, hỏa môn sơn cổng trào bắt đầu bành trướng. Bắt đầu biến lớn, dương trần trên thân kim quang nồng nặc hơn. Số lớn bất hủ chi lực ở trên người lưu chuyển, một cái chớp mắt. Thần tàng chi môn cùng thần kiều cũng xuất hiện. Thần tủy rất nhanh lộ ra ở trước mặt mọi người. Dương trần thần tàng chi môn trong nháy mắt mở rộng, số lớn năng lượng tuôn hướng thần tủy. Không chỉ là chân nguyên chi lực, linh hồn chi lực bao quát số lớn kim hoàng sắc bất hủ chi lực cũng tràn hướng thần tủy kết một. Tiếng phảng phất đến từ dị thế giới âm thanh truyền đến. Đám người nhao nhao ngưng thần nhìn về phía dương trần thần tủy. Ngô phong một bên kiệt lực phong tỏa khí thế, một bên khẽ quát đừng cưỡng ép tới. Không được thì lại rèn luyện một đoạn thời gian, có thể. Dương Trần trả lời âm vang hữu lực, phía trước không có thần tủy rèn luyện pháp môn hắn cảm thấy mình cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ giới hạn bây giờ. Có căn bản tính phương pháp tăng, hắn chỉ cần đem thần tủy rèn luyện vững chắc hơn, càng mạnh mẽ hơn. Đột phá cái này cửa ải không có vấn đề, ken kết trong. Hư không, thần tủy không ngừng truyền đến yếu ớt dạn nứt âm thanh, đám người tâm đều nhấc lên. Trước đó không biết thần tủy ở đâu, quên đi, cưỡng ép đột phá. Đám người cũng không cảm giác gì, nhưng bây giờ, nhìn thấy thần tủy chỗ nghe được thần tủy truyền đến yếu ớt tiếng vỡ vụn. Đại gia ngược lại đều khẩn trương, đây nếu là thật bị no bạo làm sao bây giờ? Một khi bể nát, Dương Trần còn có thể tiếp tục sống sao, nhưng lại có chút nghi hoặc. Trước đó đột phá cửa ải, có phải hay không cũng là dạng này, vẫn là Dương Trần lần này đặc. Thù, ken kết, thần tủy mặc dù tại dạng nứt, có thể lượng tràn vào. Cũng tại không ngừng tu bổ, óng ánh trong suốt thần tủy, bây giờ nhìn chính là một cái hình thoi khối lập phương. Mặt ngoài một chút vết dạn, để cho cái này khối lập phương càng thêm rực rỡ trói mắt. Trên khối lập phương, tràn lan ra đậm đà năng lượng linh hồn. Dương Trần nhìn không chớp mắt, vẫn còn tiếp tục tràn vào năng lượng cùng bất hủ chi lực màu. Vàng bất hủ chi lực tiếp tục cấp tốc tu bổ những cái kia tiểu nhân vết rách. Nguyên bản óng ánh trong suốt thần tủy, bây giờ chậm rãi nở lớn, càng ngày càng sáng xen lẫn một chút kim hoàng sắc phá dương trần cổ họng lần nữa biệt xuất một chữ gầm nhẹ một tiếng một bên hỏa môn sơn cổng trào bành một tiếng nở ra một đoạn cùng lúc đó thần tùy cũng cấp tốc hóa thành màu vàng kim nhạt đúng vào lúc này hỏa môn sơn cổng trào đột nhiên biến mất hóa thành thuần túy linh hồn chi lực lại là màu vàng kim linh hồn chi lực dương trần còn là lần đầu tiên phát hiện linh hồn chi lực không giống bình thường, linh hồn cụ hiện vật lại có thể theo tụ theo tán. Phía trước, linh hồn của hắn cụ hiện vật hóa là hỏa môn núi cổng trao. Là làm không được, nếu như tản ra, vậy thì thật sự tản ra. Không có cách nào lại tụ họp, nhưng lúc này, Dương Trần lại là làm được. Màu vàng kim linh hồn chi lực, nhao nhao hướng Dương Trần thần tủy bay đi, sau một khắc Toàn bộ sáp nhập vào thần tủy, thần tủy, càng thêm kim quang lóe lên. Đúng vào lúc này, phía trước còn dừng lại ở thần tàng cánh cửa bên trong Ương Thần Tủy. Bỗng nhiên chủ động đằng không bay lên, hướng Dương Trần đầu bay tới, tất cả mọi người là nhìn nhìn không chớp mắt. Cho tới hôm nay, đại gia mới biết được thượng vị thần vương cảnh đến cùng là thế nào đột. Phá, linh hồn chi lực thu về, bị thu hồi thần Tủy, thần Tủy lúc này sẽ tiến vào thức hải. Dẫn dắt cốt tùy cuối cùng biến hóa, Dương Trần, chú ý. Ngô Phong khẽ quát một tiếng, Dương Trần không nói chuyện, bởi vì lúc này thần tủy đã bay tới. Phảng phất vô hình vật chất, trực tiếp tiến nhập thức hải của hắn, mà khi thần tủy tiến vào thức. Hải một khắc này, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác đầu nổ tung. Một cỗ nồng đậm và cuồn cuộn linh hồn chi lực tại trong thức hải của hắn nổ tung. Dương Trần trên đầu kim quang tiêu xạ mà ra, Ngô Phong mấy người cũng là nhao nhao quát lên một tiếng lớn lúc này một cái bóng mở tại trong mấy người bày ra linh hồn chi lực che chắn dâng lên đó là sức mạnh hình chiếu hư ảnh dần dần ngưng thực không có lẻn đến không trung lúc này tất cả mọi người phát hiện một điểm không giống nhau chỗ hư ảnh càng ngày càng chân thực dương trần xương cốt mạch máu đại não nội phủ lúc này giống như đều bị xé ra cho người ta quan sát tất cả mọi người nhìn thấy, Dương Trần toàn thân cơ hồ cũng là kim sắc quang mang, duy chỉ có. Đại não chỗ sâu, lại một điểm màu xám khu vực cùng với nội phủ khí quan. Cũng là óng ánh trong suốt màu sắc. Thức hải bên trong, từng đạo chất lỏng màu vàng đang lưu động, tại nhấp nhô. Tại kéo dài những cái kia màu xám vật chất. Giống như muốn kéo lấy những thứ này màu xám vật chất dung nhập trong đó, thế nhưng là. Kim sắc dịch lưu, lại là có chút lôi kéo bất động, gặp. Ngô Phong ngưng lông mày nói, linh hồn hắn chi lực vừa mới đạt đến 3.000 chấn. So với bình thường trung vị thần vương cảnh đỉnh phong kém một chút. Giống như dẫn dắt bất động, dương trần, ngô. Phong vừa định nói chuyện, lúc này lại là phát hiện một điểm dị thương. Nguyên bản kim sắc dịch lưu, đó là linh hồn chi lực chiếu hình ra, thì nhiều như vậy. Nhưng lúc này, cỗ này kim sắc dịch lưu lại là không ngừng nở lớn, không ngừng biến lớn càng ngày càng cường thịnh xếp bằng ngồi dưới đất dương trần bất động thanh sắc lại là gắt gao nhìn chăm chăm đây vẫn là hắn lần thứ nhất thấy rõ linh hồn chi lực khôi phục quá trình chuyển đổi võ hồn sức mạnh nơi phát ra đến tột cùng ở đâu hắn không thấy hắn chỉ thấy linh hồn chi lực không ngừng khôi phục không ngừng ở vào thời kỳ cường thịnh nhất tại lôi kéo những cái kia màu xám vật chất dung nhập trong đó một chút màu xám vật chất dần dần chuyển biến thành kim sắc vật chất. Chương 1667 xa xỉ a, vẫn là kém một chút, Dương Trần trong lòng nỉ non, nghìn chấn linh hồn chi lực. Kỳ thực có thể dẫn dắt xương sọ cốt tủy bất hủ thần thể hóa, nhưng sức mạnh cường độ giống như không đủ, tốc độ cực chậm. Hắn biết khi xương sọ cốt tủy biến hóa một khắc này, chính là hắn chân chính rèn đúc bất hủ thần thể thời điểm cho nên trước đó cũng không để ý bây giờ cơ hội tới tất nhiên linh hồn chi lực hơi kém một chút vậy ta liền dựa vào chuyển đổi võ hồn cùng với dịch thiên trải qua sức mạnh tới rèn luyện cốt tùy tốt thế là dương trần một bên dựa vào chuyển đổi võ hồn tới chuyển đổi năng lượng đồng thời vận hành dịch thiên kinh liên tục không ngừng ngưng sinh lực hỗn độn đồng thời bầu trời hư ảnh cái này đạo lực lượng hình chiếu rõ ràng ghi chép trên người hắn biến hóa thần tàng chi môn đột nhiên biến mất mà biến mất trong nháy mắt thần tàng chi môn cùng thần kiều dương trần có thể cảm giác được giống như cũng tiến nhập thức hải lờ mờ ở giữa dương trần có thể cảm nhận được một chút đồ vật có sức mạnh từ thần tàng cánh cửa bên trong thẩm thấu ra phía trước kéo túm màu xám sức mạnh từ một cỗ đã biến thành hai cỗ một cỗ là kim sắc dịch lưu đó là linh hồn chi lực sức mạnh một cỗ tựa như là lực lượng vô hình đó là thần tàng cánh cửa bên trong sức mạnh dương trần nhìn chằm chằm hình chiếu nhìn màu xám vật chất chuyển biến thành kim sắc vật chất tốc độ nhanh rất nhiều một bên ngô phong mấy người hơi khác thường nhìn dương trần một mắt vừa mới dương trần bởi vì linh hồn chi lực không đủ cường đại chuyển đổi tốc độ cực chậm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nhưng bây giờ tốc độ lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi dương trần thần tàng chi môn biến mất ở hư không mọi người cũng đều thấy được đó là trùng sinh võ giả sức mạnh sao trùng sinh võ giả kiếp trước tồn lưu sức mạnh trong đám người côn uy nhìn cẩn thận nhất hắn trong sinh mệnh chi môn còn giống như có khác biệt đồ vật không có lấy ra đâu trùng sinh võ giả sức mạnh nơi phát ra bắt nguồn từ thần tàng chi môn sao dương trần có thể từ thần tàng cánh cửa bên trong thu hoạch kiếp trước sức mạnh hắn đâu hắn có thể hay không từ hướng này thử một chút dương trần không có thời gian quản những người này nghĩ như thế nào, sau một khác. Màu xám vật chất đột nhiên toàn bộ đã biến thành kim hoàng sắc. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến mức tận cùng kim sắc lưu hướng Dương Trần nội phủ vọt. Tới, Dương Trần không rảnh lại nhìn hình chiếu. Bất hủ thần thể bên trên truyền ra, lốp bốp âm thanh, lúc này Dương Trần. Cảm nhận được rõ ràng ngũ tạng lục phủ của mình đang tại thuế biến. Hô, Dương Trần không ngừng thổ khí, mỗi một lần thổ khí, cũng là số lớn ô chọc khí lưu phun ra tân hoàn quát lên nhanh dùng bất hủ chi lực tôi thể đi theo cỗ lực lượng này cùng một chỗ tôi thể nhanh dương trần cũng không chậm trễ lập tức bắt đầu chuyển đổi bất hủ chi lực số lớn bất hủ chi lực tràn vào nội phủ tràn vào thân thể tràn vào cốt tủy phảng phất muốn đem chính mình bổ khuyết đầy tạch 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 từng trận giòn vang truyền ra dương trần thân thể đột nhiên to lớn lên phồng lên tóc trên đầu cũng bắt đầu rơi xuống lông tơ trên người toàn bộ rụng vừa rụng dương trần lập tức tiêu hao sức mạnh bắt đầu duy trì lớn lên tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lại là biến thành kim hoàng sắc gặp dương trần nhìn mình chằm chằm nửa người dưới nhìn tân hoàn nhịn không được mắng nhanh tôi thể nhìn cái gì vậy màu vàng liền màu vàng bình thường sức mạnh biến mất tự nhiên vẫn là bình thường màu sắc côn uy đều nhanh nhịn không nổi nhẫn nhịn một hồi cười ngây ngô nói dương trần nơi đó cũng nhiều tốn chút bất hủ chi lực rèn luyện một chút linh hiếm có phúc lăn dương trần kém chút đau sốc hông hỗn đản ta đột phá thời điểm ngươi lại còn có thời gian dỗi nói nhảm thật sự bằng không quá yếu đuối cũng coi như một cái nhược điểm mặc dù bị đánh nát còn có thể một lần nữa ngưng kết lão sư chém chết hắn dương trần tức giận vây khốn gấu bây giờ bành trướng thừa dịp lão tử đột phá thế mà bắt đầu trêu chọc chính mình côn uy cười một hồi sau một khác lại là sắc mặt cứng ngắc đâu chỉ hắn những người khác đều là một mặt im lặng dương trần còn không có để ý cái gì mấy người cảm nhận được không khí hiện trường không giống nhau nhịn không được ngẩng đầu lúc này dương trần sắc mặt kịch biến hỏng bét quên kim sắc hình chiếu còn tại ha 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 đám người bỗng nhiên cười như điên trong hư không kim sắc hình chiếu bên kia nửa người dưới ánh sáng màu vàng óng rực rỡ vô cùng hơn nữa rất nhiều đều tập trung ở một chỗ côn uy hung hăng đấm đấm lồng ngực của mình không để cho mình muốn cười dương trần gia hỏa này ngoài miệng nói không muốn không muốn thế mà trộm rèn luyện nhưng gia hỏa này chẳng lẽ quên bây giờ hình chiếu vẫn còn chứ người dù thế nào trộm đạo đại gia cũng có thể nhìn thấy xa xỉ a à, tân hoàn bỗng nhiên cảm khái một tiếng thật xa xỉ ai đột phá đến thượng vị thần vương cảnh thời điểm sẽ cầm nhiều như vậy bất hủ chi lực rèn luyện đồ chơi kia mấu chốt là không có bất hủ chi lực a à, vừa tiến vào thượng vị thần vương cảnh là sẽ sinh ra một chút bất hủ chi lực nhưng số lượng cực ít số điểm này lượng bất hủ chi lực cũng liền đầy đủ đem võ giả không xong hủ thần thể hóa đoán tạo dương trần ngược lại tốt lại còn có số lớn bất hủ chi lực đi rèn luyện những thứ này tân hoàn một bên duy trì lấy khí thế không tiết ra ngoài vừa nói tiếp tục tốn chút bất hủ chi lực rèn luyện thành linh bảo cường độ xem lần này dương trần đó là thật mặt đen ý gì a à, thời khác mấu chốt có thể có thể làm linh bảo dùng những người khác không nghĩ tới lão tân dương trần ngữ khí bất thiện người mới làm linh bảo dùng lão tử mới không đùa nghịch tên lưu manh này hừ một tiếng dương trần không có lại quản hắn tiếp tục chuyển đổi ra số lớn bất hủ chi lực lần lượt mà rèn luyện tự thân các vị trí cơ thể dương trần cũng bắt đầu rèn luyện đứng lên ầm ầm dương trần ngồi trên mặt đất lại là phát hiện đất mặt bắt đầu hạ xuống tân hoàn quát lên khống chế sức mạnh nhanh vạn cân người đừng cho áp sập dương trần lúc này cũng cảm nhận được điểm ấy nhục thể của hắn phảng phất càng ngày càng nặng nặng ầm ầm lần này tiếng oanh minh lại nổi lên cũng không phải mặt đất truyền đến âm thanh mà là hắn nội phủ tại oanh minh dương trần răng trong nháy mắt hóa thành kim sắc rực rỡ đến mức tận cùng kim sắc miệng đầy đại kim răng con mắt bao quát con người đều trong nháy mắt chuyển trở thành kim hoàng sắc móng tay mạch máu thân thể tất cả bộ vị đều hóa thành kim sắc ầm ầm trong thân thể một cỗ sức mạnh mênh mông truyền ra oanh kích lấy Dương Trần nhục thân, mỗi một lần oanh kích. Đều đụng cơ thể của Dương Trần rung động. Một cỗ ô chọc khí lưu từ trong cơ thể của Dương Trần bài xuất. Bất hủ thần thể tẩy tủy, bên trong cơ thể ngươi tạp vật đều sẽ bị bài xuất. Mỗi rèn đúc một lần bất hủ thần thể, đều sẽ để cho bất hủ thần thể mật độ càng lớn. Càng mạnh hơn, mỗi lần đều sẽ đem thể nội nhỏ bé tạp vật bài xuất đến thượng vị thần vương cảnh, thân như lưu ly, sạch sẽ không chút bẩn, từ nay về sau. Có thể chân chính trên ý nghĩa cáo biệt đồ ăn, cũng không còn bất luận cái gì nhu cầu. Dương Trần không rảnh nghe những thứ này, lúc này, mỗi một lần sức mạnh oanh kích. Đều là do từ trong ra ngoài, đang tại bài xuất trong cơ thể hắn tạp chất mà mỗi một lần bài. Xuất Dương Trần liền phát hiện bất hủ thần thể giống như xuất hiện một chút khe hở. Lúc này, những người khác sẽ không đi quản bất hủ thần thể ngưng biến số lần thiếu. Cũng là như thế, nhưng Dương Trần lại không nhàn rỗi. Hắn bắt đầu dùng số lớn bất hủ chi lực đi lấp mạo sưng, đi áp xúc, đi rèn luyện. Đi ngăn chặn những thứ này khe hở, bất hủ chi lực một dung nhập thể nội, liền trong nháy mắt bị hấp thu, bị tiêu hóa. Chương 1668 không có đường lui. Lúc này, Dương Trần phát hiện khác biệt trong cơ thể của chính hắn giống như cũng sinh ra thuộc về mình bất hủ chi lực, thể nội bất hủ chi lực. Tại không hủ thần thể bên trên sinh sôi đi ra, rất rất ít ít đến Dương Trần cảm thấy có thể bỏ qua không tính. Đây là chính hắn đến thượng vị thần vương cánh. Đản sinh bất hủ chi lực, Dương Trần không có lại quản chính mình này sinh bất hủ chi lực. Vẫn còn đang không kế đại giới mà tiêu hao bất hủ chi lực rèn luyện bất hủ thần thể vừa đúc thành bất hủ thần thể, giống như cực kỳ khốn cùng, khuyết thiếu bất hủ chi lực. Mặc kệ Dương Trần chuyển đổi bao nhiêu, đều bị cấp tốc hấp thu. Thượng vị thần vương cảnh cường giả, không ngừng mà tu luyện ra bất hủ chi lực. Không ngừng mà đi rèn luyện bất hủ thần thể. Cần thời gian rất dài mới có thể để cho bất hủ thần thể đạt đến bão hòa. Hoàn thành một lần thuế biến. Nhưng Dương Trần, bởi vì không thiếu bất hủ chi lực tại đột phá thời điểm, liền bắt đầu thu nạp số lớn bất hủ chi lực một bên bài xuất tạp chất. Một bên thu nạp bất hủ chi lực bổ khuyết những tạp chất này bài xuất sau chống không, ầm ầm. Đột nhiên, Dương Trần bất hủ thần thể bên trên truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Ánh sáng màu vàng óng chói mắt tân hoàn mấy người lần nữa quát khẽ. Bộc phát cường đại chân nguyên cùng linh hồn chi lực che đậy những kim quang này, hoàn. Thành đệ nhị biến, thật nhanh, tất cả mọi người là một mặt hãi nhiên tốc độ này cũng quá nhanh dương trần giờ khắc này xem như chân chính trên ý nghĩa đạt đến thượng vị thần vương cảnh sơ đoạn lưu phá lỗ sắc mặt phát khổ này liền bị vượt qua lúc này mới mấy ngày a à, hắn mới biến đổi đâu bất hủ thần thể đúc thành đồng thời chính là hoàn thành biến đổi bất hủ thần thể thể hiện hắn giờ phút này đang tại bắt đầu lần thứ hai ngưng biến bất hủ thần thể còn chưa hoàn thành chỉ là cất bước mà Dương Trần cũng tại trong chớp mắt hoàn thành lần thứ hai ngưng biến bất hủ thần thể, lúc này, gặp Dương Trần còn tại ngưng đúc nhục thân, Tân Hoàn bỗng nhiên quát lên, "Đủ. Linh hồn chi lực không đủ cường đại, bất hủ thần thể quá mạnh, dễ dàng mất khống chế." Dương Trần đột nhiên tỉnh ngộ, đúng vậy, lúc này cũng không thể không kiểm soát. Bằng không hắn liền phiền phức lớn rồi, sau một khắc kim sắc hư ảnh tiêu tan. Dương Trần đột nhiên đứng lên, một cước đem mặt đất dẫm ra một cái cực lớn cái hố. Lộ ra phía dưới thần tinh. Ta cảm giác ta cường đại rất nhiều, chân nguyên gia tăng không coi là nhiều, thế. Nhưng là, ta cảm giác ta sức mạnh ít nhất tăng lên gấp 5 lần, Dương. Trần đấm ra một quyền, không có oanh người khác, đánh về phía côn uy, một tiếng ầm vang. Côn uy giống như bức họa, chậm rãi từ ngô phong mấy người bày ra linh hồn chi lực che chắn bên trên trượt xuống gương mặt vô tội cùng ủy khuất lại hắn sao đánh ta ta mới bị treo lên đánh một hồi lại tới ha 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 quả nhiên cường đại rất nhiều rất nhiều phía trước đánh vây khốn gấu chính ta đều tay đau bây giờ đánh nhau quá lanh lẹ dương trần cười to hoàn thành bất hủ thần thể nhị biến mở ra bất hủ thần thể tam biến hắn cảm giác chính mình cường đại hơn trước rất nhiều rất nhiều đối với dương trần cấp tốc tiến vào thượng vị thần vương cảnh hơn nữa còn là hoàn thành nhị biến bất hủ thần thể tất cả mọi người vẫn là thổn thức không thôi thượng vị thần vương cảnh thành tự bất hủ thần thể a à. dương trần bùi ngùi mãi thôi trong lúc nhất thời có chút thất thần nhưng luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đúng ngô trấn khải đâu quên tên kia bây giờ đi tinh thuần năng lượng chờ đợi hỏa thiêu giống như không đến Dương Trần đột nhiên nhìn về phía trong đám người duy nhất cùng thế hệ võ giả côn uy. Mới từ hàng rào bên trên tuột xuống côn uy, nhìn thấy Dương Trần theo dõi hắn, một mặt mờ mịt. Chờ nhìn thấy Dương Trần sắc mặt đen như mực, côn uy suy tính rất lâu. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp lấy sắc mặt cực kỳ kỳ quái ta. Ta muốn nói sao, thế nhưng là thật xấu hổ a, à. ta không có ngô chấn Khải vô sỉ như vậy cũng không có cơ mập mạp không biết xấu hổ như vậy, loại lời này. Ta sao có thể nói, nhưng Dương Trần ánh mắt quá sắc bén, ma quyền sát trưởng. Giống như không có nói, sau một khắc liền muốn đánh chết hắn. Côn uy khóc không ra nước mắt, nửa ngày, thấp giọng nói, Dương Trần uy vũ. Đúc thành thượng vị thần vương cảnh bất hủ thần thể. Vì, vì Dương Trần trúc âm, thanh thấp như ruồi mũi, Dương Trần trong nháy mắt đã mất đi hứng thú, hừ một tiếng quét người hứng thú một điểm khí thế đều không không biết còn tưởng rằng ta treo đâu tân hoàn mấy người hai mặt nhìn nhau bật cười không thôi tiểu tử này lần này đột phá không thể khoe khoang chỉ sợ trong lòng nghẹn mà chết kết quả hiện trường vai phụ côn uy không góp sức bây giờ dương trần đại khái thật buồn bực côn uy cũng là bất đắc dĩ ta nói ta lại không thể quá xấu hổ bất quá nghĩ nghĩ côn uy vẫn là nghiêm túc nói chúc mừng đại đế trùng sinh tiến thêm một bước, đúc lại cổ võ huy hoàng. Dương Trần nhìn hắn chằm chằm rất lâu, ngươi là thực sự tin. Vẫn là thôi miên chính mình tin tưởng, lời này, nói cũng không nói lắp, không có người biết. Thời khắc này Dương Trần đã âm thầm tấn cấp đến thượng vị thần vương cảnh. Từ dưới đất khoáng mạch lúc đi ra. Dương Trần vẫn là trung vị thần vương cảnh khí tức đông ương đạo cung ngoại trừ số ít mấy vị. Người biết chuyện, những người khác cũng không tin bởi vì đây không phải Dương Trần phong cách vô thanh vô tức đột phá. Vậy vẫn là Dương Trần sao? Nhoáng một cái, ba ngày đi qua, cái này ngày. Đông Hải bên trên, Đông Ương đạo cung trung vị thần vương cơ hồ đều tới. Trong đám người, Ngô Trấn Khải vui vẻ ra mặt. Vây quanh Trung Ương cái kia đại thủy tinh lò đi dạo, nhếch miệng cười nói, cái. Này lò ai chế tạo, xinh đẹp là rất xinh đẹp, nên điêu khắc điểm hoa văn đi ra. Ngô Phong không để ý tới hắn, lần này hắn từ ngoại vực đi ra, vụng trộm giúp Dương Trần hộ đạo. Trên mặt nổi lại là vì Ngô Trấn Khải, bất luận một vị nào có hy vọng chung vị thần vương cường. Giả, dạ, đột phá chung vị thần vương, đều là đại sự. Nhưng Ngô Trấn Khải không phải đột phá, gia hỏa này đến bây giờ còn đỉnh đầu bóng cây đâu. Ngô Phong nhẹ nhàng thở hắt ra, rất lâu, nhìn về phía vui vẻ ra mặt Ngô Trấn Khải trầm giọng nói, phụ thân của ngươi là cái ôn hòa người, năm đó ở Đông Ương Đạo Cung. Không có người không nói phụ thân ngươi hảo, dù là thiên tư tung hoành. 40 tuổi không đến tiến vào thượng vị thần linh cảnh. Cũng không có bất luận cái gì kiêu ngạo. Trước kia 40 tuổi không đến tu luyện tới thượng vị thần linh cảnh. Có thể so với bây giờ trung vị thần vương cảnh độ khó. Đang lúc tất cả mọi người cho là ngươi phụ thân có thể trở thành đông ương đạo cung kế lão cung chủ cùng lưu lão sau vị thứ ba trung vị thần vương cấp cường giả, phát sinh ngoài ý muốn. Bá Đông Thành bạo động, phụ thân ngươi chinh chiến ngoại vực, chết ở ngoại vực. Khi đó, ngươi còn nhỏ, phụ thân ngươi trước khi chết tối không bỏ xuống được chính là ngươi. Dù là chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khác, cũng không bỏ xuống được ngươi. Không bỏ xuống được mẫu thân của ngươi. Giờ khắc này, Ngô Phong lời nói rất nhiều thậm chí có chút cảm động lây ngô trấn khải hoàn chú ý một vòng cười nói ta không dễ dàng như vậy chết chỉ là năng lượng hỏa diễm rèn thân cái này đều đã chết vậy ta dứt khoát đừng tu luyện ngô trấn khải cười ha ha nhảy lên một cái đứng ở cực lớn trên lò lửa nhìn về phía dương trần cười nói tới a à, người cũng đáp ứng nhanh đổ nguồn năng lượng dịch đốt a à, hôm nay ta ngô trấn khải liền muốn tại cái này thành tựu trung vị thần vương dương danh lập vạn dương trần quét mắt nhìn hắn một cái thản nhiên nói ngươi chết người cái kia khóc nhanh mắt mù lão nương đại khái cũng không sống nổi lúc còn trẻ để tang chồng tuổi già thời điểm mất con ngay cả một cái dưỡng lão đưa ma người cũng không có ngô trấn khải quát lên thời đại này ai không phải như thế dương trần biết ta xem thường nhất chỗ của ngươi ở đâu sao đạo đức giả ngô Trấn Khải mắng, người mẹ nó thật đạo đức giả, người biết không, đi lên võ đạo lộ. Còn có người nào đường lui? Người có không, ta có không, cũng không có. Chương 1669 là đầu ngạnh hán. Dương Trần nhìn thấy Ngô Trấn Khải tựa như là nhìn thằng ngốc, không để ý tí nào. Xoay người rời đi, lần này, Ngô Trấn Khải gấp, lớn tiếng đi thiết nói, Dương Trần. Dương Cung Chủ, Trần ra, ta sai rồi, ta liền là chỉ đùa một chút. Ngài đừng coi là thật, chớ đi a, à, Trần gia, chớ đi a. À. Ngô Trấn khải khóc không ra nước mắt, vội vàng từ đại lô tử nhảy xuống, rên rỉ nói, "Trần gia, ta sai rồi, ta vừa mới bành trướng, ngài mau trở lại, Côn Uy, Ngô Phong Tân." Hoàn, giờ khắc này, hiện trường an tĩnh quỷ dị. Côn Uy ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời thật hảo. Thật đẹp, Ngô Trấn khải điên rồi đi, người mẹ nó còn không biết Dương Trần người nào ra hỏa này chỉ có thể nâng hắn cũng sẽ không cùng ngươi tới cái gì khiêm tốn cầu chỉ điểm khiêm tốn thụ giáo kiểu nói này ngươi nói lại có đạo lý trừ phi ngươi có thể làm qua hắn bằng không ngươi chính là sai ngươi một cái muốn mượn nguồn năng lượng dịch ra hòa lúc này không nâng còn nhất định phải nói một điểm đại đạo lý không có đánh ngươi xem như xứng đáng ngươi một lát sau ngô trấn khải mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng đỡ lấy Dương Trần đi trở về, Ngô Phong mấy người đều cảm giác không mặt mũi nhìn, Dương. Cung chủ, ngài nhìn, bây giờ có thể đi. Ngô Trấn Khải một mặt tươi cười, Dương Trần quét mắt nhìn hắn một cái. Nửa ngày sau mới nói, Linh bảo trước tiên lưu lại, thiêu chết. Ta bao nhiêu có thể trở về điểm bàn, Ngô Trấn Khải bất đắc dĩ, đem Linh bảo bỏ lại, con. Có khác sao, ẩn giấu cái khác đồ tốt sao? Tại ngoại vực còn có hay không phát hiện cái gì bảo địa, cũng giao phó một chút miễn cho lãng phí, ngô chấn khải nửa ngày sau mới nói, ta nạp giới cho ngươi. Đợi chút nữa ngược lại cũng phải đốt đi, miễn cho lãng phí, quỷ nghèo, dương. Trần tiếp nhận nạp giới dò xét một chút. Ngô Trấn Khải gượng cười, nói nhảm. Ta bất tận có thể l yêu ta ngươi sao, Dương Trần không có lại quản hắn, đi đến lò phía trước. Trong tay xuất hiện một cái bình lớn tử, nhìn chằm chằm lò nhìn một hồi. Đem năng lượng dịch đổ vào. Ngô Trấn Khải có chút kích động, lần nữa nhảy lên trên lò phương một cái tiểu bình đài, đốt. Đi, Ngô Trấn Khải không kịp chờ đợi, một bên. Ngô Phong tất cả mọi người là trầm mặc không nói, Dương Trần cuối cùng hỏi, không có khác. Cái khác, không còn, ngược lại ta không sao, vạn nhất. Hỗn đàn, có chút sát phong cảnh, vạn nhất có chút bản sự. Vậy thì cho ta lão nương một miếng cơm ăn, nói ta phát đại tài đi, hảo dương trần cũng sẽ không nói linh hồn chi lực phóng thích đột nhiên dung nhập trong năng lượng dịch linh hồn chi hỏa trong nháy mắt đốt lên năng lượng dịch a à, cái này vừa nhóm lửa ngô trấn khải liền kêu thảm một tiếng quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành cho tàn lông tóc cũng trong nháy mắt không có tin tức biến mất sảng khoái kêu thảm một tiếng ngô trấn khải bỗng nhiên cười như điên để trần lấy thân thể cười to nói thật sự sảng khoái sảng khoái giờ khắc này, trên người hắn không ngừng có xương mù màu đen hình dáng vật bốc lên, xì. Xì xì, năng lượng chi hỏa bắt đầu bốc lên, tại dưới chân hắn một đường lan tràn. Một đường thiêu đốt, không có thiêu hủy nhục thân, mà là đốt lên trong cơ thể hắn năng lượng. Sảng khoái A, Ngô Trấn Khải kêu la om sòm, Dương Trần không để ý hắn, một bên. Côn uy lấy tay thử một chút, sau một khắc, vô hình ngọn lửa tại trên tay hắn nhóm lửa. Côn uy lông mày nhíu một cái cường độ thân thể của hắn không giống như Dương Trần không có đột phá phía trước kém bao. Nhiều, nhưng ngọn lửa này trên tay bốc cháy, cũng là đau đớn khó nhịn, ai? Côn uy khẽ lắc đầu, nhìn xem trần chuồng ngô trấn khải, ra hỏa này càn rỡ cười to. Cũng không biết có thể dáng chống đỡ bao lâu. Dương Trần cùng Côn uy đều lui về phía sau mấy bước, những người khác nhau nhau đi tới. Thật có lý liếc qua ngô trấn khải, bỗng nhiên quát lên, ngô trấn khải cho lão nương thu liễm một chút bằng không vỗ xuống ghi hình truyền đi ngô trấn khải nhe răng trợn mắt không có cách nào quay người cái mông hướng về phía thật có lý tuổi lớn bao nhiêu người vẫn quan tâm cái này nữ nhân thật phiền phức thật có lý bất đắc dĩ trên liếc mắt nhìn người hắn lan tràn năng lượng chi hỏa hơi hơi nhíu mày nhìn về phía ngô phong ngô phong lắc đầu thiết hạ che chắn rất nhanh mở miệng nói trong Cơ thể hắn năng lượng hỗn tạp nhiều lắm, gia hỏa này chỉ là 4 năm thời gian. Đạt đến hạ vị thần vương cảnh, sắp trung vị thần vương cảnh, đây cơ hồ là chuyển không thể nào. Kỳ thực đều không 4 năm, hắn tiến vào năm thứ ba mới hạ vị thần linh cảnh, thời gian 2 năm. Từ hạ vị thần linh cảnh sắp tới trung vị thần vương cảnh. Cũng bởi vì những thứ này tạp nhạp năng lượng trống lên tới. Bây giờ muốn thiêu đốt những tạp chất này. Kỳ thực chính là tại đốt căn nguyên của hắn sức mạnh, sinh mệnh lực lượng. Ta lo lắng hắn chưa hẳn chống đỡ tiếp Dương." Trần Trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích ra hỏa này mình chọn lộ. Chẳng thể trách người khác, hắn chết thật đó cũng là hắn tự làm ai mấy. Người lần nữa thở dài, trong lúc nhất thời không nói gì, mà Ngô Trấn Khải không có lại lớn gọi. Sau một khắc, bỗng nhiên một cước đá bay trên lò bình đài, trực tiếp nhảy tiến vào lò bên trong lò bây giờ trở thành nồi lớn ngô trấn khải ngâm mình ở trong năng lượng dịch trên thân không có bất kỳ cái gì lông tóc đầu chọc lóc âm thanh khàn khàn vẫn như cũ cười nói liền nên liền nên làm một cái bồn tám tử chế tạo cái đồ chơi này hoàn toàn hoàn toàn không có cân nhắc người sử dụng ý nghĩ xoa bình đang khi nói chuyện trong miệng một ngụm năng lượng hỏa diễm phun ra một cái chớp mát đầu lưỡi bị đốt máu thịt be bét, Dương Trần sắc mặt biến hóa, khẽ quát, hỗn đàn. Ngậm miệng được hay không? Phòng bế tất cả lỗ chân lông, đóng lại mõm chó của ngươi. Để cho năng lượng bên trong tuần hoàn, ừ. Ngô Trấn Khải liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy lại không đình chỉ, mở ra huyết bồn đại khẩu. Âm thanh càng thêm khàn giọng nói, CMN, gọi đều không cho gọi. Ta không gọi không thoải mái, tư tư, liền một câu nói này công phu ra hỏa này đầu lưỡi đốt đều nhanh biến thành đen dương trần sắc mặt lạnh nhạt cũng không để ý hắn cái này ngô trấn khải ngậm miệng chẳng những ngậm miệng nghĩ nghĩ bỗng nhiên một đầu chui vào năng lượng dịch bên trong tiếng xèo xèo càng lúc càng lớn trên lò phương màu đen huyết sắc đủ loại tạp nhạp năng lượng không ngừng bị nhen lửa bị thiêu hủy dương trần mấy người cũng là có chút bất đắc dĩ Gia hỏa này thể nội lộn xộn năng lượng thật sự không là bình thường nhiều, tiếp tục như thế. Có thể đốt tới cuối cùng, gia hỏa này thật muốn bị đốt thành cặn bã. Hướng trên đỉnh đầu, cái kia bóng cây, lúc này cũng chập chờn bất định. Bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất, năng lượng hỏa diễm. Đã thiêu đốt đến linh hồn chi lực, kêu đau một tiếng, từ trong lò truyền đến. Linh hồn chi lực bị thiêu đốt, có nhiều đau đớn, chỉ sợ cũng liền tự mình biết phách lối ngô trấn khải giờ khác này cũng lại phách lối không nổi ngay tại năng lượng chi hòa còn tại cháy hừng hực thời điểm dương trần đám người trong lúc yên lặng bên cạnh nhiều thêm một bóng người là đầu ngạnh hán đáng tiếc dương trần quay đầu nói có cái gì tốt đáng tiếc âu dương minh giống như cười mà không phải cười nói đáng tiếc đều sắp bị ngươi dưỡng thành nịnh hót chẳng lẽ không đáng tiếc hắn không vuốt mông ngựa ngài cho hắn tài nguyên tu luyện âu dương minh không phản bác được bỗng nhiên có chút giờ khóc giờ cười đúng vậy a à. chụp dương trần mông ngựa tốt xấu còn có tài nguyên tu luyện cầm chụp hắn âu dương minh mông ngựa khả năng cao là không có không có lại nói cái này âu dương minh nhìn về phía chúng nhân nói bây giờ chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa một khi năng lượng mất khống chế khống chế không nổi trong nháy mắt thì sẽ nổ ngay cả ta cũng không biện pháp nghịch truyền bị năng lượng chi hỏa thiêu đốt, trải rộng toàn thân. Hắn có thể hay không kéo dài khống chế lại, ta cũng không dám cam đoan, nói. Xong, lại nói, đương nhiên, thật muốn khống chế được thiêu đốt thể nội tạp chất. Đối tốt với hắn chỗ cũng rất lớn. Tương đương với nhiều một cơ hội thoát thai hoán cốt. Linh hồn chi lực đều càng tinh khiết hơn một chút. Chương 1670 rất nguy hiểm. Đám người khẽ gật đầu, một bên, côn uy bỗng nhiên nói, thêm điểm bất hủ chi lực có thể hay không để cho hắn nhẹ nhỏ một chút. Âu Dương Minh lắc đầu nói, chớ làm loạn, bất hủ chi lực cũng là một loại năng lượng. Năng lượng cường đại, một khi bất hủ chi lực bị nhen lửa, lấy hắn tình huống. Trong nháy mắt sẽ bị nổ thành mảnh vỡ, côn uy có chút tiếc nuối. Dương Trần cũng không khỏi thấp giọng mắng, gia hỏa này thiếu ta hơn một nghìn vạn ức. Đây nếu là cứ thế mà chết đi, lão tử thua thiệt lớn, ghét nhất những cái kia thiếu nợ không? chả ra hòa, hơn nữa lần này quên đánh phiếu nợ cũng không biết chết đến cái nào tính tiền đi. Âu Dương Minh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu, không? Có, đừng quá lo lắng, mạng rất dai, tại ngoại vực sông sáo lâu như vậy cũng chưa chết. Nào có dễ dàng chết như vậy, ngược lại là ngươi, lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi a. À. Dương Trần không có vấn đề nói, nên chuẩn bị ta đều chuẩn bị, còn lại dựa vào điện chủ ngài ta chết đi cũng không biện pháp, vừa vặn các ngươi có thể không cần trả tiền. Còn có thể chúc mừng một chút, tiểu tử, ta thiếu ngươi tiền sao? Âu Dương Minh cười một tiếng, ngoạn vị nói, ta cũng không thiếu ngươi tiền. Ngươi có phải hay không bản thân não bổ lên, Dương? Trần mắt trợn trắng, cũng không để ý hắn, tiếp tục xem hướng lò. Lò bên trong, năng lượng chi hỏa bốc lên, năng lượng dịch cũng tại sôi trào. Ngô Trấn Khải liền một người đầu chọc đỉnh đầu lộ ở bên ngoài bây giờ đỉnh đầu một mảnh đỏ bừng, da đầu đều đang thiêu đốt, phanh. Một tiếng vang trầm từ trong lò truyền ra, Dương Trần lông mày nhíu một cái. Âu Dương Minh thấy thế linh hồn chi lực tản ra ngoài, rất nhanh vững chắc lò. Mở miệng nói, nghĩ phát tiết, liền phát tiết một chút a à, lời. Này âm thanh rơi xuống, lô bên trong tiếng trầm lớn hơn, ầm ầm. Ngô Trấn Khải một quyền lại một quyền. Oanh kích lấy vách lò, năng lượng chi hỏa bốc lên cực cao từng sợi xương mù màu đen rất nhanh bị đốt sạch ngô trấn khải đỉnh đầu bóng cây lúc này đã khô héo còn cần bao lâu dương trần hỏi một câu âu dương minh tính toán một chút mở miệng nói khoảng một canh giờ dương trần biến sắc thấp giọng nói phía trước không phải không phải nói rất nhanh sao âu dương minh thản nhiên nói ta đã nói với hắn chính hắn biết ai nói rất nhanh ngươi đừng nhìn ta ta tôn trọng mỗi người lựa chọn dương Trần hít sâu một hơi, không có lại nhìn lọt trầm giọng nói, 11. Vị thượng vị thần vương cảnh võ giả, điện chủ có nhân tuyển sao? Âu Dương Minh nghe nói như thế, có chút nhức đầu nói, người yêu cầu thật nhiều. Cũng đều được thượng vị thần vương cảnh nhị biến. Cửu châu trên bảng danh sách thượng vị thần vương cảnh, tổng cộng cũng mới 100 vị ra mặt. Đến một chút mà nói, thượng vị thần vương cảnh nhị biến đại khái là mười mấy hai mươi cái. Lập tức muốn ta tìm mười một cái điện chủ lời ong tiếng ve liền đừng nói đi thẳng vào vấn đề có nhân tuyển sao âu dương minh liếc mắt nhìn hắn tiểu tử này hôm nay nộ khí không nhỏ a à. cũng lười nói hắn âu dương minh trầm ngâm nói thượng vị thần vương cảnh nhị biến không có nhiều như vậy tổng cộng cho ngươi tìm tám vị còn có ba vị là thượng vị thần vương cảnh biến đổi cũng được có thể ngăn cản hai vị đỉnh phong thần vương sao khó khăn thất tình thánh điện những cái kia cung phụng yếu đỉnh phong thần vương thiếu lần này căn cứ tình báo xuất thủ có bốn vị cung phụng còn có đại cung phụng âm thầm mai phục cái này năm vị cung phụng yếu đỉnh phong thần vương đại khái liền chín cung phụng là tám cung phụng khó nói có thể là có thể không phải mười một vị thượng vị thần vương cảnh một hai biến võ giả đối phó yếu đỉnh phong thần vương đối phó hai cái ngăn chặn là không có vấn đề chỉ khi nào đương nhiên ta sẽ để cho bọn hắn dốc hết toàn lực ngăn chặn tám cung phụng chín cung phụng cái dương trần hít sâu một hơi nói bọn hắn có thể kéo lại hai cái đem hết toàn lực a à, cái kia khác ba cái cũng là bản nguyên võ đạo bên trong cường giả đúng vậy đại cung phụng mạnh cỡ nào không xác định bất quá ít nhất có thực lực cửu châu xếp hạng trước mười ta nói là thần vương hóa cảnh phía dưới xếp hạng trước mười đây chẳng phải là cùng phong lão bọn hắn không sai biệt lắm đây vẫn là thấp nhất dự tính dương trần ngưng lông mày nói để cung chủ thượng vị thần vương cảnh tam biến có linh bảo nơi tay mở cung chủ thượng vị thần vương cảnh ngũ biến xem như thực lực cực mạnh lưu lão mới thượng vị thần vương cảnh biến đổi bọn hắn ba vị nhiều nhất có thể cuốn lấy sáu cung phụng nếu như thực lực trình tự là dựa theo cái này tới nhiều nhất như thế hơn nữa còn cực kỳ hung hiểm cái kia đại cung phụng cùng tam cung phụng ơ oh. dương minh trầm ngâm nói tam cung phụng giao cho tim mã hỗn thành đại cung phụng bên này có hơi phiền toái đương nhiên hắn chưa chắc sẽ ra tay thật muốn ra tay người yên tâm sẽ có người ngăn lại mấu chốt không ở chỗ cái này lần này xuất động năm vị cung phụng bất quá ta không xác định có phải hay không toàn bộ nếu như chỉ là như thế cái kia còn có thể chống đỡ nhưng bây giờ hai bốn năm bảy mười cái này năm vị cung phụng còn không có tin tức bạo long vương là mấy cung phụng bảy cung phụng bất quá hắn không thể ra tay cái kia bốn người khác có khả năng sẽ ra tay đúng những người này không phải đã biết được mấy người tin tức sao nếu không thì trực tiếp đánh chết bọn hắn tính toán không được đả thảo kinh xà vậy thì phiền toái đại điện chủ là ai kỳ thực chúng ta vẫn là rất hiếu kỳ, gia hỏa này ẩn tàng lợi hại. Nếu là thần vương hóa cảnh phía dưới còn tốt, một khi là thần vương hóa cảnh. Đại chiến cùng một chỗ, có một số việc cũng rất phiền phức. Dương Trần không nói gì, lại qua phút chốc mới nói, thất. Tình Thánh Điện cũng có thượng vị thần vương cảnh cường giả, một khi nhiều tới mấy vị. Vậy thì sẽ không dựa theo chúng ta mong muốn tới còn có đại điện chủ nếu như không phải thần vương hóa cảnh vậy chưa chắc sẽ ở lớn mông sơn có thể sẽ đi ra hắn ra tay kia liền càng phiền toái âu oh. dương minh gật đầu một cái nhìn về phía dương trần nói là rất phiền phức cũng rất nguy hiểm bây giờ hối hận mà nói cho ngươi một cơ hội không được liền trực tiếp đánh chết biết được thân phận mấy người trần ns iota thất tình thánh điện Dạng này cũng có thể, ít nhất trong ngắn hạn bọn gia hỏa này không còn dám ló đầu, không? Biết mới nguy hiểm. Dương Trần nỉ non một tiếng, rất nhanh nói, điện chủ, linh hồn phân hóa thể lấy được sao, âu? Oh. Dương Minh cũng không nói nhảm, tiện tay ném cho hắn một thanh ngọc sắc tiểu kiếm. Phương Đông đổ nát, xử lý hai ba cái yếu đỉnh phong thần vương không có vấn đề. Gặp phải bản nguyên võ đạo cường giả, ngoại trừ xếp hạng thứ ba cung phụng những thứ khác cũng có hy vọng xử lý ngày đây này ta gần đây không thể lại phân lại phân hội ra phiền phức dương trần thấy hắn không giống nói láo có chút đau đầu nói như vậy gặp phải trước ba cung phụng vẫn là cực kỳ nguy hiểm sau một khắc âu dương minh bỗng nhiên cười nói không thể phân thật sự bất quá cũng không cái gì ta chuẩn bị cho ngươi mười mấy cái giả bốc lên mang theo khí tức của ta hù dọa một chút bọn hắn cũng là tốt Đến thời khắc mấu chốt, lấy ra cũng có thể hù dọa người ở, bắt được cơ hội liền chạy. Không được, liền thu liễm khí tức trốn vào trong biển, nào có dễ tìm như vậy ngươi, tiểu tử. Cái này xem chính ngươi, có thể kéo lại liền kéo, kéo không được liền vắt chân lên cổ chạy a. Đến nỗi lưu phá lỗ bọn hắn, mục tiêu của đối phương là các ngươi, giết bọn hắn không có chỗ tốt, ngươi chạy. Bọn hắn đại khái cũng không dám ở lâu, hiểu ý của ta không? Chương 1671 ra mặt thật không muốn. Dương Trần gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Từ Âu Dương Minh trên tay tiếp nhận mười mấy bản thủy tinh sách lại nói, nếu không thì ngài lại lộng mười mấy thanh tiểu kiếm, ta đem thật sự xen lẫn trong giả bên trong, xem có thể hay không âm tử mấy cái. Âu Dương Minh bật cười, trả lời, đi. Quay đầu ta để cho Phương Đông rách nát lại lộng một chút, mặt khác cùng ngày ngoại vực sợ rằng phải ra phiền toái không nhỏ. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho chúng ta tăng thêm phiền toái, đừng ra bên ngoài vực chạy. Hướng về trong biển chạy, biết. Hai người trao đổi một hồi, xác định rõ đại khái, Dương Trần không có lại nói tiếp. Mà là nhìn về phía lò, lúc này, lò bên trong đã là huyết hồng một mảnh. Đó là tiên huyết, năng lượng hỏa diễm, kỳ thực không đốt thịt nướng thân. Tiên huyết đó là Ngô Trấn Khải chính mình làm ra, thấy cảnh này. Dương Trần lông mày nhíu chặt, Âu Dương Minh cũng là than nhẹ một tiếng. Là cái nhân vật hung ác, cũng không biết cửa này đến cùng quá hay không quá đi, phanh, tiếng. Nổ tung ở trong lò vang lên. Từ từ, âm thanh bên tai không rớt. Lô bên trong chất lỏng đã triệt để trở thành huyết hồng sắc, không kiểm soát, Dương. Trần nỉ non, ánh mắt không nói ra được phức tạp, không kiểm soát. Ngô Trấn Khải trưởng khống không được năng lượng vận chuyển, năng lượng thiêu đốt phía dưới. Đã bắt đầu nổ tung thân thể, a à, khàn khan tiếng kêu ở trong lò vang lên, sau một khắc. Ngô Trấn Khải đứng lên, tai mũi bên trong huyết dịch phun ra. Năng lượng bắt đầu xung kích đầu của hắn. Này, điểm ấy, việc nhỏ, có thể giết chết lão tử tới a, à, Dương. Trần, hỏa lớn một chút, đốt lớn một chút, đốt a, à, Ngô. Trấn Khải diện mục dữ tợn, quay người nhìn về phía Dương Trần gào thét. Năng lượng hỏa diễm bắt đầu ở trong thân thể của hắn thiêu đốt, bắt đầu bộc phát. Một lần lại một lần, đánh thẳng vào nhục thể của hắn. Đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của hắn, Ngô Phong lạnh giọng nói, ngậm. Miệng nhanh lên trưởng khống năng lượng vận chuyển, muốn tìm cái chết sao? Ngô Trấn Khải nhếch miệng, giữ tợn đầy mắt, cười nói, không có việc gì. Đốt lớn một chút, ta nói thật, không đủ rào cùn cắt thịt đau hơn, cho ta mang đến thống khoái, đốt không chết ta. Ta ở giữa vị thần vương cảnh, thiêu chết ta, vậy thì chuyện một cái chớp mắt. Bây giờ, hắn sao, một chút đốt, đau quạt, đám. Người nhíu mày, Dương Trần hít vào một hơi, hỏi, xác định, xác. Xác định, vậy, thì bắt đầu a à, Dương Trần. Ngô Phong khẽ quát một tiếng. Gia tăng hỏa lực là có thể, nhưng bây giờ là một chút khu trừ ngô chấn khải năng lượng trong cơ thể tạp chất, một khi năng lượng chi hỏa kịch liệt hơn, mặc dù có thể mau hơn một chút. Có thể lượng mất khống chế, Ngô Trấn Khải chết cũng càng nhanh, rất đàn ông tới. Ngô Trấn Khải cười to, Dương Trần cũng không nhiều lời, linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát. Lần nữa nhóm lửa lô bên trong tất cả năng lượng dịch phanh, năng. Lượng hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, hư không đều bị đốt có chút hư ảo a. À ngô trấn khải bây giờ đã triệt để trở thành hỏa nhân lớn tiếng hét thảm lên soạt soạt sàng sảng khoái a ngô trấn khải kêu to năng lượng hỏa diễm trải rộng toàn thân vài chỗ năng lượng thất khống chi phía dưới trực tiếp nổ tung hắn thân thể phanh phanh âm thanh bên tai không dứt lò bên trong năng lượng dịch cũng càng ngày càng ít ngô trấn khải thân thể cũng giống như biến thành thủy tinh Trở thành Lưu Ly, Dương Trần đám người yên lặng nhìn xem, không một người nói chuyện phanh. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Trấn Khải phần bụng trực tiếp nổ ra một cái hang lớn. Nội phủ khí quan đã có thể thấy rõ ràng, phế vật Dương. Trần đột nhiên quát mắng một tiếng, mắng một phế vật hỗn đản, chỉ biết khoác lác. Lão tử đối với sức mạnh trưởng khống đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi một cái hạ vị thần vương cảnh võ giả? Ngay cả sức mạnh của bản thân đều trưởng khống không được, có khuôn mặt nói người khác phế vật. Liền ngươi còn vô địch thiên hạ? Tân lão sư hạ vị thần vương cảnh có thể chạm thượng vị thần vương. Sức mạnh trưởng khống đến cực hạn, khi đó đốt Tân lão sư, thí sự đều không, đốt ngươi. Ngươi cứ như vậy phế vật chớ, chớ mắng, lão tử không phế. Ngô Trấn Khải diện mục giữ tợn, có chút không cam lòng. Lão tử không phải phế vật, đối với hạ vị thần vương cảnh sức mạnh trưởng khống không đủ. Đó là bởi vì tấn cấp quá nhanh, hắn không phải phế vật, hắn chính là vô địch thu. Ngô Trấn Khải gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng Dương Trần nhếch miệng cười to. Vừa mới một khắc này, hắn cánh tay trái kém chút nổ tung. Kết quả hắn cưỡng ép khống chế được, bên này vừa cười xong. Bịch một tiếng, chân trái nổ tung ra một cái hố to ngô trấn khải nhe răng trợn mắt lại không kiểm soát kế tiếp ngô trấn khải không có thời gian lại tán gẫu không ngừng khống chế sức mạnh của bản thân không để năng lượng tinh thuần bị nhen lửa bóc ra thể nội tạp chất năng lượng trên xác thịt cũng lần lượt bị tạc nứt ra từng cái cái hố xương cốt đều vỡ nát tận mấy cái bên cạnh dương trần mọi người thấy một hồi rất lâu dương trần nhẹ nhàng thở hắt ra hỏa diễm tiểu xuống Âu Dương Minh cũng khẽ cười nói, không tệ, chịu đựng, chờ một chút liền có thể kết thúc thời. Khác này Ngô Trấn Khải, mặc dù thân thể tổn hại không chịu nổi. Vừa vặn phát hỏa diễm dần dần tiêu tan. Một cỗ năng lượng tinh thuần ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Những năng lượng kia hỏa diễm mặc dù mang đến cho hắn đau đớn. Nhưng trên trăm cân năng lượng chất lỏng, thiêu đốt phía dưới. Còn lại tinh thuần năng lượng cũng bị Ngô Trấn Khải hấp thu, lúc này những năng lượng này đang bị hắn tàn phá thân thể hấp thu ngô phong đám người cũng đều nhẹ nhàng thở ra quan vô cực cười nói tiểu tử này mệnh đủ cứng ta đoán điểm nhỏ này đau đớn hắn có thể tiếp nhận xuống vấn đề không lớn một bên ngô phong thản nhiên nói mã hậu pháo quan vô cực liếc mắt nhìn hắn ngươi không phải mã hậu pháo mấy người đang nói lúc này ngô trấn khải bỗng nhiên kêu thảm thiết đứng lên trên thân lần nữa bộc phát ra một hồi rực rỡ ánh lửa dương dương trần cứu ta lại lại rót một bình năng lượng dịch cho cho thêm điểm bất hủ chi lực ta ta không muốn chết ngô trấn khải sắc mặt dữ tợn không có cách nào nhìn nói xong lần nữa hét thảm lên toàn thân cũng bắt đầu ứa máu côn uy thấy thế vội vàng nhìn về phía dương trần dương trần lại là ngửa đầu nhìn bầu trời âu dương minh cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nửa ngày sau mới nói đông ương đạo cung tập tục hay là muốn thay đổi một chút cách đó không xa ngô phong thản nhiên nói không có quan hệ gì với ta ta cũng không phải kẻ cầm đầu đông ương đạo cung tập tục biến thành quỷ này bộ dáng là nguyên nhân của các ngươi dương trần âu dương minh ngô trấn khải tân vòng tóm lại bây giờ đông ương đạo cung biến thành bây giờ dạng này không phải hắn ngô phong oa Dương, Dương Trần, cứu ta, ra, hỏa này phía trước vượt qua nguy cơ, trạng thái cố định này mầm. Lại muốn giả chết bác thông cảm. Dương Trần cũng sẽ không phản ứng đến hắn, Dương Trần ngẩng đầu nhìn Ngô Trấn Khải. Quát lên, có thể che điểm sao, một điểm ra mặt từ bỏ. Giữa không trung, Ngô Trấn Khải vội vàng ở trên người bộc phát ra một hồi năng lượng tia sáng. Mặc dù không gạt được cao dai cường giả, người bình thường ngược lại là có thể che cản. Không để ý tới Ngô Trấn Khải, Dương Trần tò mò hỏi, "Điện chủ, đều tại nói trùng sinh?" Trùng sinh nguyên lý đến cùng là cái gì? Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản. Âu Dương Minh cười nói, "Thời điểm chết chưa chút sinh mệnh bản nguyên cùng bất hủ chi lực. Kỳ thực chính là tương đương với một đoạn sinh mệnh tồn chữ ấn ký, nói. Như vậy, tại ngoại vực dị tộc bọn hắn cũng có thể trùng sinh." Nói không rõ, bất quá chưa nghe nói qua ngoại vực dị tộc chết hẳn là không thể sống lại, Âu. Oh. Dương Minh trầm ngâm phút chốc, rất lâu mới nói, có. Thể cùng bọn hắn nói hỏa chủng có liên quan, dính đến thế giới bản nguyên vấn đề. Chương 1672 Trấn Khải Đại Đế Đang nói, trên không, Ngô Trấn Khải lần nữa quát lên một tiếng lớn, thần tàng chi môn trong nháy. Mắt hiện lên, một tiếng ầm vang tọa lạc tại trên dung hợp thần kiều, côn uy liếc mắt nhìn. Có chút buồn bực nói, nói như vậy. Gia hỏa này cũng có thể trực tiếp cụ hiện thân tùy. Dương Trần gật gật đầu, mở miệng nói, đại khái là gia hỏa này, phía trước đánh bậy đánh bạ. Ngược lại là đi cổ võ giả lộ, lúc này bên cạnh đều là người mình. Dương Trần đám người cũng không thèm để ý nói công pháp chuyện. Hí kịch nhan mấy người đều đi ngoại vực thay thế Ngô Phong. Bây giờ còn chưa trở về, Dương Trần suy nghĩ, bỗng nhiên nói, điện chủ hí kịch đạo sư bọn hắn những người này công pháp thật sự không nói cho âu dương minh nói khẽ tạm thời không nói cho trùng sinh võ giả chưa hẳn sẽ không có người không có bị thất tình thánh điện thẩm thấu vẫn là cẩn thận một chút hảo bây giờ báo cho biết cũng là không có chút nào điểm đáng ngờ cái chủng loại kia lần này thanh trừ thất tình thánh điện đại bộ phận cường giả sẽ chậm chậm cáo chi cũng không muộn dương trần bất đắc dĩ nói ta cảm thấy coi như phong tỏa cũng chưa chắc có thể phong tỏa thời gian bao lâu nói không chừng thất tình thánh điện đã sớm biết công pháp không bài trừ khả năng này bất quá coi như biết trong ngắn hạn cũng rất khó truyền bá ra ngoài có năng lực như thế truyền bá ra ngoài chúng ta đều không cáo chi những người này đến cảnh giới nhất định linh hồn chi lực cũng không tính là gì hạn chế thần vương hóa cảnh biết vẫn còn không biết rõ công pháp kỳ thực thay đổi không quá lớn lĩnh ngộ bản nguyên võ đạo trong ngắn hạn đề thăng cũng khó cho nên những người này chúng ta phần lớn không có cáo tri thượng vị thần vương cảnh đây này âu dương minh thở dài người ý tứ ta biết bất quá vẫn là câu nói kia tận lực tránh loại khả năng này thật muốn bị truyền ra ngoài cái kia cũng không có cách nào lần này cần là có thể đem thất tình thánh điện một chút đầu mục bắt được thượng vị thần vương cảnh võ giả kỳ thực cũng khó có thể cùng nội vực tiến hành liên hệ. Nhân gia nói không chừng đã sớm nói cho thất tình thánh điện điện chủ, để cho điện chủ liên hệ nội vực có. Khả năng này, nhưng mà truyền bá công pháp, chúng ta đều có chú ý tận lực tránh nga. Âu Dương Minh nói đi, nhìn về phía phía chân trời, cười nói, tiểu tử này muốn đột phá. Cũng coi như là nhân họa đắc phúc những người kia qua vài ngày ta để cho bọn hắn âm thầm chạy đến, từng nhóm chạy đến. Chính ngươi nghĩ biện pháp ẩn tàng, ta rời đi trước. Mấy ngày nay, lớn mông sơn đã có chút động tĩnh. Nội vực thần vương hóa cảnh nhóm dục dịch. Lần này ty nói là âm mưu, trên thực tế cũng là dương mưu, thì nhìn ai có thể tính toán ai thành. Công, chuyện kế tiếp phải xem ngươi rồi, lời nói chưa dứt âu dương minh biến mất. Vừa biến mất trên không ngô chấn khải hô lớn, điện chủ hạ lễ dương trần liếc mắt âu dương minh biết đại khái gia hỏa này muốn mở miệng thấy hắn muốn đột phá bỏ lại mấy câu liền chạy cho hạ lễ làm sao có thể lúc này trên không ngô trấn khải linh hồn cụ hiện vật hiện ra một thanh cực lớn trường đao không chỉ là trường đao trường đao phụ cận giống như có vô số đạo thân ảnh sau một khác trường đao khẽ quét mà qua tất cả thân ảnh tiêu tan cái này cũng là ảnh động Côn uy liếc mắt nhìn, có chút nghi ngờ nhìn Dương Trần, nhỏ giọng nói, giống. Như nhìn thấy ngươi, Dương Trần trợn trắng mắt nói, cũng nhìn thấy ngươi, ra hỏa này. Ra hỏa này là đang biểu đạt hắn có thể quét ngang chư thiên ý tứ. Mấy người một mặt im lặng, linh hồn này cụ hiện vật. Không có người nào, ngô chấn khải vô địch khí thế, cứ như vậy tới, một đau nơi tay. Quét ngang vô địch, nhưng Dương Trần cùng côn uy tưởng tượng, bất kể có phải hay không là bọn hắn tại trong bóng người xác suất rất lớn. Không bình định bọn hắn, Ngô Trấn Khải dùng cái gì vô địch, ha ha ha, có ta vô địch từ. Hôm nay, ta vì Trấn Khải đại đế, phía, dưới, Dương Trần lắc đầu, mở miệng nói, đi thôi, tản, ra hỏa này đắc chí liền càn rỡ, đi. Một chút, đều làm chuyện của mình đi. Lưu phá lỗ càng lớn tiếng quát lên, tất cả giải tán. Thêm một cái chung vị thần vương cảnh mà thôi, đại gia cố gắng người người tranh thủ sớm ngày thành tựu trung vị thần vương trung vị thần vương tại bây giờ cũng không túc khinh trọng không ảnh hưởng được bất luận cái gì đại cục tàn phần phật một tiếng xung quanh người nhao nhao tán đi còn tại lấy le ngô trấn khải thấy cảnh này khóc không ra nước mắt, chớ đi a à, ta cái này vừa đột phá đâu không nói những cái khác nói tiếng chúc cũng được a à. ngô trấn khải đột phá tới trung vị thần vương cảnh cảnh cái này cũng là trong năm nay đạo cung vị thứ năm 40 tuổi phía dưới đột phá tới trung vị thần vương cảnh thiên kiêu cường. Giả, dạ, bất quá đưa tới phong ba, không tính quá lớn. Phía trước có dương trần, sau có côn uy mấy người, quá tam ba bận. Tiếp nhị liên tam có tuổi trẻ thiên kiêu đột phá. Đã không cách nào gây nên giống trước đây lớn như vậy oanh động, huống chi. Thời cơ này không tốt lắm, mấy ngày kế tiếp, Dương Trần bế quan không ra. Bắt đầu củng cố cảnh giới cùng một thời gian, ngoại vực, một tòa cực lớn không thành thị. Giống như thủy tinh tháp đồng dạng, đứng lặng ở mảnh này mênh mông địa vực. Phá lệ bắt mắt, thủy tinh trung tâm thành phố, một tòa kéo dài hơn 10 dặm cung đình kiến trúc. Cũng phá lệ lóa mắt, cung đình khu vực đứng nghiêm một cái cực lớn không pho tượng. Pho tượng nghiêng nhìn phương xa, chắp hai tay sau lưng, phẳng phất tại nhíu mày, ở đây. Là xây phù hộ bản danh chỗ kiến hữu thành, nội vực quá lớn quá lớn tứ đại dị tộc bản doanh thống lĩnh nội vực thành trì vô số. Nhưng khác tam đại dị tộc bản doanh hang ổ chỗ, cũng không có kiến hữu thành lộng lẫy như vậy, ở đây, chẳng những giống như thủy tinh tháp. Cái kia trùng điệp tường thành, còn lan tràn vô số lục sắc cây vụn vặt. Thủy tinh thành chỉ điểm xiết lấy lục sắc, càng thêm mấy phần mị lực cửa vương cung. Đi tới kiến hữu thành nhiên tiêu nhìn thấy Mỹ huyễn cảnh trí. Không biết nhẹ giọng nỉ non cái gì sau đó nhìn về phía bên cạnh một vị kim giáp cường giả nhưng tiêu nói yêu tộc ở trong xây phù hộ cường giả có thủ hộ yêu thú thủ đoạn càng nhiều ta hàn ly bản danh thủ hộ thần thú bản sự có vẻ như không được a à. rất lời nhưng tiêu bên tai vang lên một tiếng hơi có vẻ cứng ngắc tiếng cười tiểu nhà đầu quá khen xây phù hộ thần thông tuy nhiều hạn chế cũng nhiều lão hủ ngược lại là càng hâm mộ các ngươi hàn ly một mạch thần thú nghệ long có còn tốt nhưng tiêu khom người nói nghệ long đại nhân mọi chuyện đều tốt hàn ly bản doanh rất lâu không có trở về thanh âm già nua mang theo một chút cảm khái nỉ non nói tuế nguyệt trôi qua đều nhanh quên chính mình là ai đại nhân đi vào đi âm thanh tiêu thất nhưng tiêu ngẩng đầu nhìn cực lớn hoàng cung hoàng cung cửa chính mở rộng hai bên vô số kim giáp cường giả quát to hàn ly bản doanh nhiên tiêu thiếu chủ yết kiến âm Thanh tại cực lớn hoàng cung quanh quẩn một tiếng tiếp lấy một tiếng nhưng tiêu cũng không nhiều lời đi theo bên người kim giáp cường giả cùng một chỗ hướng phía trước đại điện đi đến rất nhanh một tòa cực lớn điện đường lộ ra tại trước mặt nhiên tiêu nhưng tiêu vừa vào điện đường lớn tiếng nói hàn ly bản danh nhiên tiêu bái kiến danh chủ đại điện ương một vị sắc mặt trắng bạch năm nam tử thân mang trắng như tiết trường sam không có đeo vương miện, tóc dài xõa vai, mang theo nhu hòa nụ cười, nói khẽ nhiều. Năm không gặp, nhưng Tiêu cũng đã trưởng thành. Ngồi xuống đi. Nhưng Tiêu Bái Tạ cùng bên cạnh Kim Giáp Cường giả đi đến chéo phía bên trái ngồi xuống, đại. Điện hai bên, một chút cường giả dự thính mà ngồi. Chương 1673 xây phù hộ bản danh danh chủ. Mấy người Nhiên Tiêu ngồi xuống, sắc mặt trắng bạch năm nam tử, nói khẽ trước kiêng ngọc kiếm vương sắp đột phá tới thần vương hóa cảnh cũng chỉ là xây phù hộ bản doanh có chỗ dự phòng bây giờ chỉ là nhất trung vị thần vương đột phá tới thượng vị thần vương cảnh lại dẫn tới hàn ly bản doanh sứ giả vào xây phù hộ bản doanh nói xong tái nhợt dị tộc võ giả khẽ cười nói đáng tiếc bản vương thân thể hấp hối nếu không thật muốn kiến thức một phen dạng gì thiên kiêu có thể dẫn tới chư vị thần vương hóa cảnh coi trọng như vậy đang khi nói chuyện xây phù hộ bản danh danh chủ hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt bộc phát ra nhàn nhà thần thái phía dưới một chút cường giả cũng là tư vị không hiểu trước kia ngọc kiếm vương đột phá danh chủ tự mình xuất lĩnh đỉnh cấp cường giả lao tới đại mông sơn muốn đánh giết ngọc kiếm vương chấm dứt hậu hoạn không ngờ rằng ngọc kiếm vương đang vây công đột phá trong nháy mắt đánh tan danh chủ bản nguyên võ đạo nếu không phải thần vương hóa cảnh giải cứu doanh chủ sớm tại trận chiến kia tử vong xây phù hộ bản doanh doanh chủ cũng là một đời thiên kiêu nếu không phải ngọc kiếm vương thừa dịp đột phá lúc đánh tan căn nguyên của hắn võ đạo bằng không hôm nay doanh chủ có thể đã tấn cấp thần vương hóa cảnh cũng không cần khô phòng thủ hoàng cung chờ đợi tử vong phủ xuống nếu không phải thần vương hóa cảnh tổ sẽ có lệnh doanh chủ có công với xây phù hộ bản doanh có thể trước kia trở về sau đó liên danh chủ chi vị đều không thể bảo lưu lại xây phù hộ bản danh danh chủ khôi phục rất nhanh bình tĩnh khẽ cười nói nghe nhiên sướng huynh sắp tiến vào thần vương hóa cảnh bản vương chỉ sợ không có cơ hội đi chúc mừng nhưng tiêu sau khi trở về thầy bản vương nói tiếng chúc nhưng tiêu nhất định chuyển đạt nhưng tiêu lần nữa khom người dư quang liếc qua xây phù hộ bản danh danh chủ Nhìn hắn sắc mặt trắng bệch dù là song phương phía trước đối địch. Bây giờ cũng không khỏi có chút buồn bã, nàng từng nghe cha mình nhắc qua vị này doanh chủ. Năm đó cũng là một đời thiên kiêu, toàn thịnh thời kỳ, ngay cả mình phụ thân đều có chút không bằng. Chẳng những bản thân thực lực cường đại, chấp trưởng xây phù hộ bản doanh trong lúc đó. Càng là từng bước ép sát, từng bước áp xúc nhân tộc võ giả không gian sinh tồn. Trong lúc đó thậm chí chủ động phát khởi thần vương hóa cảnh chi chiến. Kém chút đánh tan nhân tộc võ giả tại Đại Mông Sơn phòng tuyến. Trận chiến ấy mới có Cửu Châu mới võ thời đại xuất hiện. Nhiều năm trước bị thương rất nặng, không thể ngăn cản Ngọc Kiếm Vương thành vương. Lúc này mới thất bại trong gang tấc bằng không, có thể không đợi thông đạo toàn bộ mở ra. Vị này ngày đó nếu là được thần vương hóa cảnh nói không chừng đã nắm trong tay xây phù hộ bản doanh thần vương hóa cảnh tổ sẽ nhiều năm xuống tung hoàng ngang dọc phía dưới thần vương hóa cảnh tổ biết thần vương hóa cảnh có thể đã bị hắn thuyết phục không còn mặc cho người ta tộc thần vương hóa cảnh phong tỏa đại mông sơn đáng tiếc nhưng tiêu tâm đang nghĩ ngợi xây phù hộ bản doanh doanh chủ cười nói dương trần tất nhiên có thể là thiên hành đại đế chuyển thế vậy dĩ nhiên đáng chết năm đó minh vương ngọc kiếm vương lần lượt đột phá đã ngoài dự liệu nguyệt vương trước đó vài ngày đột phá càng là uy hát iota lớn tăng chẳng qua hiện nay thần vương hóa cảnh tổ sẽ không thiếu thần vương hóa cảnh bế quan không ra nhiều năm không gặp dấu vết trong lúc vội vàng xây phù hộ bản doanh chỉ sợ không cách nào toàn lực kiềm chế nhân tộc thần vương hóa cảnh nhưng tiêu nghe hắn nói một hồi chờ hắn nói xong mở miệng nói hàn Ly bản danh vốn không muốn tham dự cửu châu sự nghi, nhưng Dương Trần không thể không chờ. Dương Trần cực kỳ căm thù chúng ta, lại có uy hát iota nội vực tiềm lực. Lần này, cơ hội khó được, chúng ta hàn ly bản danh có 5 vị thần vương hóa cảnh đại nhân. Nguyện ý ra tay, đi tới đại mông sơn kiềm chế nhân tộc thần vương hóa cảnh. 5 vị, xây phù hộ bản danh danh chủ nỉ non một tiếng, khẽ cười nói, tàng. Vương sẽ ra tay sao?" Nhưng Tiêu Vội Vàng nói, "Vương, tổ dĩ nhiều năm chưa từng đi ra thần vương hóa cảnh tổ sẽ. Tàng vương sẽ không xuất thủ. Phong Thiên vương đại khái cũng sẽ không ra tay. Cái kia nghĩ kiềm chế Cửu Châu khác 14 vị thần vương hóa cảnh để cho bọn hắn vô tâm hắn chú ý. Ít nhất cũng phải 20 vị thần vương hóa cảnh rời núi kiềm chế, nhưng." Tiêu mặt lộ vẻ nghi ngờ, "Cần nhiều như vậy sao?" xây phù hộ bản danh doanh chủ cười nhạt nói còn muốn dự phòng thiên su thế giới những giới khác vực thần vương hóa cảnh ra tay can thiệp nhưng tiêu nghe vậy khẽ gật đầu xây phù hộ bản danh doanh chủ lại nói hàn ly bản doanh đã có năm vị thần vương hóa cảnh nguyện ý ra tay cái kia không sai biệt lắm cũng đủ rồi nhưng tiêu suy nghĩ một chút nói danh chủ cửu châu cái kia cái gọi là thất tình thánh điện thật sự có thể đánh giết dương trần sao Dương Trần ta cũng có hiểu biết, gian trá dị thường. Thủ đoạn rất nhiều, một khi trốn qua kiếp nạn này, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Có lẽ sẽ trở thành nội vực uy hát yêu ta to lớn, xây. Phù hộ bản danh danh chủ cười cười nói, cũng có thể. Nhưng tiêu khẽ nhíu mày, lại nói, tha thứ ta nói thẳng, muốn giết Dương Trần. Cái kia phải dùng ưu thế tuyệt đối, thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn. Để cho hắn không thể trốn đi đâu được. Hơn nữa, Dương Trần thủ đoạn rất nhiều, hắn có thể ẩn tàng khí tức thay đổi khí tức. Rất dễ dàng đào thoát chi sát. Bản Vương cũng có nghe thấy, xây phù hộ bản doanh doanh chủ cười nói, nhưng... Tiêu không cần lo lắng, lần này Dương Trần khó thoát kiếp nạn này, gặp. Xây phù hộ bản doanh doanh chủ nói tự tin, nhưng Tiêu cũng không tốt lại nói cái gì. Song Phương lại nói một hồi, rất nhanh, nhưng Tiêu ra khỏi đại điện, nàng vừa đi. Phía dưới có áo giáp cường giả đứng dậy, khom người hỏi, "Danh chủ." "Vừa mới danh chủ như thế nào không? Không có sách Thiên Trưng Thu thiếu chủ một chuyện." Lời này vừa ra, không thiếu dị tộc ánh mắt hơi có vẻ khác thường. "Xây phù hộ bản danh danh chủ thản nhiên nói, nhưng tiêu chính là tàng vương hậu duệ." Nhưng sướng chi nữ, tâm cao khí ngạo, càng là ép buộc càng là khó mà thành sự. "Đi Thiên Trưng Thu nếu là thật sự hữu tâm, chính mình nhiều hạ điểm công phu." bản vương nếu là đưa ra, lại càng dễ để cho nhiên tiêu căm thù. Xây phù hộ bản doanh doanh chủ vừa mới nói xong, phía dưới đại điện. Có xây phù hộ bản doanh cường giả thản nhiên nói, đi. Thiên trưng thu phía trước bị Dương Trần đánh tan, võ đạo ý chí bất ổn, Dương Trần không chết. Đi thiên trưng thu tâm mà khó trừ, tương lai như thế nào dù ai cũng không cách nào nói rõ. Dương Trần không chết phía trước, đề cũng trắng sách tàng vương cùng hàn ly doanh chủ cũng sẽ không đáp ứng không tệ dương trần đã thành bi thiên trưng thu tâm ma vài ngày trước buồn hưởng bị dương trần lừa giết càng là tăng thêm tâm ma thời cơ không đúng lúc trước đưa ra chuyện này xây phù hộ bản doanh đỉnh phong thần vương hơi hơi ngưng lông mày trầm giọng nói lần này chỉ cần đánh chết dương trần tâm ma từ trừ thiên trưng thu thiếu chủ cũng sẽ tiến thêm một bước xây phù hộ bản danh danh chủ nhẹ nhàng đè lên tay cười nói cấp độ kia dương trần chết lại nói chuyện này không vội hàn ly bản danh lần này nguyện ý hợp tác đã là niềm vui ngoài ý muốn không thể phức tạp để tránh ảnh hưởng đại cục thuộc hạ biết đều lui ra đi xây phù hộ bản danh danh chủ hơi có chút thở dốc đông đảo xây phù hộ bản danh cường giả lần nữa thở dài rất nhanh nhau nhau cáo lui chờ bọn gia hỏa này đều đi đại điện chỉ còn lại xây phù hộ bản danh danh chủ hòa một vị thanh niên võ giả. Thanh niên dị tộc võ giả ánh mắt sáng như tiết bây giờ từ phía dưới đi vương tọa. Ân cần nói, phụ vương, ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, xây. Phù hộ bản danh danh chủ nhẹ nhàng khoát tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế, đại điện tứ phương. Từng đạo trong suốt tường màn dâng lên. Thanh niên thấy thế hơi tập trung, xây phù hộ bản danh danh chủ hơi hơi thở dốc nói, nhớ kỹ lần này đi đông chín hoàn, ngươi đi đốc chiến. Nghe cho kỹ, ngươi đi sau đó, thời khắc mấu chốt, nghĩ biện pháp bỏ mặc tân hoàn. Ngô Phong rời đi, hồi viên dương trần. mươi 1674 giỏi tính toán. Phụ vương, thanh niên một mặt rung động, xây phù hộ bản doanh doanh chủ nhíu mày. Khẽ quát, nghe ta nói, Dương Trần không thể chết. Không cần đi quản cái gọi là thiên hành đại đế trùng sinh, Dương Trần tồn tại. Đó mới là xây phù hộ, hàn ly hai đại bản doanh hợp tác cơ sở. Hàn ly bản doanh lần này nguyện ý xuất động năm vị thần vương hóa cảnh. Cái này tại dĩ vãng là khó có thể tưởng tượng. Xây phù hộ bản doanh cùng cửu châu chinh chiến nhiều năm, tổn thất nặng nề. Hàn ly bản doanh lại là dĩ giật đãi lao, cái này không phù hợp xây phù hộ bản doanh lợi ích. Có chút gia hỏa, vì bản thân tư lợi, nhất định phải đánh giết Dương Trần thậm chí không tiếc từ bỏ ngoại vực. Đây là đối với xây phù hộ bản doanh lớn nhất tổn thương. Còn có, buồn vương nhất tâm muốn đánh giết Dương Trần. Cũng là muốn vì Bi Thiên Trưng Thu trải đường, để cho hắn đi trừ tâm ma. Bồi dưỡng Bi Thiên Trưng Thu trở thành xây phù hộ bản doanh chi chủ. Để cho Bi ra xuất hiện vị thứ hai thần vương hóa cảnh cường già. Lần này, thậm chí không tiếc vận dụng chúng ta tại Cửu Châu lưu lại hậu chiêu. Quả thực đáng giận dương trần chết hay là không chết đối với ngươi ta mà nói đều là giống nhau kết quả ta mà chết ngươi độc thân một cái vì diệt trừ đối thủ bi ra tất sát ngươi thừa dịp ta còn có thể chống đỡ một thời gian cửu châu xuất hiện dạng này thiên kiêu võ giả cũng là cơ hội của ngươi hắn càng mạnh càng là hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý ngươi càng an toàn ngủ đông một thời gian đợi đến đại chiến bộc phát sẽ không còn có ai chú ý ngươi cho nên đối với những cường giả khác mà nói, Dương Trần muốn chết, đối với ngươi ta phụ tử mà nói, Dương Trần không thể chết, hắn chết. Vậy ta ngươi phụ tử, cũng sống không được bao lâu, xây. Phù hộ bản doanh doanh chủ tiếng thở dốc nặng hơn, thổ khí nói, nhớ kỹ sao? Phụ vương, ta nhớ kỹ rồi, ân, đi thôi. Mặt khác thừa dịp nhiên tiêu còn tại xây phù hộ bản doanh, đi tiếp xúc tiếp xúc. So với bi thiên trưng thu tên phế vật kia, người mạnh hơn hắn hơn. Bì thiên trưng thu có tài đức gì có tư cách gì cùng tàng vương hậu duệ thông ra bản vương còn chưa có chết đâu bi ra đã không kịp chờ đợi quả thực đáng giận trước kia một trận chiến buồn vương chính là bản vương hậu phương thần vương hóa cảnh cường giả kết quả ngồi nhìn bản vương bị ngọc kiếm vương đánh tan bản nguyên mượn cớ bị ngăn cản không cách nào cứu viện cái kia bắt đầu buồn vương tiện đánh lên danh chủ chi vị chủ ý phía trước có ý định để cho buồn hưởng kế nhiệm, nực cười buồn hưởng đã không còn cơ hội. Bây giờ bi thiên trưng thu phế vật này, cũng nghĩ nhập chủ. Hết lần này tới lần khác chính mình vô năng, không cách nào đánh giết Dương Trần. Sách Dương Trần chi danh, càng là điên cuồng. Hắn có tư cách gì kế nhiệm danh chủ chi vị? Xây phù hộ bản danh danh chủ cười lạnh nói, lần này, đánh giết Dương Trần kế hoạch. Là bi thương vương mấy cái chủ đạo, một khi kế hoạch thất bại hàn ly bản doanh chỉ sợ cũng phải khinh thường buồn vương tam phân khác tham dự thần vương hóa cảnh cũng sẽ đối với buồn vương thất vọng không thôi một lần lại một lần thất bại buồn vương có tư cách gì nâng đỡ hậu duệ của mình trở thành doanh chủ mặt khác lần này đi đốc chiến biểu hiện vô năng một chút vốn không muốn để cho ngươi tự mình đi qua nhưng kể từ ta thụ thương trở về xây phù hộ bản doanh đã không có thể tin hạng người thanh niên nghĩ nghĩ hỏi phụ vương coi như phóng đông ương đạo cung cường giả trở lại dương trần có thể không chết sao nhi thần nghe nói xây phù hộ bản doanh doanh chủ đè lên tay nói khẽ bản vương tự có an bài đúng lần này đi đông chín hoàn đốc chiến tốt nhất có thể hô bi thiên trưng thu cùng một chỗ không một mình đi tốt hơn bi thiên trưng thu tâm trời cao nghĩ biện pháp giật dây vài câu hắn hư việc nhiều hơn là thành công lại càng dễ gây ra hỗn loạn nhi thần minh bạch đi thôi nhi thần cáo lui chờ thanh niên rời đi xây phù hộ bản doanh doanh chủ lần nữa vỗ vỗ vương tọa trong suốt tường màn biến mất xây phù hộ bản doanh doanh chủ lại là không có vội vã rời đi lại chờ đợi phút chốc một lát sau một thân ảnh thoáng hiện đạo thân ảnh này hư ảo xây phù hộ bản doanh doanh chủ cũng không thèm để ý nói khẽ lần này dẫn phát thần vương hóa cảnh chi chiến không phải uy hát iota mà là bộc phát chiến tranh nghĩ biện pháp để cho hàn ly bản danh mấy vị thần vương hóa cảnh trọng thương thậm chí vẫn lạc hư ảnh không nói chuyện hư ảo bộ mặt có chút rung động xây phù hộ bản danh danh chủ trầm giọng nói hàn ly bản danh dĩ giật đãi lao nhiều năm muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi nào có đơn giản như vậy chết đi mấy vị thần vương hóa cảnh mới có thể cùng cửu châu không chết không thôi tốt nhất dụ phát bọn hắn cùng cửu châu thần vương hóa cảnh liều mạng cửu châu bá vương tính khi bốc lửa nhất bá vương bên kia giao cho hàn ly bản danh bá vương cũng có đánh giết thần vương hóa cảnh thực lực thấy được cơ hội hắn sẽ không bỏ qua còn có tốt nhất có thể trọng thương bá vương có thể đánh giết bá vương tốt hơn chỉ là một cái dương trần cũng không phải xây phù hộ bản danh mục tiêu chủ yếu dương trần cho dù là thiên hành đại đế chuyển thế dù là khôi phục kiếp trước thực lực cần bao lâu đại chiến bộc phát lúc hắn có thể thành thần vương hóa cảnh sao đánh giết một vị nhân tộc thần vương hóa cảnh so giết dương trần trọng yếu ngàn vạn lần tiêu phí nhiều như vậy tinh lực thế mà chỉ vì đánh giết dương trần nực cười trước kia nếu là có này quyết tâm sớm công phá cửu châu lần này cũng nên để cho bọn họ cũng đều biết cửu châu mang tới uy hát iota Đại chiến trước mắt không chết một chút, làm sao có thể để cho đại gia minh bạch cửu châu tưởng tượng càng đáng sợ hư. Ảnh nói khẽ, độ khó có chút lớn, tận lực tranh thủ. Ngươi còn có thể chống bao lâu, đại? Chiến không mở ra ta sẽ không chết. Đại chiến, đại chiến mở ra, tìm được nguyên hỏa hỏa chủng, có thể có thể cứu ngươi, hi. Vọng đi, hư ảnh trầm mặc phút chốc, lần nữa nói, thực sự không được người nghĩ biện pháp tiến vào cửu châu lưu lại sinh mệnh bản nguyên xem có thể hay không sống thêm một thế xây phù hộ bản doanh doanh chủ trầm giọng nói bản vương không thể đi đi trước đó công uổng phí ai hư ảnh thở dài một tiếng rất lâu lại nói ủng hộ ngươi thần vương hóa cảnh bây giờ còn có bao nhiêu không có mấy vị bất quá cũng không ngại ta như chưa chết thực lực khôi phục thành thần vương hóa cảnh hết thảy đều sẽ trở lại quỹ tích nguyên lai ta mà chết đi nhiều hơn nữa thần vương hóa cảnh ủng hộ cũng là phí công hư ảnh không nói thêm gì nữa một lát sau biến mất ở tại chỗ cái này ngày sáng sớm dương trần còn không có lên đường có tin tức tuyết đám mây dày thành chủ đem tây thành chủ yêu phượng tam lớn đỉnh phong thần vương cùng nhau mà đến đang chạy tới hỏa tinh thành bên này mới từ ngoại vực chạy về cha đồi vội vàng nói phạm lão cùng hí kịch đại ca bọn hắn sắp không chịu được nữa không chỉ ba vị này chỗ sâu còn có đỉnh phong thần vương đột kích ngô cung chủ tân đường chủ làm sao bây giờ tân hoàn thở dài thật gấp gáp ngô phong bình tĩnh nói sớm đã có dự liệu chuyện ba vị ta xem ba vị không đủ ít nhất phải tới năm vị còn có đây này dương trần chính mình cẩn thận một chút chúng ta chưa hẳn có thể chạy về ta biết Dương Trần lên tiếng, tân hoàn quét một vòng, hỏi, ngô Trấn khải đâu, hắn. Đột phá, ra ngoài khoe khoang một vòng, đại khái sắp trở về rồi, đang. Khi nói chuyện, Ngô Trấn Khải trở về, rơi xuống từ trên không, cười ha ha nói, sảng khoái. Trở thành trung vị thần vương là không giống nhau, thoải mái không muốn không muốn, tân. Hoàn liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi ngưng lông mày nói, đừng. Đem chính mình cho lãng chết, không có trông cậy vào ngươi như thế nào, đừng liên lụy ngươi. Ngô Trấn Khải im lặng, buồn bực nói, ta là cái loại người này sao, Lạc Ngô. Trấn Khải mệt lòng, không muốn nói chuyện, Tân Hoàn không để ý hắn. Lại nhìn về phía Dương Trần nói, tranh thủ đuổi trở về, nhớ kỹ. Bảo trụ mạng của mình mới là vị thứ nhất. Chương 1675 sớm đã có an bài. Biết Dương Trần lời thề son sắt đáp. Tân Hoàn lại nói, bây giờ những người khác không tại, ta nói thêm câu nữa thực tế điểm. Tiêu diệt thất tình thánh điện, không phải của cá nhân ngươi trách nhiệm. Cũng không phải của cá nhân ngươi nghĩa vụ. Đây là toàn bộ thiên su thế giới cường giả đều nên suy tính chuyện, một số thời khác. Là cần người đi hy sinh, còn không tới phiên ngươi. Người nhớ kỹ, những người khác chết, cái kia chết, một đám lão gia hòa, chết cũng không cái gì. Người không giống nhau, không thể chết, tuyệt đối không thể chết, hiểu chưa, rớt. Lời, bầu trời có người lạnh lùng nói, Tân Hoàn, không cần dùng ngươi dạy ta nhóm làm việc. Tân Hoàn ngẩng đầu, khẽ nói, mở cung chủ. Ngươi là thượng vị thần vương cảnh ngũ biến cường giả, ra thêm chút sức, lão gia này chết chết. Dương Trần chết, ngươi nếu là không chết, ngươi là phản đồ, Tân Hoàn. Sắc mặt lạnh lùng mở cung chủ, một mặt xanh xám, lạnh giọng nói, ta không cần dùng ngươi dạy. Tân Hoàn cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Dương Trần nói, lão bà tử này thực lực tại thượng vị thần vương cảnh xem như cực mạnh niên kỷ cũng lớn thời điểm then chốt muốn liều mạng nhường nàng dương trần giờ khóc giờ cười bên này còn chưa nói xong tân hoàn lại nói để lão lần này phải liều mạng ngươi quản tốt chính ngươi đi ta không đốt dặn bảo vài câu ai biết các ngươi xuất lực không xuất lực im miệng ngươi đi nói lời này không là người khác là ngô phong ngô phong hướng mấy người chắp tay nói lần này phiền phức chư vị ngô cung chủ đừng khách sáo phải mở cung chủ đối với ngô phong ngược lại là có chút khách khí cười nói yên tâm đi không có việc gì ngô phong không nói thêm lời hít sâu một hơi nói vậy chúng ta đi vào trước phạm lão bọn hắn không chống được quá lâu tân hoàn cũng sẽ không nói ngự không dựng lên rất nhanh tại chỗ biến mất hai người này vừa rời đi thẩm lãng nhiên kiếm vô khuyết hai người đuổi tới phía dưới, thật có lý, lưu dơ cao. Quan vô cực ba người cũng dạo bước đi tới, Dương Trần bên cạnh còn có côn uy cùng Ngô Trấn Khải. Tăng thêm mở cung chủ, lưu phá lỗ, đằng đạt chân, tổng cộng là 10 người. Dương Trần nhìn về phía thật có lý mấy người, trầm giọng nói, lão sư, ngài mấy vị chớ đi. Thật có lý tức giận nói, lão nương mới là ngươi lão sư. Bây giờ làm cho tân hoàn cùng ngươi lão sư tựa như, ngươi cái bạch nhãn lang lão nương thực lực tranh lệch điểm ngươi muốn thay đổi địa vị làm gì nhìn không thuận mắt dương trần giàu dĩ nói trước đây còn không phải ngài cưỡng ép thu học trò ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa dương trần nhún vai lại nói đạo cung tài quyết điện cách phó điện chủ cũng sẽ chạy đến những người khác ta không có la trung vị thần vương cảnh nghĩ cuốn lấy đỉnh phong thần vương đó là thật quá nguy hiểm nếu như thất tình thánh điện có thượng vị thần vương cảnh đột kích đại gia đối phó thượng vị thần vương cảnh võ giả đi không cần nhất định phải cuốn lấy những cái kia đỉnh phong thần vương cảnh đám người ngưng lông mày mở cung chủ trầm giọng nói cái kia đỉnh phong thần vương ai tới đối phó dương trần cười nói nhìn tình huống thực sự không được ta tìm cơ hội chạy đại gia chính mình cẩn thận một chút mục tiêu của bọn hắn là ta ta chạy cái kia vấn đề không lớn nói xong, Dương Trần bỗng nhiên cười nói, Kỳ Thực đại gia phát hiện sao? rất có ý tứ một điểm, chúng ta cùng thất tình thánh điện Kỳ Thực đều biết mục đích mỗi bên, nhưng lại hết lần này tới lần khác giả vờ không biết mục đích mỗi bên, còn chỉ sợ nói cho lẫn nhau. Kỳ Thực ta biết mục đích của các ngươi. Lời này vừa ra, đám người nhao nhao bật cười, Đằng Đạt chân cười nói, đại gia muốn cũng là một cái cơ hội thôi, có một số việc lẫn nhau lòng dạ biết rõ dương trần nở nụ cười tiếp lấy hít sâu một hơi nói cái kia lên đường thôi ta đi lấy điểm thần tinh cho đại gia làm bổ sung phẩm đám người nhao nhao gật đầu dương trần rất mau vào dưới mặt đất một lát sau dương trần treo lên hỏa môn sơn cổng trào đi ra mở cung chủ mấy người hơi có vẻ ngoài ý muốn thẩm lãng nhiên mấy người nhưng là không quan trọng Lúc này, bên cạnh lại có 5 người đi tới, mở cung chủ nhíu mày, nhìn về phía 5 người. Cảm giác không quá quen thuộc, Dương Trần cũng không nhiều lời. Nhìn về phía mấy người kia nói, đừng rời bỏ ta ngàn mét, chính mình đi theo a. Năm. Người cũng là gật đầu, cũng không nói chuyện. Dương Trần nhưng là ngự không dựng lên, lớn tiếng nói, Đông Ương đạo cung thầy trò. Đừng đi hải vực, lần này ta đột phá động tĩnh cực lớn không phải cao dài võ giả không cách nào ngăn cản. Tất cả mọi người lưu lại đạo cung, nên tu luyện một chút, đừng không chết ở ngoại vực. Chết ở trên tay của ta. Gặp cách đó không xa trái đông minh hòa mau phi ngự không dựng lên, dương trần quát lên, hai. Vị đường chủ, tọa chấn đạo cung, để tránh chúng ta rời đi, đạo cung bị người lẻn vào. Đánh cắp khoáng mạch, trái đông minh hòa mau phi hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Rất nhanh rơi xuống. Dương Trần dặn dò một hồi, cách đó không xa, thủy tinh tháp, để nạp lan án lấy thiên linh hy. Lớn tiếng nói, chờ ngươi trở về, hảo, đi, Dương. Trần lên tiếng, tiếp lấy hô to một tiếng. Ngự không hướng phía dưới đông hải bay đi, đám người nhao nhao đuổi kịp. Cùng một thời gian, Trung Châu, Âu Dương Minh khẽ cười nói, ngoại. Vực tất cả khu đều có thần vương hóa cảnh tụ tập vì một cái Dương Trần. Thủ bút thật không nhỏ, mở thủ tự khẽ nói, đã sớm nói thất tình thánh điện không sớm làm diệt trừ sớm muộn nuôi hổ gây họa âu dương minh nhức đầu nói đi ta không muốn sớm một chút diệt trừ sao nhưng so với những người khác đại điện chủ đến cùng là ai quan trọng hơn không có đại điện chủ tình báo như thế nào diệt trừ tất nhiên hắn muốn cùng ta vịn vịn cổ tay vậy đến một lần cái loại này phía dưới chuột còn có thể đấu qua ta một bên đông phương phá bại thản nhiên nói đừng quá tự tin, cẩn thận đối phương dương đông kích tây, mục tiêu không phải dương trần. Mà là mỗi cái khu vực thông đạo, đó mới là thật phiền phức. Yên tâm, sớm đã có an bài, mục tiêu của bọn hắn nếu là thật chính là thông đạo. Cái kia mới tốt, Âu Dương Minh cười nói, sợ là sợ. Bọn gia hỏa này mục tiêu thật là Dương Trần, vậy phải phiền phức không thiếu. Dương Trần tiểu tử kia thật muốn xong đời. Tân Hoàn mấy tên này còn không phải tìm ta tính sổ sách đông phương phá bại liếc mắt nhìn hắn ngừng lông mày nói thật sự không có an bài đừng hỏi hỏi ta đem ngươi trở thành đại điện chủ lôi kéo ta tình báo đồng phương phá bại một mặt im lặng nửa ngày mới khẽ nói lão tử nếu là đại điện chủ sớm làm thịt ngươi cái tên này âu oh. dương minh cười nhạo nói ngươi nói câu khó nghe ngươi cũng cùng những người khác phách lối phách lối đối với ta ngươi còn non lắm Bớt nói nhảm, người đi nam tam hoàn, mở thủ tự đi bên trong tam hoàn. Ta đi đông chín hoàn, người nửa đường dò xét một chút. Người không phải ưa thích nghe lén sao, vụng trộm quan sát thử xem. Có thể tìm tới hay không những tên kia, người mới ưa thích nghe lén. Âu Dương Minh hừ một tiếng, tiếp lấy cười nói, khó khăn, bọn gia hỏa này cũng không ngốc. Chúng ta không vào trong, bọn hắn làm sao hiện thân mặt khác lần này đại khái muốn ra chút đại sự, làm xong một phiếu này. Không chắc có một khu muốn bị công phá, bại lộ thân phận gia hòa. Đại khái muốn đi vào đi nương nhờ chủ tử của bọn hắn. Đông phương phá bại không có vấn đề nói, chúng ta bên này quan hệ không lớn. Thật muốn có địa phương bị công phá, địa phương khác xác suất càng lớn. Bất quá những lão gia hỏa kia còn tại chỗ sâu tọa chấn, công phá cũng không cái gì để cho bọn hắn xuất công không xuất lực. Từ điểm nhân đại tất cả thanh tỉnh, đã nhiều năm như vậy, còn trông coi lão quan niệm. Không phản kích, gặp điểm huyết cũng tốt. Âu Dương Minh cười nói, không thể nói như vậy, dù sao vẫn là nhất thể. Ngược lại ta sớm cáo chi một tiếng, xem chính bọn hắn như thế nào chuẩn bị. mươi 1676 xuất phát. Nói đi, Âu Dương Minh ngự không dựng lên, cuối cùng nói, đừng đem trò chơi, lần này có lẽ sẽ bộc phát huyết chiến hiếm thấy hai đại dị tộc bản doanh ý kiến nhất trí xây phù hộ bản doanh tên kia cũng không phải loại lương thiện gia hỏa này sớm nghĩ chủ động tiến công lần này có thể muốn đánh vỡ đại mông sơn phòng tiến phương đông rách nát cũng ngự không dựng lên nói tiếp hắn hắn trọng thương sau đó còn có người nghe hắn sao nói nhảm ngươi thật sự cho rằng hắn không có ảnh hưởng lực nhìn a à lạnh cách bản doanh lần này lần thứ nhất hợp tác với hắn, sớm muộn sẽ bị hố chết. Nhưng mà không sao, hắn hố hắn, ta lừa ta. Hắn cho là tính toán không bỏ sót, cũng không nghĩ một chút, không có thực lực. Tính toán có tác dụng chó gì? Lão tử là lại có thực lực, lại có thể tính toán. Hắn không thể tự mình chàng điều khiển đại cục cùng ta chơi bộ này. Lần này để cho hắn chịu không nổi mở thủ tự bây giờ cũng ngự không dựng lên, tốc độ cực nhanh, truyền âm nói, Âu Dương Minh. Người đừng quá tự tin, ta muội ở đó, thật muốn chết ở bên kia, ta không tha cho ngươi, bao. Nhiều tuổi người, chết thì chết, ngươi không tha cho ta cũng vô dụng, ngươi. Đừng ngươi ngươi ngươi, nhanh lên a, không đi nữa. Bọn gia hỏa này thật muốn công phá đại mông sơn phòng tuyến, hừ, mở. Thủ tự hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt rơi xuống từ cấm thành phía dưới. Nàng cần phải đi bên trong Tam Hoàn rất gần, ngược lại cũng không cần đuổi đường xa. Cửu Châu nơi nào đó, mật thất dưới đất, thủy tinh cầu ở trên không trôi nổi. Bên trong có người khẽ cười nói, mở thủ tự tiến vào ngoại vực biệt. Thự mấy người không nói chuyện, một lát sau, thủy tinh cầu lại có âm thanh truyền đến phương. Đông rách nát tiến vào ngoại vực. Âu Dương Minh cũng sắp đến Đông Ương phù đảo, lời này chưa nói xong áo bào đen sáu cung phụng trầm giọng nói âu dương minh đi đông ương phù đảo khoảng cách rất gần có thể cuốn lấy hắn sao yên tâm đông cửu hoàn bên này có hai vị thần vương hóa cảnh sẽ ra tay âu dương minh lại mạnh chẳng lẽ còn có thể lấy một trọi hai chém giết hai vị thần vương hóa cảnh thật muốn có thực lực này cái kia ngược lại không cần chúng ta lo lắng ngoại vực thần vương hóa cảnh tổ chiếu cố có cường già tiếp tục đi tới đông cửu hoan tìm cơ hội đánh giết âu dương minh phong thiên vương bên đó đây phong thiên vương phong thiên vương sẽ không xuất thủ hắn một khi ra tay tất cả cân bằng đều sẽ bị đánh vỡ bây giờ song phương đều không làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị tóc dài mặt nạ võ giả tiếp tục vuốt vuốt chính mình đau nhỏ màu vàng cười cười nói ti mã hỗn thành ở đâu đông hải ta đi cùng đi mã hỗn thành chơi đùa tóc dài mặt nạ nam nói tay đao nhỏ màu vàng tiêu thất ngoạn vị nói đại điện chủ lần này ngươi thật sự không xuất thủ nhìn tình huống bây giờ thần vương hóa cảnh đều vào ngoại vực ngươi thật là đại điện chủ sao lời này vừa ra chàng mấy người lâm vào yên lặng thủy tinh cầu bên kia tính chất âm thanh cười nói tam cung phụng hà tất xoắn suýt tại những thứ này những năm gần đây cùng ta hợp tác chư vị không có ăn thiệt thòi à tóc dài mặt nạ nam khẽ cười nói là không có sợ là sợ lần này bị người làm con rơi thần vương hóa cảnh phi thần vương hóa cảnh vẫn còn có chút không giống nhau nếu như đại điện chủ đúng sai thần vương hóa cảnh vậy ta ngược lại là không có như vậy sợ nhưng nếu là thần vương hóa cảnh ta còn thực sự có chút lo lắng cớ gì nói ra lời ấy thần vương hóa cảnh đối với võ đạo còn có cái gì truy cầu sao tóc dài mặt nạ nam cười nhạt nói cái kia thánh điện thống hợp ý nghĩa không giống nhau lắm người đi cũng là ích kỷ ai cũng không ngoại lệ tóc dài nam nói một câu ý vị thâm trường mà nói cuối cùng vừa cười nói thôi không nói những thứ này dương trần bên kia xác định chỉ có mở cung chủ để đạt chân chu chính dương lưu phá lỗ bốn vị này thượng vị thần vương xác định tóc dài nam nghe vậy cười nói vậy dễ làm nhiều ta đối phó tim mã hỗn thành lão bát đối phó mấy người kia lão cửu thu thập những cái kia con tôm nhỏ lão lục toàn lực đánh giết dương trần áo bào đen võ giả khẽ cười nói tam ra đủ coi trọng dương trần ta cho là ngươi sẽ để cho lão cửu thu thập dương trần tóc dài nam thản nhiên nói cẩn thận một chút nếu không phải sợ ngươi không phải tim mã hỗn thành đối thủ cuối cùng bị cuốn lấy không thể rời bỏ ta nên tự mình đối phó với dương trần lời này vừa ra trên sân mấy người cũng là nhìn về phía hắn mới tới chín cung phụng trầm mặc chốc lát nói ta sẽ mau chóng đánh giết những cái kia chung vị thần vương cảnh võ giả đi giúp sáu cung phụng để phòng dương trần thoát đi đám người cũng không nói cái gì lại qua một hồi trong thủy tinh cầu đại điện chủ mở miệng nói âu dương minh vào ngoại vực trừ vì có thể động thân đại cung phụng đâu sẽ cùng đi cho một cái tín hiệu miễn cho đem địch nhân trở thành người một nhà lời này vừa ra một bên truyền tấn thạch bên trong già nua âm thanh truyền đến lão phu sẽ người mặc áo bào đỏ chật chật tóc dài mặt nạ nam sách miệng cười một tiếng mở miệng nói minh bạch kỳ thực đến lúc đó đại gia là ai cũng không gạt được lẫn nhau cùng ti mã hỗn thành giao tay thân phận của ta tất nhiên sẽ bại lộ các ngươi mấy vị đại khái cũng rất khó che giấu lần này giết không được dương trần lấy không được thần vương hóa cảnh tuyệt học chư vị chúng ta về sau ngoan ngoãn làm chuột a à, bằng không chỉ có thể đi ngoại vực đi nương nhờ dị tộc đáng tiếc lập nhiều năm như vậy nếu không thì làm chuột nếu không thì làm cẩu luôn cảm thấy chưa hẳn có lời trong thủy tinh cầu đại điện chủ cười nhạt nói tam cung phụng nếu là có tự tin chính mình đột phá thần vương hóa cảnh hoặc có thần vương hóa cảnh nguyện ý truyền thụ tuyệt học cũng có thể không đi tóc dài mặt nạ nam thở dài tuyệt học khó khăn a à. huống chi bọn gia hỏa này đều sống đây này lạc gia vị kia nếu là truyền gia tuyệt học ngược lại là có thể thử xem đáng tiếc không có truyền tới tóc dài nam nói vài câu cuối cùng hít sâu một hơi chậm rãi nói đi thôi chúng ta mấy vị không cần cùng một chỗ miễn cho khí thế quá mạnh bị sớm phát hiện nhớ kỹ nhất định muốn giết dương trần giết không được dương trần giết nhiều hơn nữa người cũng là hư ảo minh bạch ba người khác lên tiếng rất nhanh bốn người đi ra mật thất đông hải bầu trời dương trần đỉnh đầu hỏa môn sơn cổng trào phía trước ngô trấn khải mở ra một cái ảnh thạch nhắm ngay dương trần cười ha hả nói dương trần người thật đúng là muốn đem tiến giai quá trình truyền đi a à. đó là đương nhiên dương trần cười nói không truyền ra ngoài xứng đáng đại gia chờ mong sao bọn hắn tán gẫu mở cung chủ mấy người nhưng là cảnh giác nhìn về phía tứ phương cũng không biết tới mấy tên này có hay không gia sản đỉnh phong thần vương cường giả. nếu là có công khai thân phận bao nhiêu sẽ có một điểm gia sản a à, tốt nhất đến từ những giới khác vực cái kia tốt hơn âu dương minh không đem bọn hắn hố thổ huyết về sau ta đem các ngươi toàn bộ đều nện thổ huyết dương trần tính toán những thứ này không ngạc nhiên chút nào những người này nên có cái khác giới vực đỉnh phong thần vương tồn tại đương nhiên không bài trừ còn có một số tự do đỉnh phong thần vương võ giả cửu châu ngoại vực nhiều đỉnh phong thần vương cường giả đều có nhiệm vụ rất khó rút người ra tới nhưng địa phương khác có nhiều chỗ tương đương hỗn loạn thiên su thế giới đỉnh phong thần vương bảng đỉnh phong thần vương có hơn 200 vị. Cửu châu phía trước lên bảng cũng liền 33 vị. Còn có tiếp cận 200 cái là đến từ những giới khác vực. Bọn gia hỏa này có một bộ phận chỉ là tại ngoại vực làm mạo hiểm võ giả. Cũng không phải tọa chấn ngoại vực cường giả những giới khác vực có thể có đỉnh phong thần vương tham dự. Cổ vẫn thần giới đâu, dương. Trần trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, không có nói ra khó nói rất nhiều, cổ vẫn thần giới đỉnh phong thần vương, nhân số không nhiều. Nhưng những này người cũng không cần phụ trách tọa chấn ngoại vực. Thậm chí ngay cả cổ khư không đi cũng không quan hệ. Thật muốn tối như mực rời đi cổ vẫn thần giới, những người khác thật đúng là chưa chắc sẽ để ý. Xem như đỉnh phong thần vương cường giả, đó đều là cực kỳ tự do. Chương 1677 hảo đánh thủ bút. Rất nhanh, Dương Trần trong kế hoạch tuyển định hải đảo sắp tới, Dương Trần vừa đến. Khí tức đột nhiên bộc phát đến cực hạn. Mở cung chủ mấy người cũng là khí tức bộc phát, Dương Trần quát lên, chung. Quanh võ giả nhanh chóng thối lui. Đợi chút nữa đột phá, ta áp chế không nổi linh hồn chi lực, linh hồn chi lực bạo phát xuống. Trung vị thần vương cảnh cũng sẽ bị đè chết biết. Dương Trần muốn tại cái này đột phá, chung quanh còn lại tới nữa, không thiếu võ giả lúc này dương trần linh hồn uy áp bộc phát hải đảo cùng với phụ cận võ giả rất là rung động dương trần lần nữa quát lên nhanh chóng rời đi không cần thiết vì quan sát một lần thượng vị thần vương đột phá mất mạng theo dương trần uy áp bộc phát chung quanh tụ tập một số võ giả nhao nhao rời đi dương trần ngắm nhìn bốn phía cười nói nếu đã tới còn giấu cái gì lão tử nếu là tới được đỉnh phong thần vương thiên hạ mặc ta ngang dọc hà tất cùng như tặc trốn trốn tránh tránh không dám gặp người. Lão tử hạng đầu người thế nhưng là đủ đáng tiền, nghe được ngoại vực treo thưởng Ta đều nghĩ chính mình cắt đầu đưa qua, không? Một người nói chuyện, bây giờ, mở cung chủ đám người Tây linh bảo hiện lên. Quay chung quanh tại Dương Trần Tứ Phương. Nơi xa, Ngô Trấn Khải lớn tiếng nói, ta phụ trách ghi hình. Đừng tìm ta, ta vừa mới vào chung vị thần vương cảnh, khoảng cách Dương Trần xa như vậy. Xử lý ta không có lợi lắm, lập tức bại lộ, tuyệt đối đừng chơi ta. Nếu tới, trước tiên làm Dương Trần. Ta tu luyện tới trung vị thần vương cảnh không dễ dàng, côn. Uy nhịn không được mắng, hỗn đản, muốn chút mặt, đừng bạo nói tục a, à, ngô. Trấn Khải Mã phản bác ta nói không đúng sao? Rất nguy hiểm, các ngươi cùng một chỗ, ta một người tại cái này. Tính toán, ta không chụp Dương Trần, ta đi ngươi cái kia, Dương trần cười nói cách ta xa một chút thực lực ngươi nhỏ yếu để cho ngươi đừng đến ngươi nhất định phải tới bây giờ sợ chết a à, phế vật hư không hừ lạnh một tiếng truyền đến người tới căn bản không có tập kích ngô trấn khải chỉ là trước tiên nổ tung ảnh thạch thôi ngô trấn khải không nói hai lời vội vàng hướng nơi xa chạy tới vừa chạy vừa mắng lão tử là tới tham gia náo nhiệt giết ta không có lợi lắm đừng đến ta cái này không có người cùng hắn đối thoại, tại hắn vừa chạy trong nháy mắt, đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Hư không, ba đạo nhân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ tiêu xạ mà đến, người còn chưa tới. Ba cỗ cường đại linh hồn chi lực bộc phát ra, hừ, mở. Cung chủ lạnh rên một tiếng, thiên địa chi lực xen lẫn. Những người khác nhau nhau vung vẩy linh bảo, hướng hư vô linh hồn chi lực đánh tới. Kiếm không thiếu sót một thương đâm ra, bay ngược mấy bước nhưng cũng xé rách một đoạn ngắn linh hồn chi lực mới ba cái, dương. Trần bỗng nhiên cười nói, quá ít. Lời này vừa ra, nơi xa, hai cỗ cường đại uy áp đột nhiên bộc phát, một tiếng âm vang bạo hưởng. Nước biển nổ tung, hư không oanh minh, là ngươi, xem xét lập tác, ngươi thế mà không chết, ha. Ha ha, tì mã hỗn thành, chỉ nhớ không tệ, ta đều chết đã bao nhiêu năm. Ngươi lại còn nhớ kỹ khí tức của ta, oanh, oanh, tiếng nói chuyện theo tiếng oanh minh tiêu thất, mười trong ngoài, hai đạo khí thế cường đại bay lên. Trong nháy mắt chiến đấu lại với nhau. Bên này, mở cung chủ mấy người không có thời gian quản cái này, mở cung chủ khẽ quát tôm. Tép nhãi nhép, để cho ta nhìn một chút, các ngươi là ai, rớt. Lời, mở cung chủ, chu chính dương, lưu phá lỗ, để đạt chân bốn người. Trong nháy mắt thẳng hướng bên trái chạy tới áo bào đen võ giả. Áo bào đen võ giả thản nhiên nói, đối thủ của các ngươi cũng không phải ta, nói. Xong, áo bào đen võ giả tốc độ tăng vọt, mở cung chủ mấy người vừa định đuổi theo. Tóc ngắn mặt nạ võ giả âm thanh vang lên, ta cùng các ngươi chơi đùa, ầm ầm, phanh. Năng lượng tiếng nổ tung cơ hồ là trong nháy mắt truyền đến. Mấy người phía dưới hải đảo bắt đầu sụp đổ, cách đó không xa. Áo bào đen võ giả nhưng là cực tốc hướng Dương Trần những người này đánh tới một đám trung vị thần vương cảnh võ giả thôi, thật sự cho rằng có thể ngăn trở hắn, huống chi. Những thứ này trung vị thần vương cảnh võ giả cũng có người thu thập. Phía bên phải, một vị vóc người cao thon mặt nạ võ giả đã thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Lại là không thấy quan vô cực đám người. Mà là trong nháy mắt đem tầm mắt rơi vào ngoại vi mấy vị kia trung dài võ giả trên thân. Khẽ thở dài, thì ra là thế. Lời còn chưa dứt đứng tại đám người ngoại vi mấy vị võ giả. Trong nháy mắt bộc phát ra cường đại kim mang, linh bảo hiện lên. Trong nháy mắt thẳng hướng chín cung phụng, lão, lục những thứ này tạp ngư chính ngươi nhìn xem xử lý a à. Chín cung phụng cười một tiếng, người đã cùng năm vị thượng vị thần vương cảnh cường giả giao. Thủ, giao thủ một cái, lập tức cười nói, năm vị thượng vị thần vương cảnh sơ đoạn võ giả. Cái này cũng không đủ, giết năm người này lại là không để ý tới hắn, trong nháy mắt kết thành trận hình. Bất hủ thần thể lấp lóe từ bốn phương tám hướng vây chín cung phụng áo bào đen võ giả đã đuổi. Tới, cười lớn tiếng nói, một dạng còn chưa đủ. Dứt lời, một thanh đen như mực trường đao, trực tiếp từ hư không ngưng hiện. Đánh úp về phía bị thật có lý đám người vây quanh ở ở giữa dương trần, thật có lý đám người vừa định chém giết dương trần quát lên đi giúp mấy vị kia ra hỏa này giao cho ta côn uy mấy người cứ việc có chút khó khăn nhưng vẫn là mảy may không có suy giảm nhào nhào thối lui hướng chín cung phụng bên kia đánh tới năm vị thượng vị thần vương cảnh sơ đoạn võ giả đối với một vị đỉnh phong thần vương phong hiểm vẫn rất lớn bọn hắn cùng một chỗ vây giết đối phương cái kia nhẹ nhõm nhiều a à, áo bào đen võ giả khẽ di một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc đi ra hỏa này cũng quá coi thường chính mình đi dương trần không để ý hắn sau một khác thẳng đến phương xa hải vực bỏ chạy mà đi áo bào đen võ giả lần nữa hơi khác thường dẫn dụ ta rời đi phía trước có mai phục cứ việc ngờ tới dương trần sẽ có mai phục áo bào đen võ giả vẫn nhanh chóng đuổi tới lần này mục đích đúng là vì đánh giết dương trần sao có thể bởi vì hoài nghi sẽ có mai phục liền từ bỏ, huống chi. Hắn là lĩnh ngộ bản nguyên võ đạo cường giả, cũng không dễ dàng như vậy bị tính kế. Phía trước, Dương Trần cấp tốc trốn chạy, chợt quát lên, ta không muốn biết ngươi là ai. Cũng không muốn nói nhảm ngươi tại sao muốn giết ta, bây giờ phản bội. Ta bảo đảm ngươi một mạng, ta Dương Trần có mặt mũi này. Mặt khác, ta tiễn đưa ngươi thượng phẩm linh bảo một thanh, thần tinh ba ngàn cân thần vương hóa cảnh giảng đạo một tháng, thần vương hóa cảnh tuyệt học không có. Trừ phi ta giết thần vương hóa cảnh, giúp ngươi thân phận tẩy trắng. Những thứ này nếu là còn chưa đủ, vậy cũng không cần nói chuyện. Hừ, đừng hừ, đãi ngộ này, ngươi nên thỏa mãn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết. Ta, Dương Trần chợt quát lên, không chỉ hắn. Những người khác cũng là như thế, đương nhiên, chế tạo huyết án đừng suy nghĩ ta nghe trong các ngươi, có nhân đồ giết qua nhân loại vô tội, loại người này phải chết. Dương Trần dứt lời, trên thân kim quang bộc phát, tốc độ lần nữa tăng vọt, quát ta. Chính là thượng vị thần vương, muốn giết ta. Các ngươi thật sự cho rằng có thể làm được, thượng vị thần vương cũng muốn chết. Sau lưng, áo bào đen võ giả mặc dù có chút ngoài ý muốn. Vẫn như trước lạnh lùng, Dương Trần mở ra đánh đổi không thấp. Ngoại trừ không có thần vương hóa cảnh tuyệt học so ra mà vượt nội vực cho ra giá cao, nhưng bọn hắn muốn chính là thần vương hóa cảnh tuyệt học. Rất lời, áo bào đen võ giả phảng phất xuyên qua hư không, sau một khác. Xuất hiện tại dương trần sau lưng trăm mét chỗ, chết áo. Bào đen võ giả khẽ quắt một tiếng. Một thanh thượng phẩm linh bảo cổ trượng trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Thẳng đến dương trần phía sau lưng, hắc mang tháp. Dương trần quát trói tay một tiếng, võ giả dùng linh bảo chỉ có thể dùng chính mình sở trường nhất linh bảo, trừ phi thật sự có tiền tùy hứng. Không quan tâm một thanh linh bảo, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dương Trần dưới chân đột nhiên bộc phát ra rực rỡ kim mang, một cái chớp mắt. Đột phá đến ngoài ngàn mét thượng phẩm linh bảo chiến hoa, thủ bút thật lớn, giờ. Khắc này, dù là bốn phía mấy vị cung phụng đều rung động. Chương 1678 không chỉ chừng này. Dương Trần có thượng phẩm linh bảo. Cái này kỳ thực có thể lý giải, nhưng Dương Trần dùng đỉnh phong thần vương yêu tộc thần hồn đạo. Tinh, chế tạo ra tốc chiến ngoa. Quá mẹ nó xa xỉ, cường giả chế tạo linh bảo, đầu tiên chế tạo tính công kích linh khí. Dưới tình huống bình thường, tới được đỉnh phong thần vương cảnh. Dù là tính công kích linh khí đều khó mà chế tạo ngang cấp. Chế tạo công kích linh bảo, cho dù có vốn liếng chế tạo chuôi thứ hai linh bảo. Bình thường cũng sẽ không chế tạo mà là cầm lấy đi đổi lấy cái khác đồng giá tài nguyên dương trần ngược lại tốt thế mà chế tạo một đôi thượng phẩm linh bảo chiến ngoa ầm ầm dương trần vừa rời đi tại chỗ tại chỗ nổ tung cổ trượng kích phá hư không phía dưới mặt biển nhấc lên ngập trời gợn sóng đáng chết áo bào đen võ giả giận dữ đối phương lại có đỉnh phong thần vương chiến ngoa không so đo tiêu hao phía dưới dùng bất hủ chi lực bộc phát chạy trốn tốc độ không giống như tầm thường thượng vị thần vương cảnh ngũ biến cường giả tốc độ chậm mặc dù so với hắn chậm hơn bên trên một điểm nhưng hắn đuổi theo cần một chút thời gian bây giờ thiếu nhất chính là thời gian lão bát lão cửu tốc độ áo bào đen võ giả hét lớn một tiếng một vị thượng vị thần vương cảnh võ giả người mặc đỉnh phong thần vương chiến ngoa toàn lực ứng phó mà chạy trốn nghĩ ngăn chặn hắn độ khó có chút lớn một bên hét lớn áo bào đen võ giả một bên bộc phát toàn lực gấp rút lên đường hư không nổ tung không chỉ như vậy áo bào đen võ giả dưới chân xuất hiện một đầu thông thiên kiều lương cầu nối dài đến mấy ngàn mét áo bào đen võ giả đạp vào cầu nối sau một khác người đã xuất hiện tại cầu bên kia khoảng cách dương trần lần nữa đạt đến trăm mét khoảng cách phía trước dương trần sắc mặt kịch biến đây là cái gì là ngươi chợt ngươi kỳ Lúc này, Chu Chính Dương đột nhiên bạo hống một tiếng. Một bên điên cuồng chảm kích tóc ngắn mặt nạ nam, một bên quát to, hắn là chợt ngươi kỳ. Đẹp an sơn cường giả, chợt ngươi kỳ, ngươi dám đối với Dương Trần ra tay. Áo bào đen võ giả căn bản vốn không để ý đến hắn, tới gần Dương Trần một khác. Cổ trượng lần nữa phá không mà ra, một tiếng âm vang xuyên thấu hư không, hỗn đản, Dương. Trần hét lớn một tiếng, trên thân kim quang bộc phát, cưỡng ép di động một đoạn nhỏ khoảng cách. Mặc dù như thế, cổ trượng vẫn là đánh chúng vào phía sau lưng của hắn, cổ trượng phía trên. Thậm chí mang theo bất hủ chi lực, phanh, dương trần thượng vị thần vương cảnh nhị biến bất hủ. Thần thể, trực tiếp nổ tung, phía sau lưng xuất hiện một cái cực lớn cái hố, phóc. Dòng máu màu vàng ống từ dương trần trong miệng nhô ra, bản nguyên võ đạo cường giả, dương. Trần cấp tốc hồi phục bắn nổ bất hủ thần thể, bỗng nhiên quay người. Hỏa môn sơn cổng trào lập tức hướng đối phương rơi đập. Chợt ngươi kỳ lạnh rên một tiếng, linh hồn chi lực đột nhiên bộc phát. Trong hư không lần nữa ngưng hiện ra một thanh cổ trượng, đây không phải linh bảo. Mà là linh hồn cụ hiện vật, một tiếng âm vang, phương xa, dương trần đầu người nổ đùng. Một tiếng yếu ớt giòn vang vang lên, thần tùy bị đánh nớt, một lần va chạm, Dương Trần thần tủy liền xuất hiện vết rạn. Bản nguyên võ đạo cường giả chi uy. Có thể thấy được kinh khủng, ngay tại Dương Trần hỏa môn núi cổng trào rung động một khác. Chợt ngươi kỳ vừa định bộc phát lần công kích thứ hai. Trong nháy mắt, lục đạo rực rỡ kim mang trên không trung hội tụ. Ngừng kết trở thành một cái cực lớn, phong, chữ, phong, sáu. Âm thanh bạo hống cùng một thời gian vang lên, cực lớn kim sắc, phong, chữ trong nháy mắt hạ xuống, phong thiên vương tuyệt học. Chợt người kỳ cũng là hét lớn một tiếng, trong hư không, một đôi bàn tay vô hình xuất hiện. Trong nháy mắt bắt được Linh bảo cổ trượng, một trượng đánh ra, cười to nói, ra dự liệu của ta. Rất lời, hỏa môn sơn cổng trào bên ngoài. Sáu vị thượng vị thần vương cảnh cường giả trống rỗng xuất hiện, đầu lĩnh một người phẫn nộ. Quát, chợt ngươi kỳ, đẹp an sơn thật to gan, ha ha ha, vậy các ngươi giết đến đẹp an sơn tốt chợt ngươi kỳ cười to, sáu vị thượng vị thần vương cảnh sơ đoạn, cái này cũng không đủ, đang. Khi nói chuyện, kim sắc phong, chữ cùng cổ trượng va chạm, cổ trượng trong nháy mắt nở lớn đến. Trăm mét chi cự, một trượng trực kích chữ lớn. ầm ầm chấn thiên tiếng nổ đùng đoàng vang lên, soạt soạt, phong. Chữ bắt đầu dạn nứt, sáu vị thượng vị thần vương cường giả cũng là sắc mặt tái đi, đầu lĩnh. Cường giả chợt quát lên, phong kín hắn. Dứt lời, sáu người hành động nhất trí, nhao nhao miệng phun kim sắc huyết dịch. Không chỉ là kim sắc huyết dịch, mà là sen lẫn đại lượng bất hủ chi lực kim sắc huyết dịch, huyết dịch trong nháy mắt trên. Không trung hội tụ, trong chớp mắt dung nhập trong chữ to màu vàng. Nguyên bản vốn đã bắt đầu dạn nứt phong, chữ, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Kim quang tia sáng càng thêm long trọng, phong, sáu. Người nhao nhao hét to, cùng lúc đó linh bảo từ bốn phương tám hướng thẳng hướng chợt ngươi kỳ, cửu châu đích xác có vốn liếng. Chợt ngươi kỳ lạnh rên một tiếng, so dự trù nhiều hơn 11 vị thượng vị thần vương. Hơn nữa đều cầm trong tay linh bảo. Cái này đích xác nằm ngoài dự tính của bọn họ, không chỉ là 11 vị thượng vị thần vương. Dương Trần cũng tiến nhập thượng vị thần vương cảnh, còn chân đạp trên phẩm linh bảo. Biến cố như vậy, đã làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, những cường giả này xuất từ tài quyết vệ quanh năm suốt tháng chờ tại ngoại vực, gần như không xuất ngoại vực. Cũng không vì người biết, không nghĩ tới lần này tài quyết vệ xuất hiện năm vị thượng vị thần. Vương, thượng vị thần vương cũng nghĩ phong bế ta, nực cười. Chợt ngươi kỳ gầm nhẹ một tiếng. Vô hình linh hồn chi lực trong nháy mắt sáp nhập vào trong linh bảo cổ trượng. Linh bảo quang huy bộc phát, một đầu mãnh thú hư ảnh trống rỗng xuất hiện phảng phất chân thực tồn tại thú chảo đột nhiên triều phong chữ vỗ xuống ầm ầm ngập trời kim mang làm cho cả mặt biển đều hóa thành kim sắc phốc sáu vị thượng vị thần vương cảnh cường giả nhao nhao miệng phun tiên huyết mấy người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc không chỉ là bản nguyên võ đạo cường giả chợt ngươi kỳ bản nguyên võ đạo không thể so với ngô phong nhược có thể càng mạnh hơn bọn hắn sáu người cầm trong tay linh bảo vận dụng phong tự quyết Chấn áp một vị yếu đỉnh phong thần vương không khó, nhưng đối phó một vị mạnh đỉnh phong thần. Vương, vậy thì nguy hiểm, dương trần, chạy. Dẫn đầu tài quyết vệ cường giả hét lớn một tiếng, bọn hắn không phong được chợt ngươi ký. Tiếp tục như thế, sớm muộn phải bại trận nơi xa. Dương Trần bây giờ đang tại xem xét tình huống bốn phía. Tì mã hỗn thành bên kia thanh thế hùng vĩ. Tì mã hỗn thành cầm trong tay thượng phẩm linh bảo tự thân cũng là bản nguyên võ đạo cường giả, dù là không bằng tam cung phụng. Cũng sẽ không cấp tốc bại trận. Mở cung chủ bên kia, mở cung chủ chiến lực cường đại. Cách phó điện chủ cũng là tiến vào ngũ biến cường giả. Hai vị thượng vị thần vương cảnh đỉnh phong cường giả làm chủ. Để đạt chân cùng lưu phá lỗ phụ trợ, đối đầu vừa ngưng đúc bản nguyên võ đạo tám cung phụng. Cũng là không rơi vào thế hạ phong côn uy bọn hắn bên kia, năm vị thượng vị thần vương cảnh cường giả, tăng thêm côn uy. Quan vô cực thật có lý, thẩm lãng nhiên, kiếm không thiếu sót, lưu dơ cao. 11 vị cường giả đối chiến không có bước vào bản nguyên võ đạo chín cung phụng. Cũng trong lúc nhất thời khó phân sàn sàn nhau. Trần chính rơi vào hạ phong, ngược lại là Dương Trần bọn hắn bên này, 6 vị thượng vị thần. Vương tăng thêm Dương Trần, 7 vị thượng vị thần vương ngược lại bị chợt ngươi kỳ áp chế lợi hại, chẳng qua nếu như chỉ là như thế. Dương Trần bọn hắn sẽ không cấp tốc bại trận. Chỉ có sao như thế, Dương Trần lạnh rên một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, đúng vào lúc này. Dương Trần quát trói tay một tiếng, trên thân thể kim mang rực rỡ. Đột nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo hơi thở, Dương Trần xuất hiện tại mấy trăm mét bên ngoài. Trong miệng tiên huyết cuồng phún, thế mà cảm ứng được không hổ là đương đại tối cường thiên kiêu, trong hư không truyền đến một tiếng già nua tiếng cười, ngay sau đó. Một đạo hám thiên hư ảnh xuất hiện tại Dương Trần rời đi chỗ, người mặc áo bào đỏ. Chương 1679 ngoài ý liệu, lão đại tới, ha ha ha, mấy vị khác cung phụng cũng là cười to. Tối cường lão đại tới, tài quyết vệ bên này, đầu lĩnh thượng vị thần vương giận dữ hét, Dương. Trần, đi mau, thất tình thánh điện đại cung phụng đến, đáng chết dương trần trong lòng điên cuồng mắng đại cung phụng tới âu dương minh an bài nhân thủ đâu vừa nghĩ tới dương trần lần nữa lộ ra hoảng sợ chi ý toàn lực bộc phát một cái chớp mắt tại chỗ biến mất hắn vừa biến mất bên tay có người cười nói chạy cái gì đến chậm một bước xin lỗi lời này cơ hồ là trong chớp mắt vang lên trong chớp mắt tiêu thất dương trần cũng không kịp chuyển động bên cạnh liền bạo phát một hồi mãnh liệt năng lượng ba động nổ tung hư không chấn động kịch liệt biển động dâng lên đại cung phụng thì ra ngươi là đại cung phụng một lát sau hư không khôi phục bình tĩnh dương trần phía trước không đến trăm mét chỗ một vị văn nhược thanh niên đứng ngạo nghễ hư không đưa lưng về phía dương trần mặt hướng ngoài mấy trăm thước đại cung phụng sắc mặt phức tạp nói ngươi làm sao sẽ là thất tình thánh điện đại cung phụng ta nghĩ tới rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là ngươi Áo bào đỏ đại cung phụng lúc này cũng không gấp động thủ, âm thanh khàn khàn nói, mới. Gần biển, người bản nguyên võ đạo thế mà khôi phục ra dự liệu của ta. Âu Dương Minh làm sao, văn nhược thanh niên chính là đỉnh phong thần vương bảng danh sách xếp. Hạng trước mười mới gần biển. Dương Trần chưa bao giờ thấy qua. Lại là nghe nói qua nhiều lần mới gần biển, mới gần biển khẽ thở dài, nguyên bản ta nên vào ngoại vực chém giết một vị đỉnh phong thần vương dị tộc tuyên cáo ta trở về không nghĩ tới trở về đệ nhất chiến đối thủ lại là ngươi thật bất ngờ sao ta cũng không ngoài ý muốn ta sớm biết âu dương minh còn có hậu chiêu ta nguyên lai tưởng rằng là quan hướng thiên không nghĩ tới là ngươi dừa vào ngoại lực bước vào thần vương hóa cảnh còn chưa nhất định có thể bước vào so ra mà vượt tự mình đi ra bản thân con đường mạnh hơn sao Dương Trần vì Cửu Châu làm bao nhiêu cống hiến, người cũng không phải là không biết. Vì cái gì nhất định phải giết Dương Trần, lão? Phu già, qua nhiều năm như thế, bản nguyên võ đạo tiến triển cực chậm. Đại chiến sắp bộc phát, ta không chờ được. Áo bào đỏ đại cung phụng than nhẹ một tiếng, lại cười nhạo nói, mới gần biển. Ta và các ngươi khác biệt, Âu Dương Minh cùng Phương Đông rách nát coi trọng các ngươi đối với các ngươi không có chút nào giấu giếm không có chút nào khúc mắc có thu hoạch đem hết toàn lực bồi dưỡng các ngươi ta đây đại chiến có ta chỗ tốt lại là không có mấy phần ta vì cửu châu chinh chiến nhiều năm kết quả là lấy được cái gì đại cung phụng thê cười nói cái gì đều không nhận được lấy được chỉ có đầy người đau đớn nếu không phải những năm này ngoại vực tặng cho một vài chỗ tốt có thể ta đã sớm bước lên tử lộ Ngô Xuyên, Âu Dương cuồng đao những người này. Tư cách già hơn ta sao, thực lực liền thật sự mạnh mẽ hơn ta sao? Nhưng từng cái kết quả là, đều vượt qua ta, có thượng phẩm linh bảo là bọn hắn. Có thần vương hóa cảnh tuyệt học, là bọn hắn, không mắc bần mà mắc không đều, liền nói dương trần. Các ngươi nói hắn cống hiến lại lớn, tại ta lại có gì lợi? Hắn bắt được linh bảo, đưa ra mệnh sữa, cho ra bất hủ chi lực, có từng cho ta mảy may lão phu đã từng vì hắn hộ đạo thì tính sao hậu phương dương trần mặt mũi tràn đầy ngốc trệ mặt mũi tràn đầy không dám tin lẩm bẩm nói là ngươi ngươi thế nào lại là ngươi ngươi là thất tình thánh điện đại cung phụng ngươi nhận ra sao đại cung phụng khẽ cười một tiếng khôi phục lại bình tĩnh nói khẽ là ta ngoài ý liệu hợp tình lý không phải sao dương trần ánh mắt phức tạp tiếp lấy thấp giọng muộn quát vì cái gì cũng bởi vì không công bằng, có gì không công bằng, tân vũ thời đại võ giả. Đều ở cạnh chính mình tranh thủ. Võ đạo tất tranh, chúng ta có hết thầy, cũng là chính mình tranh tới. Ngươi tại sao lại cảm thấy ta không cho ngươi linh bảo, điện chủ không cho ngươi tuyệt học? Chính là không công bằng, hết thảy đều là mượn cớ. Các ngươi thất tình thánh điện chín đại cung phụng, đều gia nhập vào thất tình thánh điện nhiều năm, nói tới nói lui, vẫn là ích kỷ, ích kỷ áo bào đỏ đại cung phụng thản nhiên nói, lão phu trinh chiến ngoại vực nhiều năm. Chém giết dị tộc cường địch vô số, người đông ương đạo cung lão cung chủ. Giết địch cũng không lão phu nhiều, lão phu ích kỷ sao. Ta đã từng dục huyết phấn chiến, đã từng thủ hộ nhân loại, dù cho như thế. Âu Dương Minh bọn hắn vẫn như cũ không tín nhiệm lão phu, hạch tâm tầng. Cũng không lão phu tồn tại, cũng bởi vì lý niệm khác biệt, cũng bởi vì không thuộc về cùng phe phái. Ha ha ha, chèn ép đối lập thật là ở khắp mọi nơi, không lúc nào không tại, Dương Trần. Người đánh giá quá cao Âu Dương Minh những người này, bọn hắn so ta càng ích kỷ, càng vô sỉ. Dương Trần sắc mặt khó coi, đột nhiên mắng, hỗn đàn. Thua thiệt lão tử phía trước vẫn rất sùng bái ngươi. Ngươi thế mà làm thất tình thánh điện chó săn, ngươi cân nhắc qua người nhà của ngươi sao? Áo bào đỏ lão giả khẽ cười nói, cân nhắc qua, cho nên bọn hắn không biết lão phu đang làm cái gì, hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi cầm tù cũng tốt, giam cầm cũng được, chẳng lẽ còn sẽ giết bọn hắn? Âu Dương Minh cùng Phương Đông rách nát mua danh chuộc tiếng, từ dự tân vũ thời đại. Người người bình đẳng, họa không bằng người nhà. Lão Phu có tội, bọn hắn vô tội, Dương Trần. Người cảm thấy bọn hắn sẽ bị giết sao? Sẽ, người giết chết lão tử, Đông ương đạo cung bên này sẽ chém tận giết sạch toàn bộ các. Ngươi, đừng tưởng rằng lão tử nói đùa, không tin liền thử xem, đại. Cung phụng hừ nhẹ một tiếng, sau một khắc, một thanh trường đao phá không mà ra. Lúc này, văn nhược thanh niên trước mặt hiện lên một cây quạt xếp. Mặt quạt trong nháy mắt bầy ra, một tiếng âm vang nổ đùng truyền đến, trên mặt biển. Văng lửa khắp nơi, ngập trời sóng biển lại lần nữa nhấc lên, cần gì chứ? Mới gần biển thở dài, có ta ở đây, ngươi không giết được hắn, từ bỏ đi, bây giờ rời đi có thể còn có một chút hy vọng sống nếu ngươi không đi điện chủ bọn hắn trở về người chắc chắn phải chết nếu đã tới lão phu liền không có muốn đi ầm ầm hai người lúc nói chuyện linh bảo trường đau cùng linh bảo quạt xếp trong hư không đã giao thoa nhiều lần bộc phát dư âm năng lượng lật ngược dương trần mấy lần dương trần vội vàng trốn chạy thật mạnh đây chính là thần vương hóa cảnh phía dưới đỉnh cấp cường giả thực lực sao Dĩ Vãng, hắn gặp qua mở thủ tự những người này ra tay. Nhưng vẫn không có một cái rõ ràng khái niệm, bởi vì mở thủ tự những người này ra tay, đối thủ cũng là đỉnh cấp đỉnh phong thần vương. Những cường giả này giao thủ, cách hắn còn quá xa. Mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí còn không bằng Tân Hoàn. Tân Hoàn tốt xấu còn chém giết qua đỉnh phong thần vương, không phải một cái. Hơn nữa chém giết tương đương nhẹ nhõm, nhưng lúc này đây Dương Trần trong nháy mắt tỉnh ngộ, so thực lực. Tân Hoàn có 89 phần 10 không phải những người này đối thủ. Không hắn, những người này bình thường đối chiến địch nhân. Cũng là cùng bọn hắn cùng giai cường giả, cho nên chiến đấu phá lệ khó khăn. Cũng lộ ra thực lực sai biệt không lớn. Không có Tân Hoàn thuấn sát địch nhân như thế tới rung động. Năm vị cung phụng, đại cung phụng, 3, 6, 8, 9 toàn bộ hiện thân, lúc này Dương Trần vẫn như cũ cảnh giác vô cùng, chỉ những thứ này người sao, nếu là chỉ những thứ này người. Còn có chút không đủ. Mấy chiến trường trừ tài quyết vệ mấy người đã rơi vào Hạ Phong. Địa phương khác đều không rơi vào Hạ Phong, mà hắn bây giờ vẫn còn tự do thân. Đúng vào lúc này, vừa mới trốn chui ngô chấn khải. Bỗng nhiên điên cuồng hướng bên này chạy tới, hét lớn, CMN phía trước còn có thật nhiều hơn 10 cái thượng vị thần vương, chạy mau, giữa. Lúc hắn nói chuyện, hậu phương đã có thể nhìn thấy bóng người. Hơn 10 vị diện cỗ cường giả cấp tốc hướng bên này chạy đến, thượng vị thần vương cảnh cường giả. Che lấp khí tức năng lực không bằng đỉnh phong thần vương, một mực tại ngoại vi bồi hồi. Chờ đại chiến bắt đầu, mấy người này mới cấp tốc đánh tới. Để phòng sớm bị Dương Trần bọn hắn phát hiện, nhưng nhiều người như vậy đến. Cũng đủ để thay đổi thế cục chương 1680 gió thương. Dương Trần lườm mấy gần biển bọn hắn bên này một mắt đột nhiên quát lên, ngô chấn khải. Đi giúp lão sư bọn hắn, những tên khốn kiếp kia giao cho ta, ngươi. Được hay không, năm cái thượng vị thần vương, 10 cái trung vị thần vương, bớt. Nói nhảm, không có vấn đề. Ngô Trấn Khải không nói hai lời, hướng thật có để ý đến bọn họ bên kia đánh tới cười to nói một cái yếu đỉnh phong thần vương lão tử thích nhất lấy mạnh lấn yếu đi lạt kê liền ngươi tối sợ không làm ngươi làm ai tự tìm cái chết chín cung phụng một trưởng vỗ nát quan vô cực cánh tay không nói hai lời bỗng nhiên thoát khỏi công sát hướng ngô trấn khải đánh tới ngô trấn khải cuồng hống nói hỗn đản ngươi điên rồi đi lão tử vừa mới chung vị thần vương cảnh ngươi tới giết ta ngươi có bị bệnh không cả nhà ngươi cũng là ngu ngốc sao, ngươi vào thất tình thánh điện. Đầu óc có phải hay không bị thất tình thánh điện làm cho nước vào? Mau cút, đừng đuổi lão tử, ở Trong mọi người há hốc mồm, chín cung phụng trực tiếp hướng ngô chấn khải truy sát đi qua. Hậu phương, côn uy hét lớn, mau đuổi theo, ngô. Chấn khải mới vừa vào trung vị thần vương cảnh, bị đối phương đuổi kịp. Cho dù là yếu đỉnh phong thần vương, nhiều nhất ba chiêu giết chết hắn, đối với cường giả mà nói ba chiêu cũng liền chuyện một cái chớp mát côn uy đám người phi tóc hướng ngô trấn khải bên kia đuổi theo đang tại chạy như điên ngô trấn khải còn tại giận mắng cẩu vật truy sát lão tử bị điên rồi lão tử chạy bao nhanh a à, ngươi đuổi được sao trung vị thần vương chạy thắng ngươi đỉnh phong thần vương ngươi tin hay không lão tử đường chạy thời điểm ngươi còn trốn tránh giả lão chuột đâu đừng hắn sao che lấp khí tức ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi Vừa nhìn thấy ngươi hận ta như vậy dáng vẻ, liền biết ngươi trước đó bị lão tử từng mắng. Lão tử từng mắng đỉnh phong thần vương chỉ mấy cái như vậy. Ngươi chắc chắn chính là một cái trong số đó. Dựa vào, nói như vậy ngươi là Cửu Châu đỉnh phong thần vương. Không thể nào, Cửu Châu ở đâu ra nhiều thất tình như vậy thánh điện ma đồ. Đại điện chủ không phải là Cửu Châu a, à, ngươi còn truy, ngươi đuổi nữa lão tử muốn bão nổi. Thật sự bão nổi, đang khi nói chuyện, chín cung phụng đã cách hắn không đến 500 mét. Cách không đấm ra một quyền. Một đạo hoàn toàn do năng lượng tạo thành cực lớn quyền ấn đánh phía ngô chấn khải, ngô chấn. Khải hét lớn một tiếng, dưới chân bộc phát tia sáng. Trung phẩm linh bảo chiến hoa phát ra ánh lửa. Như một làn khói chạy ra mấy trăm mét, dương trần trước kia trung phẩm linh bảo chiến hoa. Ngô chấn khải vừa chạy lấy, một bên hướng phía trước dương trần quắt, dương trần lão tử không chạy nổi hắn đổi ngươi chơi hắn ta làm những cái kia thượng vị thần vương lăn không được vậy ta muốn đi ngươi bên kia làm một trận ngươi đừng đến cút xa một chút ngươi đã đến lão tử làm sao bây giờ ta mặc kệ ta đi đang khi nói chuyện ngô trấn khải đã hướng dương trần bên kia bay đi dương trần thấy thế mắng to đáng chết ngô trấn khải người mẹ nó muốn hại chết ta sao hai ta liên thủ vô địch thiên hạ sợ cái gì hậu phương côn uy mắng to ngô trấn khải đáng chết người điên rồi mau cút đi một bên chín cung phụng truy sát ngô trấn khải nhưng lúc này nhìn thấy ngô trấn khải hướng dương trần cái kia vừa chạy bỗng nhiên tỉnh ngộ hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là giết dương trần làm sao có thời giờ lý tới ngô trấn khải cái này ngô trấn khải vừa vặn lại quên dương trần cái kia vừa chạy Dương Trần phía trước còn có thất tình thánh điện đông đảo thượng vị thần vương. Cơ hội tới, mà cơ hội này vẫn là Ngô Chấn Khải chế tạo ra, chín cung phụng cười to trong lòng. Mặc dù phía trước bị Ngô Chấn Khải tức giận hết cỡ, nhưng giờ khác này, hắn phải cảm tạ Ngô Chấn Khải bằng không, cũng sẽ không chế tạo ra bây giờ bộ dạng này cục diện phía trước. Dương Trần đã cấp tốc trốn chạy, Ngô Chấn Khải còn tại gào thét, đừng chạy a chạy ta liền bị ngăn chặn dương trần cước bộ trì trệ cái này trì trệ những cái kia thất tình thánh điện thượng vị thần vương cảnh võ giả đã tạo thành một vòng vây dương trần giận không kìm được bạo hống nói đứa đần lão tử đời này không có thua bởi người khác trên đầu thua ở trên người ngươi hỗn đàn. người đi chết a à, ta không phải là cố ý lan dứt lời hai người đã tụ ở cùng một chỗ ngô trấn khải không nói hai lời bỗng nhiên ôm lấy dương trần trên thân kim sắc quang mang hiện hiện đó là dương trần tặng bất hủ chi lực ngoại vi những cái kia thượng vị thần vương cảnh võ giả đã bao vây đi lên đúng vào lúc này dương trần hỏa môn sơn cổng trào đột nhiên xuất hiện đem chính hắn cùng ngô trấn khải bao vây lại đồng thời xuất hiện còn có một cái dương lớn cái dương trong nháy mắt bị dương trần ném ra tiếp lấy dương trần hỏa môn sơn cổng trào rơi vào trong biển ầm ầm sau một khắc, một tiếng ngập trời tiếng vang truyền ra a. À. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa bao vây chín cung phụng cấp tốc bay ngược ra ngoài. Bất Hủ thần thể bộc phát rực rỡ tia sáng, từng đợt sóng xung kích đánh thẳng vào hắn bất hủ thần thể, xé rách bất hủ thần thể. Kim sắc huyết dịch không ngừng nhỏ xuống. Cách đó không xa, côn uy những người này cũng nhao nhao toàn lực ứng phó ngăn cản lực lượng khổng lồ xung kích nhao nhao bay ngược ra ngoài, tiếng nổ oanh minh. Trên không bộc phát ra hào quang chói sáng, đâm tất cả mọi người tối thui ngắn ngủi cùng một thời gian. Đông Hải bên trên, ngập trời sóng biển đột kích. Mấy trăm võ giả tại đường ven biển bên cạnh chống lại, tiếng nổ thật to. Chấn một số võ giả đều lỗ tai mất thông, có người đầy khuôn mặt rung động, cái này là đột phá thượng vị thần vương cảnh động tĩnh sao? hải đảo khoảng cách bên này cách xa mấy chục dặm động tĩnh này lớn có chút đáng sợ hơn nữa giống như không chỉ một chỗ có người lẩm bẩm nói khó trách để chúng ta không nên tới gần còn muốn chúng ta dự phòng biển động đột kích động tĩnh này thật là đáng sợ ngập trời sóng biển nhấc lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng hơn ngàn cân thần tinh bỗng chốc bị bạo uy lực biết bao kinh khủng ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết chính là đến từ những thứ này thất tình trong thánh điện vị thần vương. Cảnh võ giả, Dương Trần, giờ khắc này, đã bay ra hạch tâm nổ tung vòng chín cung phụng nổi giận gầm lên một. Tiếng tức giận tột đình, không chỉ là Dương Trần. Còn có ngô chấn khải xúc sinh kia, xúc sinh kia cố ý. Nếu không phải là làm cho những này người thấy được cơ hội. Thượng vị thần vương cảnh võ giả sẽ không đi vây giết Dương Trần, đáng hận, giống lên một câu chín cung phụng một quyền oanh kích mặt biển trong biển không có chút nào sinh mệnh khí tức tồn tại dấu hiệu chín cung phụng biến sắc cách đó không xa đang cùng mở cung chủ mấy người giao thủ tám cung phụng quát lên không muốn xuống biển dương trần có thể ẩn tàng khí tức điểm này mọi người đều biết một khi xuống biển vậy thì nguy hiểm tám cung phụng uống xong càng xa xôi đại cung phụng nhất đao đánh lui mới gần biển lạnh giọng nói, Dương Trần, đi ra, ngươi không phải có phương đông rách nát tặng cho linh hồn. Phân hóa thể sao, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, sau đó hãy để cho ngươi tính toán. Không còn ra, lão phu giết sạch ngươi thân bằng hảo hữu hắn. Vừa mới nói xong, mặt biển một chỗ khác, Dương Trần có chút chật vật. Hỏa môn sơn cổng trào đã bị thu hồi, từ trong biển nhảy ra, cười nói, ta rất sợ hãi đi thôi, đi giết đều tại Đông Ương trên phù đảo, có năng lực liền đi. Nhìn ta Dương Trần có thể hay không một chút nhíu mày, Phong Minh chủ, ngươi già rồi. Già thật rồi. Dương Trần cười to nói, mấy võ thời đại, ai chưa từng chết người nhà. Người nhà chết lại như thế nào, chết chỉ có thể càng có động lực. Đi a, à, ngày khác lão tử như cũ tàn sát cả nhà ngươi. Con của ngươi, cháu của ngươi. Người môn nhân đệ tử, ngươi cho rằng ta Dương Trần làm không được? dương trần nói một câu vừa giận trách mắng ngày đó ngươi tại thục châu ngoại vực ra tay xem như đã cứu chúng ta một mạng ta dương trần người này không tính là vong ân phụ nghĩa hạng người chỉ là bây giờ còn không có điều kiện kia thôi không nghĩ tới ngươi lại còn ghi hận tại ta ngày xưa ta từng muốn lấy ngươi phong qua một người chống lên cổ tông liên minh chống lên cái này vùng trời quá khó khăn ta tại cổ tông liên minh duy nhất công nhận chính là người phong qua hôm nay lời nói này mở miệng hai ta không chết không thôi